Chương 161, chừng 15 phút sau, tiểu đội dảo lan tập hợp với nhau ở một góc nhỏ trên đảo. Bọn họ lên đảo chậm hơn nhóm tầng hy nhiên một chút, nhưng vì không xác định được vị trí của người còn lại chung thịnh, cho nên để cẩn thận, đối thủ di chuyển rất chậm. Tiểu đội giảo lan nhân cơ hội đó tăng tốc độ, thế nên vị trí hiện tại của họ cách căn cứ địa gần hơn tiểu đội Jalapen. Trước đó chúng ta vẫn luôn dùng biện pháp hữu hiệu nhất để làm kẻ địch suy yếu, hiệu quả rất tốt nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội cho chúng ta làm kẻ địch yếu dần như thế đối mặt với sức mạnh tuyệt đối mọi mưu mô đều vô dụng nếu thực lực của chúng ta mạnh hơn trưởng quan tần thì còn cần mai phục làm gì giọng arin bình thản nhưng lời nói ra lại làm các thành viên khác dậy sóng trong lòng nhìn họ đều tỏ ra đăm chiêu arin thầm gật gù mưu trí là chủ yếu nhưng phải có thực lực làm nền tảng mới được như trận đấu ngày hôm nay nếu không phải vì thực lực kém hơn thành viên tiểu đội Gia họ đã có thể trực tiếp đè ép đối thủ, cần gì chịu lạnh đến suýt chết cống, còn phải dùng ba đấu một để xử lý cơ giáp của đối phương. Bây giờ, bên ta còn sáu cơ giáp, đội của trưởng quan tầng chỉ còn có bốn. Tôi, Trung Thịnh và Edward sẽ chặn ba chiếc cơ giáp trong số đó, còn lại một tên, mọi người có đủ sức giải quyết không? Đương nhiên không thành vấn đề, Lâm Phỉ Nhi mím chặt môi. Cô cảm thấy Arin quá coi thường bọn cô, lại nghĩ rằng ba người bọn cô không đủ sức xử lý một chiếc cơ giáp, lúc trước lấy ba đánh một, bọn họ vẫn giải quyết ngon lành đó thôi. Chẳng lẽ đổi đối tượng khác thì không làm được nữa, Arin cười thầm trong lòng. Lúc nãy khi phục kích đối thủ, một tổ có Edward, một tổ khác thì có hắn. Còn trong trận đấu sắp tới, hắn và Edward phải đấu một chọi một với đàn anh khác, chỉ mong nhóm phỉ nhi với lôi tranh đừng khinh địch. Nếu không, e là phải trả giá đắt mới diệt được chiếc cơ giáp kia. Nếu mọi người đã tự tin như vậy thì đi thôi. Đấu trực diện với các đàn anh một trận, Arin không giải thích gì thêm, trực tiếp dẫn họ chạy đến căn cứ địa, lâm phỉ nhi với lôi tranh tự tin đầy mình. Vừa rồi ba chọi một đã thắng, thì không có lý gì lần này lại thua, chỉ có hạng phi dường như phát hiện ra điều gì đó, vẻ mặt không tài nào thả lỏng thoải mái được. Mở kênh trò chuyện riêng, Trung Thịnh thắc mắc nhìn Arin, sao lại phân chia như vậy? nếu chúng ta đánh từ từ thì giải quyết tận hi nhiên không phải vấn đề gì to tát arin mỉm cười em không thấy là bọn họ quá thuận lợi sao chung thịnh giật mình lập tức hiểu ý arin thuận lợi mà arin nói không phải là nhóm lôi tranh khinh địch hay gì mà là họ chưa từng trải qua cảm giác suy sụp thất bại những trận đấu trước gần như mọi người đều tự mình trải nghiệm cảm giác hy sinh trên chiến trường nhưng tâm lý lại rất thoải mái bởi vì họ biết sự hy sinh của bản thân sẽ đổi lấy cơ hội thắng lợi cho đồng đội đa phần những lần đó kết quả đều là đối thủ bị tiêu diệt hoàn toàn tâm lý vui vẻ hy sinh đó tất nhiên là tốt nhưng khi ra chiến trường chết là chết không có cơ hội sống lại hôm nay arin muốn họ thử nến mùi thất bại để họ tràn đầy lòng tin xong pha chiến đấu rồi mới nhận lấy kết cục không ai ngờ tới với thực lực bây giờ nếu đấu trực diện với tiểu đội jalapen có thắng cũng phải chịu tổn thất nghiêm trọng thế nên hắn muốn lợi dụng điều này để dạy cho thành viên đội mình một điều nhiều lúc sự việc sẽ không diễn biến như những gì ta đoán. Arin đặt kỳ vọng rất cao vào tiểu đội giảo lan. Mặc dù hơi khác với đời trước, nhưng nếu thu phục được những học viên tài giỏi này, với hắn là chuyện rất tốt. Tiểu đội giảo lan tăng hết tốc lực, đến căn cứ địa trước tiểu đội Galapagos chừng 10 phút. Cách lúc trận đấu kết thúc còn một khoảng thời gian rất dài, cho nên căn cứ trống không, không có huy chương màu vàng xuất hiện. Đứng dàn hàng ngay chính giữa căn cứ, tiểu đội giảo lan lẳng lặng chờ đợi tiểu đội Galapagos. Chung Thịnh siết chặt bàn tay đang rung nhẹ nhẹ. Kết quả của trận đấu lần này do anh và Arin quyết định, về vấn đề nhóm lôi tranh có đấu lại một thành viên trong đội của Tần Hi Nhiên hay không, anh và Arin đã sớm có dự đoán. f Quốc cùng là học viên năm ba, nhưng so với nhóm Tần Hi Nhiên thì vẫn kém hơn một chút. Từ lúc sống lại đến giờ, đây là lần đầu tiên anh có cơ hội phát huy hết khả năng. Lát nữa đấu với Tần Hi Nhiên sẽ có kết quả thế nào, anh cũng không dám chắc ở trên mạng chiến đấu thì không có hiện tượng đổ mồ hôi vậy mà chẳng hiểu sao Trung thịnh cứ thấy tay mình ướt đẫm biết đây là tác động của tâm lý nhưng khi tần hi nhiên dẫn theo ba đội viên xuất hiện trước mặt họ anh vẫn không kìm được nâng tay lên cọ vào quần như muốn lau mồ hôi chà các cậu em gan nhỉ tần hi nhiên nhìn hàng cơ giáp thẳng tắp phía trước lòng thầm tán thưởng ngoài mặt lại nói với giọng đẻo giả còn có cô em không chờ người khác lên tiếng lâm phỉ nhi đã nói với vẻ khó chịu đàn anh Tần có ý gì vậy? Chẳng lẽ anh khinh thường con gái, Tần hi nhiên á khẩu không trả lời được. Mặc dù hắn đã có người yêu, nhưng hắn không ngu đến mức đắc tội toàn thể nữ sinh trong trường. Các thành viên khác trong tiểu đội dạo lan không nhịn được phì cười, ngay cả Arin cũng hơi nhếch môi. Bầu không khí căng thẳng giữa hai bên loáng cái bị một câu của Lâm Phỉ Nhi phá tan. Khụ khụ, em gái cũng rất dũng cảm, một đội viên bên cạnh Tần Hi Nhiên đứng ra hòa giải vậy còn được lâm phỉ nhi hừ mũi ghét nhất là kỳ thị giới tính được rồi nếu các cậu đã giàn trận thì chắc là muốn đấu trực diện với chúng tôi đúng không vậy ra tay đi tần hi nhiên không nói nhiều đám nhóc này mà chơi trò đánh lén thì hắn còn thấy đau đầu chứ đã dám xuất hiện trước mặt họ thì đừng trách hắn không nể mặt đàn em lời còn chưa dứt tần hi nhiên đã xông lên trường đao trong tay chỉ thẳng vào lôi tranh không để cậu có thời gian phản ứng ép gần lôi tranh nhất đồng tử co lại cùng là học viên năm ba, hắn đương nhiên biết Tần Hi Nhiên, chỉ tiếc hai người tính cách khác nhau nên không quen biết gì, cũng chẳng khá hơn người xa lạ là bao. Chính vì lẽ đó, hắn chỉ có khái niệm mơ hồ về thực lực của Tần Hi Nhiên. Đến tận hôm nay, khi Tần Hi Nhiên ra tay, hắn mới thấy hối hận. Nhân tài thế này phải sớm lôi kéo về phe mình mới đúng, ép hút hít mắt lại, rút vũ khí ra, nhất chân định ngăn Tần Hi Nhiên lại. Nào ngờ, tay vừa nâng lên, lòng chợt có linh cảm, theo phản xạ dơ khiên bên tay trái lên che chắn, đâm. Tiếng kim loại va đập vào nhau vang rền. Nếu Edward không phản ứng nhanh, chắc bây giờ đã bị thương nặng. Đối thủ của anh là tôi, người ở trong cơ giáp bình thản nói, câu từ rất rõ ràng. Edward nhìn lôi tranh bị tần hi nhiên chém đến nửa chết nửa sống, cứu viện không thành công làm hắn sầm mặt. Đê tiện, lâm phỉ nhi trích lên, vung vũ khí vọt đến cô không ngờ trưởng quan tần chẳng chờ nói xong đã ra tay đê tiện tần hiên nhiên đá chiếc cơ giáp tả tơi của lôi tranh đi xa ngoáy ngoáy tai nói với giọng điệu nghe mà bực em gái à bây giờ chúng ta đang là kẻ địch của nhau đó chẳng lẽ em nghĩ ra chiến trường rồi kẻ địch sẽ nhắc nhở em một tiếng trước khi tấn công sao lâm phỉ nhi cứng họng theo cách nói của tần hiên nhiên câu mắng vừa rồi của mình đúng là ngu ngốc này hiên nhiên cầu tử tế với con gái một tí có được không hả, tên đang dặn co với Edward không nhịn nổi phải lên tiếng. Ngày thường đối xử phủ phàng với con gái thì thôi, nhưng đang truyền hình trực tiếp toàn liên bang, Tần Hi Nhiên đối xử với đàn em là con gái như thế có vẻ không ổn cho lắm. Chật, con gái đúng là trắc trối, Tần Hi Nhiên bực mình nói, quay qua xử lý hạng phi. Khả năng chiến đấu của hạng phi phần nhiều là do hắn dạy, cách thức tra đòn thế nào hắn biết rất rõ. Cho dù có lâm phỉ nhi cản trở, hắn vẫn nhanh chóng giải quyết được cậu người tiếp theo là lâm phỉ nhi hiển nhiên không phải đối thủ của tần hi nhiên cuối cùng khi bị thương nghiêm trọng cô liều chết tự hủy cơ giáp muốn kéo tần hi nhiên đồng quy vu tận sự quả cảm quyết đoán đó làm tần hi nhiên phải nhìn cô với con mắt khác giải quyết xong ba chiếc cơ giáp tần hi nhiên quay đầu lại hơi ngạc nhiên trước tình hình hiện tại vốn tưởng ba người bên ta đủ sức đối phó ba người bên đối thủ cùng lắm chỉ có ép là hơi rắc rối còn chung thịnh với arin dù gì vẫn chỉ là tân sinh mà thôi nào ngờ lúc quay lại nhìn hắn thấy arin vung kiếm xử lý đồng đội của mình còn chung thịnh thì đang chạy đến chỗ cơ giáp vừa giải quyết Edward. tần hi nhiên nhướng mày than thầm tân sinh năm nay tố chất tốt thật nhưng có tốt hơn nữa cũng không giành được phần thắng khỏi tay hắn đâu đột kích tần hi nhiên tăng tóc vọt đến chỗ chung thịnh tần hi nhiên định tập hợp với đồng đội xử lý chung thịnh trước rồi đến lượt arin nào ngờ arin như đoán được ý định của hắn chặn ngay giữa đường vung trường kiếm cản bước hắn arin trong mắt tần hi nhiên loáng qua vẻ hưng phấn trong đợt khảo hạch tân sinh hắn từng nghe từ vệ quốc nói với đặng bồi khóa năm nay có hai học viên vô cùng xuất sắc hắn nghĩ có xuất sắc đến mấy cũng không bằng học viên năm ba cho nên không để ý lắm Này xem ra mình đúng là sơ suất không đề cập đến chuyện gì khác riêng việc một mình Arin xử lý một thành viên của đội mình là đủ chứng minh cậu ta có đủ thực lực khiến hắn phải công nhận. Là tôi, Arin bình thản đáp. Từ đời trước hắn đã biết Tần Hy Nhiên là kẻ cùng chiến đấu, hắn tin chắc rằng nếu hôm nay mình đánh bại anh ta, anh ta sẽ không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm đến khiêu chiến. Khi đó, chỉ cần thắng thêm mấy trận, là Tần Hy Nhiên sẽ ngoan ngoãn trở thành cấp dưới của mình. Ừm, dẫu sau đời trước Tần Hy Nhiên cũng làm như thế rồi mới trở thành thuộc hạ của hắn ha ha khiêu chiến đàn anh không phải thói quen tốt đâu tần hi nhiên cười hì hì chưa dứt lời đã chơi lại trò cũ đột ngột tấn công arin nhếch miệng anh tưởng trò này sẽ có tác dụng với tôi sao trường kiếm vung lên chặn đòn tấn công của trường đao arin xoay khuỷu tay đánh vào dây ngực tần hi nhiên tần hi nhiên hơi nhíu mày trùng hợp chăng lúc hắn tấn công để lộ sơ hở nhiều nhất là ở phần ngực ryan từng nhắc hắn chuyện này vài lần nhưng với tốc độ tấn công và chuyển phòng thủ nhanh chóng ít ai nắm bắt được cơ hội này để đánh vào điểm yếu của hắn thế nên tần hi nhiên không mấy để ý đến nó nhưng nhìn cách cậu ta chiến đấu dường như đã biết trước sơ hở của hắn nằm ở phần ngực nói cách khác cậu ta đã chuẩn bị trước để tấn công bằng khuỷu tay nên mới đứng yên tại chỗ chỉ chờ mình lao lên đánh được một lúc tần hi nhiên ngày càng thấy khó chịu không biết có phải ảo giác không mỗi lần ra đòn hắn đều thấy gò bó như thể mọi đòn đánh của mình đều bị đối thủ nhìn thấu, thậm chí cậu ta không cần chủ động tấn công, chỉ cần bày sẵn tư thế là mình sẽ ngoan ngoãn đánh theo ý cậu ta. Adrien vừa cười vừa đấu với Tần Hi Nhiên. Tần Hi Nhiên bây giờ còn kém xa Tần Hi Nhiên đời trước, chuyển đổi chiêu thức vẫn còn trúc trắc, nhưng về cơ bản là đã hình thành phong cách chiến đấu của riêng mình, giống y hệt Tần Hi Nhiên ở thời kỳ đỉnh cao đời trước. Chết tiệt. Chuyện gì thế này? Tần Hi Nhiên cau mày, mặt mày sa sầm. Hắn cảm nhận được đối thủ không mạnh bằng mình... Nhưng cái cảm giác gò bó ức chế này là sao? Hi nhiên... Không ổn rồi... Thằng nhóc tên trung thịnh này trâu bò quá... Tôi không cầm cự được nữa... Thành viên còn lại của tiểu đội Jalapen cười khổ cầu cứu... Ai mà ngờ được... Hắn xử lý xong f năm 53... Lại bị một tân sinh năm nhất đánh cho thê thảm... Cái gì? Tần hi nhiên chấn động... Một tên Arin đã đủ yêu nghiệt rồi... Chẳng lẽ trung thịnh cũng mạnh như thế? Cao thủ đối đầu với nhau một giây cũng đủ quyết định thắng thua tất nhiên là arin không bỏ qua chút lơ là ngắn ngủi của tần hi nhiên nhân cơ hội đó giơ cao trường kiếm một lần nữa dùng sóng xung kích từ phá hủy vũ khí của tần hi nhiên bình thường thì tần hi nhiên chắc chắn sẽ không bị hắn đánh trúng sóng xung kích từ có mạnh cũng chỉ duy trì được hai giây liên tục là cùng tránh được nó là thứ kia thành sắc vụn ngay nhưng bây giờ tần hi nhiên còn đang khiếp sợ trước sự bùng nổ thực lực của chung thịnh để Arin tận dụng thời cơ, kết quả chẳng cần nói cũng biết, không còn vũ khí, tầng Hi nhiên không khác gì con hổ bị nhổ mất trăng nanh. Arin vốn đã chèn ép hắn nãy giờ, này không có vũ khí thì cạn không phải bàn. Tầng Hi nhiên tránh bên nọ né bên kia, không cầm cự nổi một phút đồng hồ, tin đồng đội bỏ mạng đã khiến hắn mất hết ý chí chiến đấu, hệ thống, trận đấu kết thúc. Thắng lợi thuộc về tiểu đội giảo Lan Chi Tinh. Điểm tối đa mười giây sau tiến hành dịch chuyển mười chín tám chung thịnh ngã ngồi ra đất say mê nhìn arin gần như lành lặn không bị tổn thương gì ở cách đó không xa người ấy vẫn mạnh như vậy mạnh đến mức anh chỉ có thể nhìn lên đôi con ngươi đen bóng của chung thịnh bùng lên cảm xúc cùng nhiệt đó là arin của anh một arin quyền năng như thần thánh dù bây giờ chỉ là một học viên bình thường trong trường đệ nhất chung thịnh vẫn tin rằng không lâu nữa Arin Clifford sẽ trở thành niềm tự hào của cả liên bang. Tâm trạng kích động khó lòng bình phục, trung thịnh ông ngực, sợ trái tim đang nảy mạnh trong cơ thể sẽ nhảy ra ngoài. Thật không thể tưởng tượng được, Arin vĩ đại là thế lại yêu mình. Trung thịnh, Arin mỉm cười nhìn trung thịnh. Hôm nay em làm tuyệt lắm, chỉ một lời ngợi khen đơn giản lại làm trung thịnh sung sướng từ tận tâm hồn. Với anh, được ngài Arin công nhận là điều vô cùng quan trọng. Khi Arin và trung thịnh trở về phòng chuẩn bị, cả căn phòng im lặng đến mức đáng sợ. Chung Thịnh đưa mắt nhìn khắp một lượt, ai nấy đều trầm mặt ngồi trên ghế, ngoại trừ. Qua. Wow. Arin, cậu là thần tượng của tớ. Chung Thịnh cũng là thần tượng của tớ. Tớ sùng bái hai cậu, dê ra mắt sáng như sao, nhiệt tình hơn cả phan cuồng, nhào lên ông đùi Chung Thịnh không chịu buông tay. Thật ra dê ra muốn ông Arin hơn. Nhưng xuất phát từ bản năng cảm nhận mức độ nguy hiểm, cậu nghĩ Trung Thịnh là sự lựa chọn an toàn hơn. Arin sầm mặt, kéo Trung Thịnh ra khỏi tay dê ra, rồi mới làm như vô tình giẫm trúng tay dê ra. Hu hu hu, Arin, cậu bắt nạt tớ, Gera ra sụt sà sụt xịt ôm bàn tay sưng đỏ, khóc trưng rứt. Đáng ghét, Arin cần gì phải giẫm mạnh thế chứ, thế nào? Sao lại im lặng, Arin ngồi ở ghế chỉ huy, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp lên bàn. Trong phòng chuẩn bị chỉ còn tiếng khóc nức nở của Zera, không còn âm thanh nào khác cuối cùng, ngay cả dê cũng không giả khóc nổi nữa, im lặng rụt cổ, rút thành một đống, cố gắng giảm cảm giác tồn tại. Hạng Phi, có, Arin liếc nhìn cậu, tổng kết trận đấu hôm nay, Hạng Phi giật giật môi, vẻ mặt chán chường ủ rủ. Để tôi nói cho, thoạt nhìn, Edward dường như phải chịu đã kích vô cùng nặng nề. Trong số học viên năm ba, hắn tự nhận mình dù không thể đứng số một số hai, thì chí ít cũng thuộc top năm. Nào ngờ, trận đấu ngày hôm nay đã dạy cho hắn một bài học cay đắng. Bất kỳ một thành viên nào trong đội của Tần Hi Nhiên đều giỏi điều khiển cơ giáp hơn hắn. Điều này làm hắn không sao chịu nổi, càng khiến hắn bị đả kích hơn, hắn không bằng một đội viên trong đội Tần Hi Nhiên, còn Arin lại xử lý được cả Tần Hi Nhiên. Chẳng lẽ chệch lệch giữa hai người lớn đến thế sao? Trong khoảnh khắc, Edward gần như bị cảm giác thất bại đánh gục. Trong đầu như có tiếng nói bảo hắn bỏ cuộc đi. May là sau khi ra khỏi trận đấu, dê ra không ngừng sáng lại bày trò, thế mới khiến hắn không chết chìm trong sự thất bại. Cũng được, Arin không có thành kiến gì với Edward. Mặc dù cảm thấy nụ cười của anh ta thật giả dối, nhưng mỗi người có một cách sống riêng, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, hắn sẽ không can thiệp nhiều vào cuộc sống của người khác. Trong trận đấu ngày hôm nay, Edward khôi phục nhanh nhất, có thể thấy tố chất tâm lý của anh ta tốt nhất nhóm. Còn về tên dê ra có thể cười nói vui đùa với mọi người thì dây thần kinh của cậu ta quá thô, để cậu ta nếm mùi thất bại không phải chuyện dễ dàng. Trận đấu hôm nay, ép hút lựa chọn ngôn từ, rồi mới thoáng mỉm cười, cho chúng ta biết thế nào là thất bại. Ừm, có lẽ nói thế không hoàn toàn chính xác, nên nói là cho chúng ta nếm trải cảm giác thất bại, dù rằng kết quả cuối cùng là chúng ta thắng. Dẫu vậy, chiến thắng này có được là nhờ Arin và Trung Thịnh, hầu như không liên quan gì đến chúng ta, nói xong, hắn nhún vai. Thế nhưng, trong trận đấu này, chúng ta phải hiểu chúng ta đã phát huy tác dụng, Edward dừng một lát, cười tự giễu, tuy không nhiều, nhưng dẫu sao vẫn thể hiện được giá trị của mình. Chẳng qua, ở thời điểm hiện tại, giá trị đó không cao cho lắm. Nói xong câu này, những người đang chăm chú lắng nghe đều mỉm cười. Đang cười, lại có cảm giác cay đắng xót xa. Ba người bọn họ hợp lại vẫn thu một mình trưởng quan tầng, ngoài việc kéo dài thời gian ra thì hầu như không còn tác dụng nào khác để ý thấy vẻ mặt có phần ảm đạm nặng nề của mọi người, Edward gõ nhẹ lên bàn, chú ý, tôi nói là ở thời điểm hiện tại, hiện tại giá trị của chúng ta chưa cao. Đừng quên, Tần Hi Nhiên đã là học viên năm thứ ba. Nếu các cậu thấy mình kém cỏi vì thua anh ta, vậy tôi đây chẳng phải nên đi tự sát sao? Lâm Phỉ Nhi bật cười. Nghĩ cũng phải, bây giờ họ mới chỉ là tân sinh năm nhất, còn trưởng quan Tần đã học tập tại trường đệ nhất ba năm. Hơn nữa, vào ngày nghỉ, có rất nhiều học viên đều đi tham gia một vài trận thực chiến, cách thức không giống nhau, nhưng đều thu hoạch được nhiều kinh nghiệm, hơn xa đám tân binh bọn họ. Như Ed Wood nói, lúc trước họ chán trường vì chợt nhận ra chênh lệch giữa mình với trưởng quan tầng quá lớn, nói chính xác hơn là kém Arin quá xa. Cùng là học viên năm nhất, Arin đấu trực diện với trưởng quan tầng mà không hề yếu thế, thậm chí còn nắm bắt thời cơ xử lý anh ta. Điều này làm những người từng trực tiếp đối đầu với tầng hiên nhiên như Lâm Phỉ Nhi, lôi tranh và hạng phi khó lòng chấp nhận, chịu áp lực nặng nề. Còn bây giờ Lâm Phỉ Nhi đã thông suốt rồi. Arin với Trung Thịnh là ai? Là hai tên yêu nghiệt, sớm đã thoát khỏi phạm trụ con người. So sánh với họ làm chi cho mệt, hiểu được điều đó, lại thêm ép học năm ba cũng thua đàn anh Tần, Lâm Phỉ Nhi tươi tỉnh trở lại. Bọn họ mới năm nhất, thua thì thua thôi, người cảm thấy mất mặt nhất phải là ép mới đúng. Mọi ngày gọi ép quen mồm, suýt thì quên theo quy định của trường thì mình phải gọi anh là đàn anh hay đét thấy tốt hơn chưa ép quốc dịu dàng nói với lâm phỉ nhi lâm phỉ nhi đỏ mặt ép quốc dịu dàng thế này đúng là mẫu bạn trai lý tưởng số một hu 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 ép quốc anh không yêu em anh bội tình bạc nghĩa với em dê ra gào khóc bổ nhào vào người ép quốc đúng lúc chặn tầm mắt lâm phỉ nhi ép quốc không kịp phản ứng bị dê ra bổ nhào vào người ngã ra đất dê ra ép quốc tức đến đỏ cả mặt cái tên ngốc này. Chẳng lẽ không biết lúc nào thì nên đứng đắn hử? Lâm Phỉ Nhi đen mặt nhìn Edward nổi giận đùng đùng hung hăng đập cho dê ra một phát. Chút sao động vừa mới dậy lên nhanh chóng biến mất tâm, dịu dàng gì chứ, thật ra đều là ảo giác thôi, nhìn dáng vẻ phẫn nộ cuồng bạo của Edward bây giờ đi, làm gì có chút phong độ nhã nhặn nào chứ, Chung thịnh che mặt không biết nói gì. Qua kẻ tay, anh âm thầm liếc nhìn Arin, quả nhiên thấy tráng ngài đã nổi gân xanh rõ ràng lúc trước tổng kết rất bình thường ổn thỏa, rút cuộc là sao lại thành ra thế này? Khụ khụ, Edward, chúng ta tiếp tục đi, hạng phi không nhìn được nữa, túng lấy dê ra như nhặt một đống rác, ném cậu ta về vị trí cũ, rồi cùng với lôi tranh kẹp cậu ta ở giữa, giám sát tên ngốc này, Edward xoa xoa cái trán đau nhất. Tức giận gì chứ, hình như lâu lắm rồi hắn không để lộ cảm xúc mãnh liệt trước mặt người khác như thế. Chẳng lẽ hắn vẫn bị trận đấu vừa rồi ảnh hưởng? lường dê ra một cái, ép quốc quay trở lại vấn đề vừa rồi. Dê ra tuổi thân ngồi rụt người trên ghế như cô vợ nhỏ tội nghiệp, ánh mắt nhìn ép quốc u oán vô cùng. Vốn định cổ vũ tinh thần mọi người một hồi, nhưng ép quốc bị dê ra nhìn với ánh mắt thảm thiết da diết, đến sẵn cả người, nói mấy lần cũng không xong. Cuối cùng thẹn quá thành giận bàn giao nhiệm vụ cho hạng phi, mình thì bực bội ngồi xuống, mắt hung tợn nhìn chầm chập dê ra. Có lẽ nhờ màn xen ngang gây rối của dê ra, hoặc có thể là nhờ sự khích lệ của ép quốc trước đó, Hạng Phi đã thoát khỏi cảm giác thất bại chán chường, bắt đầu phân tích rõ ràng trận đấu lần này. Theo từng lời phân tích sâu sắc, Samantha và lôi tranh vốn còn ủ rũ nay cũng tập trung tinh thần lắng nghe. Từ lúc Samantha đánh bất ngờ, đến khi Trung Thịnh và Dê Ra mai phục, rồi đến kế hoạch ba đấu một bao vây tiêu diệt đối thủ của Arin, cuối cùng là trận đấu trực diện. Một trận đấu kéo dài chưa đầy hai tiếng đồng hồ bị hạng phi mổ xẻ phân tích tường tận đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Trong suốt quá trình đó, Hàng Phi tiếp tục phát huy tinh thần hài hước của f -Hook lúc nãy, một mặt nhấn mạnh thực lực vượt trội của đối thủ, một mặt cổ vũ những người khác để họ phấn chấn trở lại. Cuối cùng, Arin phá hủy cơ giáp của tầng hy nhiên, bằng ghi hình trận đấu kết thúc. Hàng Phi tắt màn hình không gian ba chiều, nhìn mọi người một lượt, chậm rãi nói, chúng ta không yếu như những gì mình nghĩ. Cái chúng ta cần là thời gian. Trưởng quan tần rất mạnh, nhưng anh ta hơn chúng ta 2 tuổi. Với tốc độ tiến bộ của chúng ta bây giờ, muốn vượt qua anh ta trong 2 năm không phải điều không thể, dừng một lát lại nói tiếp, tuy nhiên, tớ phải nhấn mạnh điều này, trưởng quan Tần có tài năng vượt trội về mặt võ thuật, cho nên muốn thắng anh ta trong lĩnh vực này, rất có thể chúng ta phải đổ rất nhiều mồ hôi công sức, nỗ lực cố gắng mà chưa chắc đã đạt mục tiêu. Cho nên, điều tớ muốn nói là chúng ta cần rèn luyện dựa trên thế mạnh của từng người. Giải cơ giáp lần này dẫu sao vẫn có mặt hạn chế. Trong số chúng ta có rất nhiều người không có cơ hội phát huy sở trường của mình. Chẳng lẽ điều này chứng minh chúng ta thua kém trưởng quan tầng sao? Đương nhiên không phải, Lôi Tranh khẳng định. Xét về kỹ thuật chiến đấu, có lẽ cậu là người yếu nhất đội. Nhưng bàn về khả năng điều khiển máy bay thì cậu tự tin là mình không thua kém bất kỳ ai. Vậy thì đúng rồi, Hạng Phi nắm chặt tay giơ lên cao. Hôm nay chúng ta thua trưởng quan tầng. Nguyên nhân chủ yếu là vì trận đấu lần này hạn chế mọi người phát huy sở trường của mình, vậy nên đừng giận, chỉ cần sau này ra chiến trường thể hiện được năng lực của bản thân, không chừng chúng ta còn phải cảm ơn trưởng quan Tần đã cho chúng ta bài học về sự thất bại ngày hôm nay." Nói đúng lắm, Arin đảo mắt nhìn một lượt, dừng một chút rồi nói, "Bố tôi, tướng quân Clifford từng nói, trên thế giới này không có tướng quân nào chưa từng thất bại. Một vị tướng lĩnh vĩ đại là người biết tránh mạnh đánh vào chỗ yếu." sau mỗi lần thất bại biết rút ra bài học rồi cải thiện bản thân trận đấu hôm nay chúng ta thắng đồng thời cũng thua nhưng chính vì thua trận này chúng ta mới hiểu rõ bản thân muốn phát triển toàn diện là tốt nhưng khả năng của con người có hạn thay vì phát triển cân bằng mọi phương diện chúng ta nên tập trung vào sở trường của mình hắn chuyển mắt nhìn lâm phỉ nhi giống như phỉ nhi thế mạnh của cậu ấy là tinh thần lực trong kế hoạch huấn luyện thường ngày nên thiên về huấn luyện tinh thần lực nhiều hơn. Nếu cứ nhất quyết bỏ nhiều thời gian rèn luyện thể chất thì chỉ mệt mỏi mà chẳng đạt hiệu quả cao, Lâm Phỉ Nhi nghe vậy đỏ mặt. Cô vốn nghĩ mình là con gái, về mặt thể năng trời sinh đã yếu hơn, cho nên muốn cố gắng rèn luyện thật nhiều, nhưng cách rèn luyện này không đem lại hiệu quả rõ rệt. Nếu cô dùng ngần ấy thời gian cho việc rèn luyện tinh thần lực, không chừng bây giờ tinh thần lực đã vượt mức 5.000 rồi, Arin chưa từng ép buộc mọi người phải tập cái này cái kia, chỉ đưa ra ý kiến cá nhân. Mỗi người có một con đường của mình. Hắn sẽ nhắc nhở, nhưng không can thiệp. Đến lúc Arin nói ra hai chữ tan hợp, đã ba tiếng trôi qua kể từ khi kết thúc trận đấu. Thành viên tiểu đội dạo lan đều có vẻ đâm chiêu. Trận đấu ngày hôm nay mang lại cho họ quá nhiều cảm xúc. Trước khi đi, Arin chợt nhớ ra gì đó, nói với Zera, tôi nhớ là trưởng quan tần hy nhiên bảo cậu đến gặp anh ta sau khi trận đấu kết thúc được nửa tiếng, đúng không? Dê ra mới đầu sửng sốt, rồi lập tức khổ sở như trời sập. Hu hu hu, chết mất thôi, trưởng quan tầng nhất định sẽ đánh chết tớ. Không đâu, Arin lắc đầu. Dê ra ngạc nhiên nhìn hắn. Arin liếc mắt nhìn lại, cậu quên rồi à, cậu nói ra chuyện yêu đương của anh ta với trai gần trên kênh liên lạc. Trận đấu của chúng ta lại được phát sóng trực tiếp. Nói cách khác, toàn bộ liên bang đều nghe được câu nói đó của cậu. Cậu nghĩ, với tính cách của trưởng quan tần, sau khi biết chuyện này, anh ta sẽ chỉ đánh chết cậu thôi sao, dê ra sắp vỡ vụn ra rồi. Nghe Arin nhắc nhở cậu mới nhớ ra, các trận thi đấu được truyền hình trực tiếp toàn liên bang, như vậy chẳng khác nào cậu bật mí bí mật của trưởng quan tầng trước toàn thể nhân dân liên bang. Lần này toi thật rồi. Với tính cách của trưởng quan tầng, lần này e là không chỉ đánh chết, anh ta chắc chắn sẽ khiến mình muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Kinh khủng hơn, lúc vô tình bắt gặp trưởng quan tầng và trưởng quan trai gần tình tứ với nhau, Trưởng quan trai gần không phát hiện ra cậu, chỉ có trưởng quan tần cảnh cáo cậu vài câu. Nếu bây giờ ngay cả trưởng quan trai gần cũng biết, liệu anh ấy có xử lý mình luôn không? Ép Quốc giơ ra nước mắt trồng trồng, vẻ mặt khổ sở nhìn về phía Ép Quốc. Ép Quốc thu lại nụ cười, hỏi với vẻ cảnh giác: Có chuyện gì? Anh đi cùng em được không? Tôi đi làm gì? Dù gì anh cũng là đàn anh năm ba, biết đâu trưởng quan tần sẽ nể mặt anh, tha cho em một mạng thì sao? Ép tức đến muốn bật cười cậu nghĩ hay quá nhỉ? Chưa kể đến chuyện tôi chẳng quen biết gì với Tần Hi Nhiên, người ta chẳng cần phải nể mặt tôi làm gì, cho dù tôi có quen, mấy chuyện mâu thuẫn cá nhân này tôi có muốn can thiệp cũng ngại. Mơ đi, Hàng Phi đập một phát vào lưng dê ra. Tên này càng ngày càng ngốc, anh cứ đi cùng em đi, nhặt xác cho em cũng được, dê ra nhìn Edward với vẻ tội nghiệp, Edward không còn biết nói gì. Tần Hi Nhiên sẽ không lấy mạng cậu, làm gì phải ra vẻ anh dũng hy sinh như thế, lại còn nhặt xác. Cuối cùng, Edward vẫn phải chào thua sự vô sĩ của Zera. Nhìn cậu rưng rưng nước mắt, như thể hắn mà không đi cùng cậu sẽ khóc cho hắn xem, Edward đành phải khuất phục trước uy hiếp của cậu ta, hẹn gặp ở phòng huấn luyện chiến đấu. Mọi người đều nhìn Edward với ánh mắt thương hại. Quả nhiên, người hiền lành ôn hòa dễ bị bắt nạt, tên ngốc Zera cũng thật biết chọn người, chỉ tội cho Edward bị thằng nhóc lớn sát mặt dày này bám riết không buông. Rời khỏi mạng chiến đấu, Trung Thịnh nhìn Arin vừa ra khỏi phòng tắm, đột nhiên bật cười. Hửm, Arin ngẩng đầu, nhìn Chung Thịnh với vẻ khó hiểu. Hắn có chỗ nào buồn cười sao? Em chỉ đang nghĩ, Trung Thịnh mím môi nhìn cười, hôm nay Tần Hi Nhiên sẽ tính sổ với Dê Ra trước hay đến tìm anh, báo thù trước, Arin nhướng mày. Lại nói, Tần Hi Nhiên cũng thật xui xẻo, đầu tiên là chuyện tình yêu bị lộ, sau đó lại bị tân sinh năm nhất đánh bại. Chắc bây giờ anh ta đang ức lắm, nhớ tới tình cảnh bi thảm của Dê Ra, hơi nhếch môi. Nếu Tần Hi Nhiên quyết định xử lý Dê trước, chắc sẽ không nương tay, vậy cũng tốt, để anh ta xả giận trước khi đi tìm mình, áp lực giảm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, còn Dê xui xẻo ư, Arin hít mắt lại. Đùi chung thịnh dễ ông thế sao, đúng như những gì Arin đoán. Tần Hi Nhiên vốn đã ức chế vì thua Arin, tâm trạng rất là khó chịu, quyết định phải đi đánh cho dê ra một trận. Ai ngờ, vừa thoát ra ngoài, mấy liên lạc suýt thì nổ tung vì những tin nhắn và cuộc gọi dồn dập, ai cũng hỏi hắn với trai ẩn có quan hệ gì. Khi hắn lên diễn đàn trường, nhìn thấy bài viết, sốc nặng. Câu chuyện không thể không kể giữa cơ giáp hình người và anh bạn hiền lành. Mặt lập tức đen xì như đáy nồi, nhất là người viết bài còn trích dẫn đoạn video câu nói của dê để tăng tính chân thật cho bài viết ai xeo tần hi nhiên rít lên tay bóp nát chai đồ uống hắn vất vả giấu dến quan hệ với rai ân bấy lâu nay là vì không muốn người nhà quấy rầy rai không phải người nhà hắn không chấp nhận rai ân hay gì khác mà là tích 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 mấy liên lạc lại kêu vang làm tần hi nhiên đau cả đầu nhưng nhìn đến dãy số quen thuộc hắn bỗng chột dạ nhận hay không nhận Lúc ấy vì tư thế và vị trí khác nhau nên trai gần không biết có người nhìn thấy họ. Bây giờ dê ra đột nhiên nói ra chuyện này, chắc tâm trạng của trai gần cũng không được tốt, do dự chừng một giây, tần hi nhiên biết không thể giấu được, cho nên mang theo tinh thần bất khuất thấy chết không sờn, nhận cuộc gọi. Hi nhiên, khuôn mặt trai gần mang vẻ dữ tận trái ngược hẳn với tính cách. Lần đầu tiên gặp mặt, ai cũng sẽ nghĩ người này không thể trêu vào. Thực ra trai gần là người rất hiền lành, ôn hòa nếu không đã chẳng yêu được tần hi nhiên tính tình bạo lực nóng nảy thời gian dài như thế nhưng bây giờ ryan lại có vẻ hoảng hốt sợ sệt tần hi nhiên che mặt bây giờ hắn có thể khẳng định người nhà mình đã gọi đến gây rối ryan rồi ừ xem ra người nhà anh đã liên lạc với em tần hi nhiên cười khổ ryan còn chưa bình tĩnh lại được gật đầu trước đây khi tần hi nhiên nói muốn giữ bí mật chuyện tình cảm của hai người để tránh bị người nhà quấy rầy anh còn không tin nhưng giờ thì tin rồi người nhà của hi nhiên thật đáng sợ không hiểu anh ấy sống sót thế nào trong cái gia đình ấy nữa chị của anh chị nào tần hi nhiên hỏi ryan dừng một lát mới nói tất cả chính người chị của anh đều gọi điện cho em nội dung cuộc gọi bao gồm lễ phục kết hôn đi đâu hưởng tuần trăng mật tất tần tật những gì liên quan đến hôn lễ tần hi nhiên im lặng quay mặt đi khủng bố quá rồi đấy rõ ràng trong quan hệ của hai người hắn mới là người ở trên vậy mà chẳng hiểu các chị nghĩ gì lại cứ cho rằng hắn ở dưới càng đáng sợ hơn chính người chị của hắn đều đã kết hôn lại còn không hài lòng với hôn lễ của mình thế nên từ lâu họ đã quyết chí nhất định phải tự tay thu xếp tổ chức hôn lễ cho em trai mau mau chóng chóng gã nó đi hắn sợ các chị sẽ quấy rầy rai gần cho nên mới cố gắng hết sức giữ bí mật quan hệ của hai người không ngờ lại bị tên dê ra khốn kiếp phá hỏng chỉ nghĩ đến chuyện các chị sẽ bắt hắn đi chọn đủ loại lễ phục, trang điểm gì gì đó, là hắn muốn nổi điên. Đàn ông con trai, muốn kết hôn thì đi đăng ký với chính phủ là xong, việc quái gì phải lằng nhằng rắc rối như thế. Đáng tiếc, hắn không dám nói vậy với các chị. Thế nên đành phải im lặng chịu đựng các chị tra tấn. Khụ khụ, ừm, Ryan, em đừng để ý đến họ, Tần Hi Nhiên gãi đầu gãi tai, khó tránh khỏi ngượng ngùng. Hắn không thích các chị can thiệp vào chuyện tình yêu của mình nhưng được kết hôn với ryan hắn cũng vui lắm nhưng chúng ta còn chưa tốt nghiệp ryan nhìn vẻ ngượng ngùng của tần hiên nhiên giọng điệu phản đối ngày càng yếu đi tin anh đi chỉ cần bị các chị ấy bám lấy em sẽ không thể kéo dài đến lúc tốt nghiệp mới kết hôn được đâu tần hiên nhiên nói rất nghiêm túc ryan không biết nói gì từ mấy cuộc gọi vừa rồi là có thể nhìn ra các chị gái của tần hiên nhiên có nghị lực và quyết tâm phi thường anh có cảm giác mình không phải đối thủ của họ Vậy, chúng ta cứ thế, kết hôn sao? Ryan nói đến từ kết hôn, ngữ điệu bỗng hơi cao lên. Tần hi nhiên ho khan hai tiếng, nói với vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc. Ryan phít xô, em có đồng ý trở thành bạn đời của anh không? Ryan ngỡ ngàng bối rối trước lời câu hôn đột ngột của tần hi nhiên, mặt đỏ bừng bừng gật đầu một cái rồi vội vàng ngắt liên lạc. Nghĩ đến chuyện Ryan đồng ý lời cầu hôn của mình, tần hi nhiên không nhịn được cứ cười ngây ngô. Kết hôn sớm cũng tốt, dán cho trai gần cái nhãn hoa có chủ có vẻ rất tốt, cười ngây ngô một lúc lâu, Tần Hi Nhiên mới tỉnh táo lại, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Tuy là sự cố lần này dẫn đến kết quả xem như là tốt, nhưng tên đầu sỏ gây tội vẫn phải bị trừng phạt mới được. Dê ra. Dám để lộ bí mật của tôi, cậu nên chuẩn bị tâm lý nằm viện vài ngày đi." Bắp tay đến kêu răng rắc, Tần Hi Nhiên đằng đằng sát khí đi đến phòng huấn luyện chiến đấu, vốn đã giận điên người nay lại phải chờ hai tiếng đồng hồ mới thấy dê ra ló mặt, giá trị phẫn nộ lập tức vượt mức tối đa. Tần Hi Nhiên nghiến răng kèn kẹt, dê ra, mong là cậu đã tìm được người nhặt xác cho mình. Báo cáo trưởng quan, tôi nhờ trưởng quan hay đét năm ba đến nhặt xác cho mình. Dê ra chào theo kiểu quân đội, nói với Tần Hi Nhiên một cách vô cùng đứng đắn nghiêm túc. Hay đét, Tần Hi Nhiên ngạc nhiên. Chẳng phải là ép thuốc sao? Tại sao cậu ta lại quen biết tên tân sinh dê ra này? À, đúng rồi, cùng là thành viên tiểu đội giảo lan chi tinh ở chung lâu ngày có quan hệ tốt cũng là điều bình thường chỉ là tần hi nhiên liếc xéo dê ra thằng nhóc này không gớm còn nhắc khéo hắn cậu ta là thành viên tiểu đội giảo lan ngày mai còn phải thi đấu muốn ám chỉ hắn nên nương tay a à, yên tâm sẽ không để ảnh hưởng đến thi đấu tần hi nhiên cười nham hiểm hắn ra tay rất chuẩn đảm bảo cho dê ra phải nằm im trong máy chữa bệnh cả đêm nay nhưng sáng mai vẫn dậy được nhưng số còn lại tôi sẽ để dành cho cậu đến khi giải đấu kết thúc mới tính tiếp dơ ra rầu rĩ quả nhiên không dễ qua mặt trưởng quan tần ép hút đứng từ xa nhìn dơ ra bị tần hi nhiên bạo hành trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác mâu thuẫn khó tả một mặt nhìn tên mặt dày miệng tiện kia bị đánh làm hắn có cảm giác sung sướng là kỳ ai bảo cậu cứ xen ngang mỗi lần tôi hóa đen ai bảo cậu cứ cuốn lấy tôi vì để ý hình tượng nên tôi mới không đánh cậu vậy thì sao chứ Bây giờ có người xử lý cậu rồi đó. Một mặt khác, thấy Dư Ra bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hắn lại thấy khó chịu, dựa vào đâu mà mình còn chưa đánh, cậu ta đã bị người ta đập cho tơi tả như vậy rồi, cảm giác như mình bị thiệt thòi gì đó vậy, nhưng bất kể thế nào, hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa Dư Ra và Tần Hi Nhiên. Cùng lắm thì lát nữa đưa Dư Ra đến phòng y tế, bảo nhân viên y tế chăm sóc cậu ta nhiều hơn. Sau gần nửa tiếng, giáo dục lại Dê ra ngất xỉu nằm vật ra sàn đấu. Tần Hi Nhiên sản khoái hú lên một tiếng, giải tỏa cơn giận cảm giác thích thật. Quốc vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi đi vào phòng. Trong Dê Ra thật thê thảm, mặt mũi bầm tím, không gãy xương, nhưng nhìn vết thương cũng biết đau đến mức nào. Quốc cau chặt lông mày, vẻ mặt rõ ràng là không vui. Vốn dĩ hắn chỉ phụ trách đưa Dê Ra đến phòng y tế thôi, nhưng lúc đi ngang qua tầng Hi Nhiên, vẫn không nhìn được, nói là đàn anh năm ba, ức hiếp tân sinh như vậy có phải hơi quá đáng không? Tần Hi Nhiên ngạc nhiên nhìn hắn, cậu ta thích thế, cậu quản được à? Cậu là gì của cậu ta? Ép Huất ngẩn ra, rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm trên mặt, xoay người đi, không nhìn Tần Hi Nhiên nữa, khiêng dơ ra lên vai, đi đến phòng y tế. Tần Hi Nhiên nói đúng. Suy cho cùng, trận đòn này là do chính dơ ra trước lấy. Nếu cậu không muốn đến Tần hiên nhiên cũng đâu thể đuổi giết cậu đến tận phòng ký túc xá, hắn không có quan hệ gì với ra cả, dựa vào đâu mà đòi can thiệp vào chuyện của cậu. Mang theo tâm trạng khó chịu đưa ra đến phòng y tế, ném cậu vào máy chữa bệnh trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên y tế, Edward mặt ngoài bình tĩnh, nghĩ bụng, dù sao cậu ta cũng thích bị đánh, thêm vài vết thương chắc chẳng sao đâu. "Chào bác sĩ." Edward điềm nhiên như không quay về phòng mình. Dạo này hắn có gì đó hơi bất thường phải suy nghĩ kỹ lại mới được. Edward và Zera đang ở vào trạng thái vô cùng kỳ lạ. Tất cả thành viên tiểu đội giảo lan đều cảm nhận được sự kỳ lạ đó, nhưng chẳng ai nói rõ được giữa họ có vấn đề gì xảy ra. Lâm Phỉ Nhi với Samantha ngày nào cũng dùng ánh mắt mờ ám xen lẫn phức tạp nhìn Edward và Zera. Còn Edward từ đầu đến cuối đều treo lên mặt nụ cười ôn hòa, ngại ngùng không nói, để mặc mọi người suy đoán lung tung. Tên ngốc Zera thì vẫn hoạt bát đầy sức sống, cười cười nói nói không ngừng cho đến khi lại được nghỉ ngơi một ngày hôm sau mọi người tinh thần phấn chấn đi đến phòng chuẩn bị lâm phỉ nhi vừa vào phòng đã thấy bất thường bởi vì chỗ nào có dê ra thì hiếm khi được yên tĩnh ép hút mặt lạnh như đá nếu không phải gương mặt quen thuộc đó chắc lâm phỉ nhi đã nghĩ người ngồi ở đây là arin Dê ra tuổi thân ngồi rụt người trong góc trông đến là tội nghiệp mắt thâm quần không biết bị ai đánh hay là do không ngủ đủ giấc lúc chung thịnh và arin xuất hiện trong phòng chuẩn bị hạng phi mừng đến phát khóc. Cậu vẫn nghĩ Arin là người khủng bố nhất đội, không ngờ ép giải phóng áp suất thấp cũng chẳng kém gì Arin. A à Thịnh, cuối cùng cậu cũng đến, hạng phi nhìn Chung Thịnh với ánh mắt nóng rực cảm kích, làm Chung Thịnh không khỏi sửng sốt. Anh đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, lúc nhìn đến ép mặt mày xa sầm, giật mình kinh ngạc. Ép luôn luôn tao nhã lịch thiệp tuấn tú mà cũng để lộ vẻ mặt này sao? Đúng là ngạc nhiên. Arin thản nhiên đưa mắt nhìn dê ra, dê ra bị nhìn đến nỗi run rẩy co rụt người lại vẻ mặt ấm ức muốn nói gì đó nhưng chung quy vẫn không mở miệng thảo luận về đối thủ ngày hôm nay arin quay sang nhìn chung thịnh nói hắn không phải anh trai tri kỷ, kỷ sẵn lòng nghe tâm sự không hơi đâu đi giải quyết vấn đề tình cảm của bạn học hay cấp dưới cái hắn cần suy xét chỉ có những chuyện liên quan đến chung thịnh mà thôi chung thịnh nhún vai được rồi anh cũng không thuộc dạng chu đáo săn sóc Vấn đề của Edward và Zera nên để hai người họ tự giải quyết. Đối thủ của chúng ta hôm nay là một đường chém dết sông pha, đến nay họ đã tiến thẳng vào top 10 đội mạnh nhất. Sắp tới, mỗi trận đấu đều vô cùng ác liệt, nhưng có hai yêu nghiệt là Arin và Trung Thịnh, họ tin rằng mình sẽ giành được chức quán quân. Chỉ cần xử lý đối thủ trong trận đấu ngày hôm nay, trước mắt họ sẽ chỉ còn hai đội phải đối đầu. Một trong số đó là đội của đế quốc Elan mà bọn họ biết rất rõ nhưng chẳng hiểu sao ngoài nhị hoàng tử đế quốc Elandra, trong đội đó lại có trưởng quan từ mà bọn họ rất quen thuộc, còn một đội khác đến từ học viên chỉ huy quân sự trực thuộc liên bang. Đội này mạnh vô cùng, gần như nghiền nát đối thủ thẳng tiến từ đầu giải đến vòng chung kết. Nói thật, Arin không quan tâm lắm đến chuyện thắng thua ở giải đấu này, dẫu sao vẫn chỉ là chiến trường trên mạng giả tưởng, chết rồi còn có thể sống lại, cho nên đôi khi hắn có thể quyết đoán ra lệnh cho đội viên nào đó hy sinh nhưng nếu là chiến trường ngoài đời thực mỗi một lần hy sinh tương đương mới tính mạng của vô vàn binh lính mất đi thân là sĩ quan chỉ huy hắn phải vô cùng thận trọng suy xét kỹ càng đời trước đã trải qua rất nhiều trận chiến ngoài đời thực nên bây giờ tham gia giải đấu trên mạng giả tưởng arin khó mà khơi dậy hứng thú chẳng qua ánh mắt đảo qua nhóm samantha lôi tranh đang hào hứng thảo luận chiến thuật arin hơi mỉm cười đây là đội quân tương lai của hắn trước khi ra chiến trường để họ ở đây rèn luyện một lần cũng tốt nghe chung thịnh giảng giải kỹ càng về kế hoạch tác chiến ngày hôm nay tất cả đều gật đầu tán thành đây là ý kiến của arin hắn biết trong nhóm này chỉ có hạng phi có năng khiếu về mặt chỉ huy quân sự nhưng hắn không cho phép đội quân tương lai của mình không biết gì về chiến lược chiến thuật hắn không yêu cầu họ phải trở thành chiến thần nhưng tối thiểu phải biết chút mưu mẹo bình thường để lừa quân địch cho nên khi thảo luận chiến thuật mỗi người đều phải đặt mình vào vị trí của kẻ địch để suy xét, tìm xem chiến thuật này có khuyết điểm gì không, nếu không nghĩ ra được gì. Mọi người mới đồng ý tiến hành kế hoạch đã bàn. Trước lúc đến ngược, Arin lạnh lùng nói với Edward, đừng để ảnh hưởng đến thi đấu, đồng tử mắt Edward co lại, rồi dần dần giãn ra. Nụ cười quen thuộc lại treo trên khóe môi. Hắn nói với Arin, yên tâm, Arin gật đầu, rồi liếc mắt cảnh cáo dê ra, ra vội vàng giơ tay lên thề sẽ phát huy hết khả năng. Hắn thấy thế mới thu lại tầm mắt, dường như chỉ một câu nói đó đã phá tan bầu không khí ngượng ngập giữa Edward và Jera. Edward quay trở lại vẻ ôn hòa thường ngày. Jera cũng khôi phục bản sắc chập mạch, những người khác đều thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn Arin với ánh mắt nể phục. Đúng là khí phách. So với Arin, bọn họ thực sự quá yếu. Mọi người đều biết vấn đề giữa Edward và Jera chưa được giải quyết arin chẳng qua là nhắc nhở bọn họ tự giải quyết riêng đừng để ảnh hưởng đến cả đội nhưng tránh được bầu không khí trầm mặc kỳ dị kia là đủ để mọi người thả lỏng thoải mái rồi dựa theo kế hoạch trận đấu diễn ra vô cùng thuận lợi đối thủ đã mạnh đội của arin còn mạnh hơn sau khi giành chiến thắng arin đưa ra đề nghị rút khỏi giải đấu mọi người đều kinh ngạc không hiểu tại sao arin lại bỏ quyền thi đấu khi họ chỉ cách ngôi vị quán quân có vài bước sau khi nghe đề nghị của arin Trung Thịnh chợt giật mình hiểu ra. Nếu đoán không nhầm thì, cây cao vượt trừng tất bị gió bão vùi dập, Arin để lại câu này rồi rời đi. Trung Thịnh ngập ngừng nhìn mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, cũng đăng xuất theo, ép nghe vậy tỏ ra đâm chiêu, đứng lên chuẩn bị thoát ra ngoài. Trước khi đi, hắn không quên nói thầm vào tai dê ra một câu, nghe xong câu nói trên của Arin, dê ra trở nên nghiêm túc, trong đầu vụt qua một tia sáng. Nhưng ngay sau đó, ép vuốt ghé tai nói thầm làm cậu lập tức ủ rũ lặng lẽ nhìn những người khác dê ra nuốt nước miếng cái ực vội vàng đăng xuất phút chốc trong phòng chuẩn bị chỉ còn bốn người nhóm lôi tranh có ý gì samantha chớp chớp mắt không hiểu lắm lâm phỉ nhi lờ mờ hiểu ra cái gì đó nhưng không nói rõ được lôi tranh trực tiếp quay sang nhìn hạng phi dù sao bây giờ cậu cũng thành thói quen có chuyện gì đều nghe hạng phi giải thích rồi những thứ thế này cậu không hiểu nhưng Hạng Phi sẽ rất chu đáo giải thích rõ ràng cặn kẽ cho cậu. Hạng Phi nhíu mày rồi lại giảng ra, mắt sáng lên ra chiều đã hiểu. Cậu đảo qua nhìn Samantha với Lâm Phỉ Nhi, nói, cẩn thận ngẫm lại, các cậu sẽ hiểu. Nói rồi quay sang nhìn lôi tranh hoàn toàn không hiểu gì, mỉm cười, đi, đăng xuất rồi đến phòng tôi, tôi giải thích cho. Lâm Phỉ Nhi với Samantha không biết nói gì nhìn hai người kia. Ê, một vừa hai phải thôi nha. Lôi tranh bị các cô nhìn đến chột dạ, ho khang hai tiếng, vội vàng đăng xuất. Hàng phi phất tay chào rồi cũng biến mất khỏi phòng chuẩn bị. Lâm Phỉ Nhi và Samantha quay sang nhìn nhau, rồi lại bực bội nhìn căn phòng trống hoắc chỉ còn hai người. Đậu má. Hạng Phi là cái đồ hẹp hòi, tưởng bà đây không nghĩ ra được à, Samantha bực bội rít lên, Lâm Phỉ Nhi mím môi nhịn cười. Được ngồi ở trong căn phòng này thì làm gì có ai ngu ngốc chứ, sáng sớm hôm sau, phòng chuẩn bị không có một bóng người tiểu đội giảo lan chi tinh vốn đang có thành tích dẫn đầu nay tập thể rút lui làm những người chờ mong xem trận đấu của họ tức đến học máu người hâm mộ không ngừng khiếu nại với mạng chiến đấu yêu cầu tra rõ nguyên do có phải có người ép họ rút khỏi cuộc thi hay không và đề nghị cho họ quay lại giải đấu đáng tiếc rút lui là rút lui cho dù tiểu đội giảo lan hiện đang là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch thì mạng chiến đấu cũng không phá lệ cho họ trong lúc người xem và fan hâm mộ tức giận bất bình thay cho tiểu đội giảo lan thì thành viên của tiểu đội này đang uống rượu ăn mừng trong một khách sạn họ mở tiệc không phải vì giành được thắng lợi mà vì chúc mừng cho lần thi đấu này cả đội đã phối hợp ăn ý với nhau cùng nâng cao thực lực hơn nữa từ hôm nay trở đi những người này xem như chính thức trở thành chiến hữu thân cận nhất của arin hiếm hoi làm sao trong bữa tiệc lần này arin vẫn luôn giữ nụ cười mỉm nhàn nhạt điều này làm mọi người vốn tưởng hắn chỉ biết cười với chung thịnh này phải giật mình kinh hãi tôi đệt rợn cả người rồi gần như mọi người đều có cùng suy nghĩ trên. Nhưng, suy cho cùng thì Arin vẫn là người có diện mạo xuất chúng, lại thêm vài chén rượu xuống bụng, ai nấy đều dần thả lỏng, thấy Arin cười như thế cũng không còn sợ hắn như trước nữa. Đương nhiên, không ai chịu thừa nhận mình sợ Arin, chẳng qua là có chút áp lực nho nhỏ thôi. Cả một buổi tối, bọn họ ăn uống linh đình, vui chơi thả ga. Kết quả là một số người say bí tỉ, Lâm Phỉ Nhi hai mắt lơ mơ ngồi trên sofa thỉnh thoảng lại phát ra một tràng cười khủng bố. Samantha ôm Edward đòi hôn, may mà có hạng phi cứu viện kịp thời, nếu không Edward đã bị sàm sỡ rồi. Lôi tranh mặt đỏ lựng, nằm trên đùi hạng phi làm nũng như con mèo nhỏ, cứ đòi hạng phi phải hát tình ca cho mình. Hạng phi xem như khá tỉnh táo, chẳng những dỗ dành người yêu, còn thành công ngăn cản Samantha cùng hôn. Từ đầu buổi tiệc, ra đã chẳng uống mấy, như thể bị ám ảnh gì đó với rượu. Lúc trước thì cứ bám lấy ép thuốc kéo người ta đến quán bar, giờ không biết là bị đả kích gì nữa. Chung thịnh với Arin có tử lượng khá tốt, nhưng dẫu sao hôm nay cũng là tiệc ăn mừng, cho nên cả hai đều uống khá nhiều. Arin còn tỉnh táo một chút, chiếu Chung thịnh đã chén choáng men say. Chắc là nhờ có rượu vào tăng thêm can đảm, Chung thịnh chẳng hề che giấu ánh mắt nóng rực của mình, nhìn chấm chú vào mặt Arin. Mặt Arin rất trắng, này nắm men rượu ứng lên chút hồng, trông thật quyến rũ đời trước, Trung Thịnh chưa có cơ hội thấy ngài Arin như vậy bao giờ. Này trong bầu không khí hân hoan, Trung Thịnh không kìm được cảm xúc mãnh liệt trong lòng, không thể khống chế bàn tay mình, nâng cầm Arin lên. Arin nhướng mày nhìn anh. Không ngờ Trung Thịnh lại bạo dạng như thế, đột nhiên ghé sát vào mặt hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn, mút miết cọ sát, thậm chí còn vương lưỡi ra định tách mở đôi môi khép chặt của hắn. Wow, Samantha hú lên, lôi kéo sự chú ý của mọi người. Hạng Phi với Dê Ra há hốc mồm nhìn chung thịnh nhiệt tình ông hôn Arin một cách mãnh liệt, rồi lập tức che kín mặt, trong đầu không kìm được mà nảy lên nhiều suy nghĩ. Hạng Phi, đầu má. A à, thịnh nhiệt tình thật. Đệt, so với cậu ấy thì mình quá là kém tắm. Đến giờ vẫn chưa hôn được lôi tranh. Dê khoan đã nào, mình nhìn thấy gì thế này, chung thịnh đè Arin ra hôn. Liệu Arin có giết mình diệt khẩu không? Edward cũng chến choáng men say ánh mắt mơ màng nhìn lướt qua chỗ Arin, chút hâm mộ nhoán lên nơi đáy mắt, rồi lại đảo một vòng, cuối cùng dừng lại chỗ dê ra đang che mặt. Lôi tranh vẫn nằm trên đùi hạng phi giả làm mèo, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu cọ vào ngực hạng phi. Đáng tiếc, với thân hình cường tráng đó, cậu có làm kiểu gì cũng thấy giống sư tử chứ không phải một con mèo đáng yêu. Ưm, ừ, Arin bị chung thịnh đè ra sofa, vốn đang rất hưởng thụ sự nhiệt tình của chung thịnh, nhưng rồi không thể không đẩy anh ra. Thật là tay Trung Thịnh đã luồn vào quần hắn. Nếu cứ tiếp tục thế này, ngày mai khi Trung Thịnh tỉnh lại, có lẽ hắn phải giết người diệt khẩu thật, vất vả lắm mới giữ yên Trung Thịnh ép vào lòng mình, Arin nói với những người khác, hôm nay chơi đến đây thôi. Mọi người đều hiểu ý, tất nhiên sẽ không có ý kiến gì với Arin. Hạng Phi và Dơ Ra là hai người tỉnh táo nhất, lần lượt mang từng người về phòng. Vì trước đó đã xác định là tối nay ở bên ngoài, nên họ đặt luôn phòng nghỉ ở khu giải trí tổng hợp này. Nhìn Hạng Phi với Dê Ra đưa mọi người về phòng, Arin cũng kéo Chung Thịnh chạy về phòng mình. Đôi mắt màu lam bạc dần đậm màu, Arin ôm lấy Chung Thịnh không chịu yên cứ liên tục đốt lửa trên người mình, nhẹ nhàng ngãn miệng cười. Bây giờ hắn mới biết Chung Thịnh uống rượu vào lại nhiệt tình như vậy, vừa nghĩ đến chuyện lát nữa về phòng, Chung Thịnh sẽ thế này thế kia, Arin liền thấy vùng bụng dưới nóng rực, càng tăng nhanh nhịp chân bước. Một đêm trôi qua, có người cũng bắt vì hành vi của mình đêm qua, có người đau đầu sau một đêm say bí tỉ, lại có người hoảng hốt vì chuyện ngoài ý muốn nào đó đã xảy ra. Thú vị nhất là có người chỉ biết câm nín khi lần thứ hai xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tóm lại, buổi tiệc ăn mừng lần này đã thành công rực rỡ, làm mối quan hệ giữa các thành viên của tiểu đội giảo lan càng thêm, gắn bó chặt chẽ. Lúc ra khỏi phòng, ai nấy đều bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng, trong con mắt tràn ngập tinh thần hóng hớt của Lâm Phỉ Nhi, có rất nhiều dấu vết nho nhỏ dần dần ghép lại với nhau để rồi thành chân tướng. Không phải thi đấu, mọi người thoải mái hơn hẳn. Ngoài hạng một huấn luyện cố định hàng ngày, tạm thời chưa có việc gì làm, nhàm chán đến khó chịu, cuối cùng, Arin đưa ra đề nghị về nhà hắn chơi, được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Ngay cả Edward cũng được mời, tôi, Edward ngẩng ra nhìn Arin, dường như không ngờ hắn lại mời mình về nhà, đúng vậy. Lúc trước tôi từng mời mọi người, nhưng không có anh ở đó nên bây giờ mời lại arin tỏ ra rất thản nhiên như thể chỉ đơn giản mời người ta đi ăn một bữa cơm vậy edward nhíu mày hắn không hiểu mục đích của lời mời này trong giới chính trị gia không ai tùy tiện mời người khác về nhà mình cả ngoài các mối quan hệ thân thích hay những buổi tiệc tùng lời mời cá nhân là một cách ám chỉ rất rõ ràng rằng đối phương có ý định kết thành đồng minh với bạn hắn thấy quan hệ giữa mình và Arin còn chưa tốt đến mức có thể bắt tay hợp tác với nhau. Hơn nữa, gia tộc Clifford và gia tộc Haydek chẳng có mối liên hệ nào sâu sắc, vậy nên lời mời này của Arin thật sự làm người ta ngạc nhiên. Arin thấy ép hút phân vân, lập tức hiểu ngay, đừng nghĩ nhiều. Chúng ta là bạn học, người tôi mời là đồng đội Haydek, chứ không phải dòng họ Haydek, ép hút tỉnh ngộ, rồi lại thầm tự dễu hiện giờ e là hắn không có tư cách đại diện cho dòng họ hay quyết định bất cứ mối quan hệ đồng minh nào. Cho dù hắn có đến gia tộc Clifford, người khác cũng chẳng nghĩ hai gia tộc hợp tác với nhau. Dẫu sao hắn vẫn còn đang đi học, không thể đảm nhiệm trọng trách gì cho gia tộc hay Thoải mái nhận lời mời của Arin, Edward bỗng thấy quan hệ giữa mình với Arin thật là kỳ lạ. Hắn là đồng đội của Arin, nhưng trong lòng lại ông cái cảm giác hận mà cũng chẳng phải hận hắn biết là không nên đổ lỗi cho Arin vì những gì mình phải gánh chịu, vậy mà thâm tâm cứ thấy ít nhiều gì vẫn có liên quan, bỗng nhoẻn cười. Hình như mẹ có ấn tượng cực kỳ tồi tệ về Arin. Nếu mình trở thành bạn của cậu ta, không biết mẹ sẽ tức giận đến mức nào nhỉ, bật cười khe khẽ, Edward quay trở lại phòng mình. Sao cứ nghĩ đến mẹ sẽ tức giận là hắn lại thấy vui thế này, giờ phút này, Quốc hoàn toàn bỏ quên phiên bản chibi của tên ngốc nào đó nằm trong một góc lòng mình cứ không ngừng lại nhại cắt ngang quá trình hóa đen của hắn. Qua, wow, lâm phỉ nhi trầm trồ nhìn căn biệt thự huy hoàng màu vàng ngọc trước mắt, đờ mờ giàu kinh. Cái này không phải biệt thự nữa, mà là trang viên loại nhỏ. Bước qua cổng lớn, thấy tường bao quanh trải dài hơn 10 dặm, nhìn mãi không thấy cuối. Ở vị trí trung tâm là căn biệt thự với lối kiến trúc hùng vĩ được trang trí vô cùng xa hoa đằng sau biệt thự là cánh rừng đầm một màu xanh mướt mắt, trong đó là hệ thống ao hồ suối thác dày đặc như sao trên trời, và những hồ nước nóng với số lượng không nhỏ. Lâm Phỉ Nhi dáng mặt lên cửa xe huyền phù, nhìn phong cảnh đẹp mê người bên dưới mà chảy cả nước miếng, những người khác cũng sững sờ trước sự xa hoa của trang viên Clifford. Người duy nhất còn giữ được bình tĩnh chắc chỉ có ép quốc xuất thân cùng tầng lớp xã hội với Arin. Nói thật, giờ ra nói với vẻ rối rắm, có thật là bố Arin không tham nhũng không? sao tớ lại không biết lương của quân nhân cao thế này? Mọi người, Felix giận tím mặt, dương nanh múa vuốt nhảy bổ vào dê ra, hét, giám sĩ nhục thần tượng của tôi. Chết chắc rồi, dê ra mặt khinh khỉnh, dễ dàng chém một phát vào sau gáy Felix, làm cậu ta ngất đi. Đua à, tốt xấu gì cậu cũng là tinh anh trường đệ nhất. Nếu để người khác biết một kỹ sư cơ giáp cũng có thể đánh cậu bị thương, chắc trưởng quan tầng sẽ xách cậu đi tâm sự. Adrin liếc nhìn dê ra, lười giải thích với tên ngốc này. May là mọi người đều biết dơ ra nói đùa. Dù sao sản nghiệp dưới danh nghĩa gia tộc Clifford cũng vô cùng nổi tiếng, ví dụ như hệ cơ giáp bọ cánh cứng mới đưa vào tiêu thụ dạo gần đây, vừa ra mắt thị trường đã được rất nhiều người yêu thích bởi khả năng phòng thủ siêu mạnh của nó, đáp xuống gara trong trang viên, nhóm Arin lại đổi sang phương tiện chuyên dụng để đi lại trong trang viên ngựa, nhìn người hầu dắt ngựa vào gara mà nhóm Samantha cứ trố mắt ra hệ thống giao thông trên không đã được đưa vào hoạt động từ rất nhiều năm nay bây giờ ngoài một số câu lạc bộ chuyên về cưỡi ngựa hầu như chẳng ai dùng loại phương tiện cổ này cả mình bị ảo giác sao lâm phỉ nhi ngay ra lắc lắc tay samantha samantha cũng trợn tròn mắt chần chừ một lúc mới nói hình như không phải đâu tớ thấy arin nhảy lên cưỡi rồi kìa lôi tranh vừa nhìn thấy ngựa mắt đã sáng rực hào hứng chạy đến chọn một con tuấn mã màu đỏ thẫm nhẹ nhàng vỗ đầu ngựa con ngựa nọ thân mật liếm tay cậu, phát ra tiếng phì phì. Không biết cưỡi ngựa có thể dùng xe điện, Arin ngồi trên lưng ngựa, chỉ mấy chiếc xe chạy bằng điện loại nhỏ đằng sau bầy ngựa, một chiếc chở được hai người, tự do điều khiển, về cơ bản chỉ cần có tay là dùng được. Lâm Phỉ Nhi lưu luyến nhìn những con tuấn mã cao cấp, lại nhìn váy duyết mình đang mặc, ấm ức đi đến chỗ xe điện. Samantha tính toán khả năng mình học được cách cưỡi ngựa trong vòng 5 phút, cuối cùng ủ rũ trèo lên xe điện động tác lên ngựa của lôi tranh vô cùng thành thạo làm arin cũng phải ngạc nhiên chợt nhớ ra lôi tranh đến từ tinh cầu nông nghiệp nên không thắc mắc nữa cưỡi ngựa là nội dung bắt buộc đối với những người thuộc các gia tộc ở tầng lớp thượng lưu cho nên nếu thích ngựa từ trước thì học cưỡi là việc vô cùng dễ dàng chung thịnh buồn rầu nhìn con tuấn mã màu vàng con ngựa này có vẻ rất thân thiết với anh nhưng cả đời trước lẫn đời này anh đều chưa từng tiếp xúc với ngựa lên đây arin nắm dây cương thúc ngựa đi đến chỗ Trung Thịnh, duỗi tay ra gọi anh. Trung Thịnh đỏ mặt. Hai người cưỡi chung một con ngựa liệu có ổn không? Trung Thịnh quay sang nhìn mọi người, lập tức trầm mặt. Ở bên kia, Lôi Tranh đã kéo Hạng Phi lên lưng ngựa, dê ra cũng mặc dày mày dạng đòi cưỡi chung ngựa với Edward. Được rồi, Trung Thịnh không cần ngượng ngùng gì hết, vì người khác còn bạo dạn hơn anh. Kéo Chung Thịnh lên ngựa, Arin hô khẽ một tiếng, còn Tuấn Mã lập tức tung vó chạy lướt như gió. Edward với Lôi Tranh chạy sát ngay sau, còn Lâm Phỉ Nhi, Samantha và Felix bị đánh ngất chưa tỉnh ngậm ngùi dùng xe điện đi theo bọn họ. Khoảng cách từ gara đến biệt thự không dài, phóng ngựa chạy chỉ cần khoảng 10 phút là đến. Trước cửa biệt thự, quản gia mặc bộ đồ màu đen cung kính đứng đợi chủ nhân trở về. Mừng thiếu gia Arin đã về, quản gia đã đến tuổi trung niên không người chào Arin vừa mới xuống ngựa, người hầu xếp hàng phía sau cũng đồng thanh, mừng thiếu gia đã về, chào Vi Điết, đã lâu không gặp, Arin chào quản gia, quản gia mỉm cười, Lúc thấy Chung Thịnh đi song song với Arin thì hơi thoáng ngạc nhiên. Chào mừng các vị đến với trang viên Clifford, quản gia vi lịch sự nói với những người khác. Nhóm Lâm Phỉ Nhi lễ phép đáp lời. Vi cười hòa ái. Bạn học của thiếu gia quả nhiên đều là những đứa trẻ ngoan hiền. Đoàn người tiến vào biệt thự dưới sự dẫn dắt của vi Biệt thự có diện tích cực lớn, số phòng nhiều vô kể. Vốn dĩ theo sự sắp xếp của vi từ trước, mỗi người sẽ ở một phòng nhưng do Arin yêu cầu, nên trung thịnh không thể không ở cùng phòng với hắn. Tôi muốn ở phòng này, lúc chia phòng, dê ra rất vô sĩ chen vào phòng Edward. Đối với ánh nhìn ngờ vực hay vẻ mặt ngộ ra của mọi người, cậu chỉ cười toét miệng để lộ hàm răng trắng bóc. Lúc tên mặt dày này xách hành lý chen vào phòng, nụ cười của Edward hơi cứng lại, rồi nhanh chóng khôi phục như thường. Mọi người thấy anh không phản đối, nên không có ý kiến gì, có dê ra làm tiền lệ, Hạng Phi cũng dắt lôi tranh ở chung một phòng như thể đương nhiên. Để lại Lâm Phỉ Nhi, Samantha và Felix quay sang nhìn nhau, rồi lại xấu hổ nhìn sang quản gia Vi vẫn cười hòa ái. Phòng ngủ Vi sắp xếp cho khách cách phòng ngủ của Arin không xa, hắn mang hành lý về phòng rồi đi ra, cho họ ba phòng riêng đi. Arin chẳng bận tâm đến chuyện dơ ra với Hạng Phi muốn làm gì. Các phòng ở biệt thự gia tộc Clifford có khả năng cách âm cực tốt, chỉ cần không dùng pháo laser trong phòng thì cơ bản là người ngoài không nghe được tiếng động gì. Khoảng 5 giờ chiều, tướng quân Clifford trở lại, gặp mặt bạn học của con trai mình trong phòng khách, được gặp anh hùng của liên bang, tướng quân Clifford vĩ đại, những người ở đây đều vô cùng phấn khích, ngay cả Edward cũng khó giấu nổi sự kích động. Felix thì khỏi phải nói, vừa thấy tướng quân Clifford đã hưng phấn đến độ ngất ngay tại chỗ, làm tướng quân Clifford vẻ mặt lạnh lùng cũng phải lộ ra chút ngạc nhiên. Công việc của một tướng quân vô cùng bận rộn, cho nên nhóm Trung Thịnh không làm phiền ông quá lâu, đơn giản trò chuyện đôi câu về cuộc sống ở trường rồi kết thúc buổi gặp. Ngay từ đầu, Trung Thịnh đã căng thẳng đến độ không dám thở mạnh. Đây không phải lần đầu anh gặp tướng quân Clifford, nhưng lại là lần đầu gặp ông với tư cách người yêu và là bạn đời tương lai của Arin. May là tướng quân Clifford đối xử với anh cũng như những người khác, vẻ mặt tuy lãnh đạm nhưng anh biết đó là do tính cách. Sau khi tướng quân Clifford rời khỏi phòng khách, cánh cửa khép lại, mọi người mới đồng thời thở phào một hơi, quay lại nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Thoạt nhìn có vẻ vừa rồi ai nấy đều trò chuyện rôm rã, nhưng đứng trước mặt một vị tướng lĩnh tài ba trong truyền thuyết như thế, tất cả đều cảm nhận được áp lực vô hình toát ra từ người ông. Không phải tướng quân Clifford cố tình nhắm vào bọn họ, mà chỉ đơn giản là cái uy của người ở vị trí cao. Không biết sau này mình có cơ hội đạt đến vị trí đó không, Lâm Phỉ Nhi nói với vẻ ước ao. Chỉ cần cố gắng, tất cả đều có cơ hội, Arin nói rất thoải mái. Hắn nhìn ra được bố rất hài lòng với Trung Thịnh. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, bố không đặc biệt chú ý đến Trung Thịnh, nhưng lại khéo léo dẫn dắt đề tài theo hướng mình muốn, tưởng như đang trò chuyện về việc học hành huấn luyện ở trường và kinh nghiệm trong thi đấu, thật ra là đang thu nhặt tin tức từ những lời mọi người nói để có được một bức tranh hoàn chỉnh về Trung Thịnh. Trước khi đi, bố có để lại ánh nhìn tán thưởng, người khác không chú ý đến, chứ Arin thì nhìn thấy rất rõ người mình lựa chọn được bố tán thành làm tâm trạng arin vô cùng tốt cục cưng ơi cục cưng của mẹ về rồi đấy a à? con đang ở đâu đến đây mẹ nhìn một cái nào mọi người vừa ra khỏi phòng khách thì đột nhiên nghe thấy giọng nói mừng rỡ của một người phụ nữ từ xa truyền tới thưa phu nhân thiếu gia và bạn học của cậu ấy vừa nói chuyện với ông chủ xong giọng vi điếc vang trong hành lang càng lúc càng gần a à. cục cưng ơi trái tim bé bỏng của mẹ mau cho mẹ nhìn một cái nào mọi người chợt thấy trước mắt sáng rực lên một quý phu nhân xinh đẹp ăn mặc sang trọng tao nhã xuất hiện trên hành lang vẻ mặt vui tươi rạng rỡ chạy tới ông chầm lấy arin mẹ arin không nhịn được trán nổi gân xanh mẹ thích gọi hắn là trái tim bé bỏng rồi này kia thành thói quen mãi không sửa được thật ra hắn muốn kháng nghị từ lâu rồi hắn đã không tính đời trước thì cũng phải mười tám tuổi rồi bị gọi một cách thân mật như thế thật là không chịu nổi phi quả nhiên Lúc bị mẹ kéo vào lòng, hắn nghe thấy tiếng cười trộm sau lưng. Hắn dám khẳng định là cái đám đứng sau mình đang nhịn cười đến đỏ cả mặt, không biết đứa nào to gan dám cười thành tiếng thế. Vừa nghiến răng nghiến lợi vừa dãy ra khỏi lòng mẹ, Arin lạnh lùng đảo mắt nhìn từng người một, đa số đều cúi đầu, bả vai run run, trông có vẻ đang nhịn cười rất vất vả. Chung thịnh ngoài mặt không biểu cảm, nhưng thấy được ý cười rõ rệt trong ánh mắt, khôi hài nhất là giơ ra, một tay che miệng, vẻ mặt vừa buồn cười vừa khủng hoảng đang xen với nhau. Hửm, Arin hơi nheo mắt lại, rút cuộc tìm ra tên bật cười vừa rồi. Tớ, tớ, không cố ý, dê ra cầu xin với vẻ tội nghiệp. Xong rồi, mặt Arin trông đáng sợ quá. Cậu thề là mình không cố ý, thật sự không nhịn nổi nên mới. Arin mặt không đổi sắc nhìn cậu, ý nói, sau này sẽ xử lý cậu. Làm dê ra khóc không ra nước mắt. Những người khác đều nhìn dê ra bằng ánh mắt thương hại, kèm thông điệp, chúc cậu chết sớm siêu sinh sớm. Dê ra ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn, trong lòng đang khóc trừng rứt. Rõ ràng mọi người đều cười mà, sao chỉ phạt mỗi người cười ra tiếng là cậu. Quý phu nhân thấy Arin đẩy mình ra cũng không giận, vội vàng tiến lên vài bước, nắm chặt tay Edward, cười tủng tỉm nói, ô. Cậu bé này, đẹp thế này chắc là trung thịnh rồi, Edward hơi ngẩn ra, ngượng ngùng cười đáp lại, chào phu nhân, cháu là Edward Haydek, bạn cùng trường với Arin, à, phu nhân Clifford ngạc nhiên, rồi lại chuyển mắt sang nhìn Arin, không để hắn lên tiếng đã hô lên, đừng nói, mẹ nhất định sẽ đoán được. Nói rồi, bà quay sang cầm tay hạng phi, nếu không phải cậu ấy thì chắc là cháu rồi đúng không, Arin đen mặt. Trung Thịnh đứng bên cạnh cũng xấu hổ, mẹ, hả? Vẫn nhầm à, phu nhân Clifford nhíu mày, ánh mắt đảo một vòng, lúc nhìn đến Felix thì hơi dừng lại. Arin sợ mẹ mình lại làm ra trò khôi hài gì, trực tiếp cầm tay Chung Thịnh dắt đến trước mặt mẹ, mẹ, đây là Chung Thịnh, người yêu của con. À, phu nhân Clifford nhìn chàng trai thân hình cường tráng khôi ngô, cao hơn con mình cả một cái đầu, vẻ mặt có chút phức tạp. Chung Thịnh căng thẳng nhìn chầm chầm phu nhân Clifford, sợ bà nói là không thích mình. Mẹ! Đây là người yêu sẽ làm bạn bên con cả đời, có vẻ Arin cũng lo mẹ mình nói gì đó không tốt, vội vàng nhắc lại lần nữa. Chung Thịnh không tỏ vẻ gì, nhưng tai đã đỏ rực, ánh mắt nhìn Arin thấm đường tình yêu nồng nàn. Phu nhân Clifford biểu môi, biết rồi, con đã nói mấy lần rồi. Thật là, mẹ con là người không đáng tin sao chứ, thật ra Arin rất muốn nói là đúng thế. Nhưng e ngại quyền uy của bố, nên đành phải dùng ánh mắt thay lời muốn nói. Phu nhân Clifford trợn trừng mắt, mẹ chỉ định nói là gu chọn bạn đời của con cũng nặng như mẹ con, quả không hổ là con ta, Arin câm nín. Gu chọn người nặng giống nhau là thế nào, rút cuộc mẹ thấy Trung Thịnh giống bố ở điểm nào hả trời? Những người khác nghe vậy, lại hồi tưởng Trung Thịnh lúc làm mặt lạnh, công nhận là cũng có nét hao hao tướng quân Clifford, thế nên lại không nhìn được phì cười. Trung Thịnh phu nhân Clifford, nặng gì chứ, thật là, vẻ ngoài của anh khiến phu nhân ngạc nhiên đến thế sao? Phu nhân Clifford không có gì bất mãn với Trung Thịnh, vừa rồi chẳng qua là vui đùa một chút để điều chỉnh bầu không khí thôi. Thân là phu nhân của một vị tướng quân, bà gần như đánh tan định kiến của mọi người về thân phận này, tính cách sáng sủa lạc quan, cả ngày lúc nào cũng cười tủm tỉm, khiến người khác đều muốn đến gần làm quen. Bất kể thế nào, Trung Thịnh xem như đã có được sự tán thành của vợ chồng tướng quân Clifford. Mặc dù từ lâu Arin đã nói là cha mẹ mình nhất định sẽ thích anh, anh vẫn chỉ có thể yên tâm khi chân chính biết được thái độ của hai người. Sau bữa tối, mọi người trò chuyện một lúc rồi ai về phòng nấy. Hành trình cả sáng hôm nay đã làm mọi người mệt mỏi, mà dù sao cũng không có việc gì, chi bằng nghỉ ngơi sớm. Cô chú tắm rửa xong, hai người mặc áo ngủ nằm dựa đầu giường nói chuyện phiếm. Bọn họ rất thích em, Arin dứt khoát cắt ngang lời Trung Thịnh. Trung Thịnh có cảm giác xấu hổ khi ý đồ bị vạch trần. Arin nhìn anh. Hắn hiểu được sự bất an của Trung Thịnh. Tuy bây giờ cả hai đều là học viên trường quân đội đệ nhất, nhưng bối cảnh xuất thân lại cách biệt nhau quá xa. Anh bây giờ không phải phó quan của hắn như đời trước. Trung thịnh của hiện tại, ngoài tình yêu, chỉ có hai bàn tay trắng. Hắn đương nhiên biết rõ năng lực của anh, cũng khẳng định rằng sau này anh sẽ trở nên vô cùng xuất sắc. Nhưng trong mắt người khác, Trung Thịnh là người trèo cao gia tộc Clifford bọn họ, bố mẹ anh là người rõ ràng, nhất là mẹ, nếu đã không thích, mẹ sẽ đối xử với em vô cùng khách sáo, đến nỗi khiến em không tìm ra nổi chút sai sót nào, lại vẫn cảm thấy sự xa cách rõ rệt. Hôm nay mẹ nói đùa với em chứng tỏ mẹ rất thích em. Em yên tâm đi, Arin hôn lên mặt Chung Thịnh, còn bố thì, Arin cười khẽ, bố ấy mà, nếu không thích em thì còn chẳng buồn liếc nhìn một cái ấy. Em không phát hiện ra nội dung cuộc nói chuyện hôm nay đa phần là về em sao? Chung Thịnh gật đầu, xem như hoàn toàn yên tâm. Với anh, có được sự công nhận của vợ chồng Clifford là điều vô cùng quan trọng. Chung Thịnh, Arin cắn nhẹ tai anh, bàn tay luồn vào trong áo ngủ, mò lên mông anh. Chung Thịnh mặt đỏ ửng thân thể uốn éo một cách mất tự nhiên. Đây là biệt thự của gia tộc Clifford, làm tình với Arin trong này làm anh có cảm giác rất kỳ lạ. Yên tâm, phòng này cách âm tốt lắm, giọng Arin khàn khàn thì thầm bên tai anh, bàn tay đã xoa vuốt cánh mông với độ đàn hồi cực tốt. Chung thịnh xấu hổ quay mặt đi, thân thể lại không trốn tránh nữa. Arin sáng mắt lên, tràn ngập ý cười, nói khẽ, tắt đèn, lập tức, toàn bộ đèn trong phòng ngủ tắt phục trong bóng tối vang lên tiếng thở dốc cùng những âm thanh mờ ám gợi lên cho người ta nhiều liên tưởng. Sáng hôm sau, sau khi tất cả đều thức dậy, Arin dẫn cả nhóm đi dạo một vòng quanh trang viên. Chuyến tham quan này tốn cả một ngày. Trang viên Clifford quá lớn, lại có nhiều phong cảnh đa dạng. Được sự chăm sóc của người có chuyên môn có tay nghề, cả cánh rừng xanh ung tươi tốt cùng sắc hoa rực rỡ. Trong rừng cây có rất nhiều loài động vật nhỏ đáng yêu, là do tướng quân Clifford đặc biệt đưa từ các tinh cầu khác về để lấy lòng vợ yêu. Lâm Phỉ Nhi hưng phấn chỉ vào con mèo lười biến nằm trên cành cây ngáp dài cách đó không xa, hô lên, hoa. Mèo hoa túc kìa. Đáng yêu quá, con mèo nọ ngẩng đầu nhìn bọn họ, cái đuôi vung lên, vút một cái nhảy sang cành cây khác, rồi lại nằm sắp xuống, cả đám ăn trưa trong rừng luôn. Tuy ngoài Felix ra, mọi người đều có thể tự giải quyết bữa trưa ở môi trường giả ngoại, nhưng để phòng ngừa bọn họ giết hại động vật trong rừng, quản gia Vi Đích rất chu đáo chuẩn bị cho họ một bữa trưa phong phú ngon miệng. Arin, đầu bếp nhà cậu nấu ngon thật, Samantha vừa nhét thức ăn vào miệng vừa khen. Ừ, đúng là rất ngon, Edward nếm thử một miếng, gật đầu tán thưởng. Trong số họ, chỉ có Edward có gia thế xem như tương đương với Arin. Hắn mà khen thì chứng tỏ đầu bếp này rất giỏi tay nghề, Arin nói. Đây là người bố tôi đặc biệt tìm về cho mẹ mẹ tôi thích ăn ngon. Mọi người nghe vậy gật đầu, trong lòng lập tức phát thảo ra hình tượng một người chồng hoàng mỹ, chung thịnh giật giật khóe mắt. Thế ra đây là lý do khiến ngài Arin Kiên ăn sao? Đầu bếp bên ngoài không so được với đầu bếp nhà mình, nên ngài ấy không muốn ăn, rồi lại lập tức ném ý nghĩ này ra khỏi đầu. Ngài Arin vốn nên ăn những món ngon tinh xảo thế này, sau khi thưởng thức bữa trưa, mọi người bàn bạc một lát, quyết định đến trường đua ngựa. Chiều ngày hôm qua, nhóm lâm phỉ nhi đã vô cùng ngưỡng mộ dáng cưỡi ngựa cực kỳ đẹp của arin đến lôi tranh trong ngố ngố mà lúc cưỡi lên ngựa cũng tư thế đường hoàng đỉnh đạt tinh thần phấn chấn đẹp trai khỏi chê samantha với lâm phỉ nhi cứ phải gọi là nước miếng chảy ròng ròng ngồi xe điện chạy sau bọn họ đến biệt thự hôm nay có cơ hội học cưỡi ngựa tất nhiên là giơ hai tay tán thành hạng phi và trung thịnh đều cảm thấy hứng thú với cưỡi ngựa mặc dù phương tiện đi lại bây giờ ngày càng hiện đại tiện lợi và nhanh chóng, nhưng cảm giác trong rủi trên lưng ngựa thì không một phương tiện nào có thể thay thế được. Cả buổi chiều, bọn họ ở riết trong bãi tập cưỡi ngựa. Ngoài hạng phi, mọi người gần như đều học được cách ngồi trên lưng ngựa. Mồ hôi, cưỡi ngựa đúng là một kỹ năng khó. Thời gian một buổi chiều không đủ cho họ luyện tập, ít nhất là không thể có dáng ngồi đẹp và tao nhã như Arin được. Lúc cả bọn trở lại biệt thự, vừa hay phu nhân Clifford cũng đang đón khách ở cổng lớn. Trung Thịnh thề là mình đã choáng hết cả người khi nhìn thấy tấm biển cực đại trang trí bằng đèn led trên cổng trang viên. Chào mừng các vị đến buổi tiệc đính hôn của Arin Clifford và Trung Thịnh. Anh ngớ ra nhìn hàng chữ viết bằng thể hành, lắp bắp hỏi Arin, đó, đó là cái gì? Tranh thư pháp chào đón khách đến dự tiệc đính hôn, Arin vẫn rất bình thản. Đậu má. Hoành tráng quá nha, ngoài Arin, không một ai có thể bình tĩnh được. Dê ra trố mắt ra nhìn, mồm há hốc, á khẩu không nói được gì phu nhân Clifford hành động nhanh thật Hạng phi cũng ngẩn ra lẩm bẩm lôi tranh mắt giật giật hoàn toàn không biết nói gì samantha với lâm phỉ nhi thì nhìn với vẻ mặt đầy mơ mộng tiệc đính hôn đó lãng mạn quá đi hạnh phúc quá đi edward nhìn tắm biển rồi lại nhìn chung thịnh vẻ mặt có phần phức tạp thoạt nhìn như tiếc nuối rồi lại như nhẹ lòng felix nhìn chung thịnh bằng ánh mắt ngưỡng mộ trở thành con dâu của tướng quân Clifford là chuyện rất đáng để ngưỡng mộ. Được tiếp xúc với thần tượng ở cự ly gần như thế, Trung Thịnh thật là quá may mắn, sao, sao, sao em không biết gì cả, Trung Thịnh còn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc, nói cũng lắp ba lắp bắp, từ, quen là được rồi, Arin trả lời rất thản nhiên, Trung Thịnh giật giật khóe mắt, lần đầu tiên nảy sinh ý muốn phỉ nhổ ngại Arin. Chuyện này có thể quen được thật sao, hửm, không biết có phải cảm nhận được cơn buồn bực của anh không, Arin ngẩng đầu lên nhìn anh, sống cùng với mẹ anh thì em phải quen với kiểu niềm vui bất ngờ này đi, Hạng Phi im lặng xoay mặt đi. Cái này là khủng bố bất ngờ chứ vui nổi gì, cục cưng, con về rồi, phu nhân Clifford vừa nói chuyện với một vị phu nhân xong, nhiệt tình chạy đến ông Arin một cái thật chặt, thế nào, có thích tiệc đính hôn mẹ chuẩn bị cho con không, phu nhân Clifford hỏi với vẻ hưng phấn, dạ, rất, Arin đưa mắt nhìn sảnh đường chật kín toàn người là người, Đủ mặt các nhân vật nổi tiếng ở nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau Rất long trọng à Đương nhiên là thế rồi Phu nhân Clifford tỏ ra đắc ý Tiệc đính hôn của con trai mẹ cơ mà Không long trọng sao được Lại nói Bà nhỏ giọng nói thầm Thằng nhóc này Chẳng lẽ con không muốn mau mau chóng chóng đóng mát cho trung thịnh à Năm đó mẹ ra tay cực nhanh cực chuẩn mới có được bố con đấy Đôi mi dài rung rung Arin thì thầm bên tai mẹ Con cảm ơn mẹ Thằng bé này khách khí với mẹ làm gì, phu nhân Clifford tươi cười rạng rỡ. Bà biết mà, cái tính độc chiếm của cục cưng không thua gì bà. Tiểu thịnh thịnh, lại đây cho cô xem nào, phu nhân Clifford cười vui vẻ kéo tay chung thịnh. Mọi người không khỏi che mặt. Sáng nay chúng ta vừa ăn sáng với nhau mà, có cần biểu hiện như thể lâu lắm mới gặp như vậy không? Hơn nữa, cái tên tiểu thịnh thịnh thân mật đáng yêu như thế, thật sự không hợp với chung thịnh hở ra là thích cô mặt lạnh giống Arin đâu. Cô Chung Thịnh cười gượng, cái tên thân mật này làm anh hơi xấu hổ. Trước mặt vợ chồng nhà tướng quân Clifford, không hiểu sao anh cứ thấy căng thẳng, cảm giác như mình cướp mất người con trai ưu tú của họ vậy. Lúc gặp tướng quân Clifford, ngài ấy luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, anh còn thấy đỡ, nhưng phu nhân Clifford nhiệt tình thế này làm anh cứ thấy chột dạ. Cái thằng bé này, căng thẳng cái gì chứ? Con không biết đâu, biết tin con chấp nhận được thằng nhóc thối Arin này, cô chú còn thở phào nhẹ nhõm ấy. Phu nhân Clifford chẳng hề giữ thể diện cho Arin, nghe bà nói cứ như thể Arin là hàng ế vậy. Cô nói quá lời, Trung Thịnh cảm giác sắp không cười nổi nữa rồi. Tướng lĩnh trẻ tuổi vang danh khắp liên bang mà là hàng ế. Không thể nào. Năm đó Arin được xưng là thần tượng của cả liên bang, lực lượng fans hùng hậu lại cuồng nhiệt đến nỗi đội cận vệ cũng khó lòng chống đỡ. Anh còn nhớ ngày xưa ở địa cầu cổ từng lưu truyền một câu chuyện, rằng Mỹ Nam tử ra đường bị các cô gái trẻ ném hoa tươi, hoa quả vào người. Arin mà ra ngoài, nếu không có đội hộ vệ, có khi sẽ bị nhấn chìm trong biển fans cuồng nhiệt cũng nên. Anh vẫn nhớ đời trước hay phải xử lý thư tín cho Arin, khoa học kỹ thuật phát triển, lại thêm sự nhiệt tình thái quá của các cô gái, nên mấy lá thư đó nhiệt tình, vô cùng, đến nỗi anh cũng phải đỏ mặt. Đáng tiếc, Arin chẳng bao giờ biết thương hương tiếc ngọc, toàn bộ đống thư đó đều bị ném vào thùng rác làm nhóm nam nữ ấy tan nát cõi lòng. Dê ra chọc chọc Lâm Phỉ Nhi đứng bên cạnh, các cậu có nghĩ Arin là hàng ế không? Lâm Phỉ Nhi liếc mắt khinh thường, nhìn Arin, rồi quay sang nói, nếu không nhìn vào khuôn mặt và gia thế của cậu ta, với tính cách đó, cậu nghĩ sẽ có người theo đuổi cậu ta à? Dê ra ngẫm nghĩ, ghép bối cảnh của lôi tranh cho Arin, lại xóa đi gương mặt tinh xảo đó, phải công nhận là Lâm Phỉ Nhi nói đúng. Nếu không nhờ khuôn mặt và bối cảnh, với tính cách lạnh lùng đó của arin e là chẳng có mấy ai để mắt đến tất nhiên cậu không phủ nhận năng lực của arin chỉ là cho dù cậu ta có giỏi mấy chăng nữa với bản tính đó chắc chắn là không muốn nhờ vả dựa dẫm người khác không có ai đề cử thì chỉ có thể làm binh sĩ tầm thường thôi chắc chỉ có trong mắt chung thịnh arin mới là người hoàn hảo trên mọi phương diện lâm phỉ nhi biểu môi từ lâu cô đã muốn cười khẩy trước tình yêu cùng sự sùng bái đến độ mù quáng của chung thịnh có lý jê ra gật gù trong lúc lơ đãng lại chuyển mắt sang nhìn Edward, được rồi, đừng đứng ngoài cửa nữa, mấy đứa mau đi thay lễ phục đi. Một lát nữa thôi là buổi tiệc bắt đầu rồi, phu nhân Clifford đẩy họ đến chỗ cầu thang. Mọi người nối đuôi nhau lên tầng, ai về phòng nấy chuẩn bị thay lễ phục. Trong số đồng phục trường để nhất phát cho học viên, có một bộ lễ phục chuyên mặc trong các buổi tiệc, chất vải hơi cứng, màu trắng sáng, vừa vặn ông sát dáng người, khoe ra hình thể cân đối khỏe đẹp của các học viên. Do thường xuyên rèn luyện gian khổ, các thành viên của tiểu đội giảo lan đều có thân hình hoàn mỹ khiến người người ngưỡng mộ, cúc áo bạc, thắt lưng màu xám đen, tất cả học viên trường đệ nhất bất kể nam nữ đều mặc quần đồng phục. Một số người cho rằng váy ngắn sẽ làm các nữ sinh trông duyên dáng hơn khi để lộ đôi chân dài săn chắc, nhưng với học viên trường đệ nhất, thân phận duy nhất của họ là bộ đội, mà không phân nam nữ. Dày ống cao màu đen tuyền bước trên sàn nhà lát đá phát ra tiếng vang thanh thúy, một hàng tám người mặc lễ phục trường đệ nhất bên hông đeo kiếm đồng loạt bước vào sảnh đường buổi tiệc đang ồn ào huyên náo phút chốc lặng ngắt như tờ khoảnh khắc yên tĩnh thoáng qua mọi người lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở nhưng có rất nhiều người vẫn luôn nhìn về phía hai thanh niên trong hàng ngũ đó cùng là lễ phục nhưng trên vai hai người đó đeo quân hàm thiếu úy phần cổ áo đính hai cúc màu vàng kim phần lớn những người đang quan sát đều tỏ ra ngạc nhiên cúc áo vàng kim là biểu tượng của học viên tinh anh trường đệ nhất đây là điều mà ai cũng biết thanh niên dáng người cao gầy mái tóc vàng nhạt diện mạo tinh xảo hiển nhiên là con trai của tướng quân clifford arin clifford còn chàng trai cao lớn đi sống vai với cậu ta nếu không nhầm thì chắc là tiểu thịnh thịnh phu nhân clifford sáng rực mắt lên chung thịnh mặc lễ phục vào trong cao ráo tuấn tú hẳn lên rất có phong thái của tướng quân clifford năm xưa nha cô chung thịnh giật giật khóe mắt anh thề là đã nghe được tiếng cười trọng của rất nhiều người, ngay cả đằng sau anh cũng có. Mẹ, Arin hơi nheo mắt. Bình thường thì thôi không tính, nhưng hắn không muốn cái tên thân mật, tiểu thịnh thịnh, hoàn toàn không thích hợp này bị người khác xem là tên chính thức của Trung Thịnh. Khụ khụ, nhất thời kích động quá, phu nhân Clifford cười gượng, vén mái tóc vàng cuộn sóng ra sau tai, mỉm cười quyến rũ, thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong sảnh đường. Khi con trẻ, phu nhân Clifford là một mỹ nhân vô cùng nổi tiếng. Chuyện bà và một mỹ nhân nổi tiếng khác tranh giành tướng quân Clifford lúc bấy giờ chẳng có tiếng tâm gì lại càng là trò cười lan truyền khắp, giới thượng lưu. Thế nhưng, trò cười lan truyền chẳng được bao lâu, tướng quân Clifford nổi tiếng chỉ sau một trận đánh đã làm các quý cô quý bà phải nằm miệng. Với quyền thế và địa vị của tướng quân Clifford bây giờ, còn ai dám cười nhạo phu nhân Clifford có mắt không trồng? Đến đây nào, Trung Thịnh, phu nhân Clifford một tay dắt chung thịnh, một tay kéo Arin, dẫn họ đến chính giữa phòng tiệc. Lập tức, ánh đèn cùng mọi sự chú ý đều đổ dồn lên họ. Arin tỏ ra rất điềm tĩnh, dường như đã quá quen với những chuyện thế này. Chung thịnh thì luôn giữ nụ cười mỉm lễ phép hòa ái, trên gương mặt không hề có sự căng thẳng. Người được mời đến dự tiệc đều là những người có địa vị xã hội cao. Trước khi đến đây, họ đã có những hiểu biết nhất định về thân phận của Trung Thịnh với một người xuất thân là trẻ mồ côi ở một tinh cầu hẻo lánh ban đầu họ rất coi thường lòng thầm nghĩ arin đúng là mắt mù mới xem trọng người như thế quả thật chung thịnh có thành tích vô cùng xuất sắc ở trường đệ nhất nhưng trong mắt những người đó anh và arin kém nhau quá xa anh không xứng với arin nhưng bây giờ đứng trước đám đông dưới sự chú ý của tất cả mọi người mà vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh như vậy ánh mắt thản nhiên chẳng hề bối rối một số người đã phải thay đổi cái nhìn về chung thịnh đương nhiên là Trung Thịnh sẽ không căng thẳng trong những buổi tiệc thế này. Đời trước làm phó quan cho Arin Anh đã có nhiều kinh nghiệm rồi, đến những buổi tiệc lớn của toàn khối quân sự Anh còn từng tham gia, thì tiệc tùng như hôm nay đã là gì? Arin đẹp trai thật đấy, ừ, nghe nói thành tích ở đệ nhất cũng tốt lắm, chật chật, sao anh ấy lại thích con trai nhỉ? Phải đấy, con trai người cứng cồng có gì đẹp đâu? Xem cái cậu tên Trung Thịnh kia kìa, còn cao hơn Arin nữa. Trong những bữa tiệc, một thành phần không bao giờ thiếu đó chính là các vị tiểu thư thích hóng chuyện. Các cô nàng mặc lễ phục đẹp rạng rỡ, mặc phấn môi cười, túng năm tụng ba với nhau thảo luận về nhân vật chính ngày hôm nay. Phu, hôm nay tớ mới biết cổ áo lễ phục của chúng ta may chật như vậy, Samantha hơi khó chịu, nới lỏng cổ áo. Bình thường không có cơ hội mặc lễ phục, mặc rồi mới thấy không thoải mái. Khu khu, cậu chú ý một chút đi, Lâm Phỉ Nhi lặng lẽ huýt Samantha lúc này đã cởi bớt cúc áo. Samantha mặc lễ phục vào, nếu không nhờ cơ ngực nở nang chứng minh cô là con gái, thì chắc mọi người sẽ nhầm thành con trai. Sợ cái gì, Samantha chẳng thèm để ý, dù sao cô cũng không có ý định kiếm một anh chồng trong đám người này, vậy thì để ý nhiều làm chi, không thất lễ là được rồi. Lâm Phỉ Nhi dây tráng bất đắc dĩ. Samantha đúng là quá thực tế. Thưa quý cô xinh đẹp, không biết tôi có thể mời quý cô nhảy cùng một điệu không? Lâm Phỉ Nhi nghe thấy xoay người lại đứng trước mặt cô là một thanh niên diện mạo bình thường nhưng có khí chất rất ôn hòa, rất vui lòng, Lâm Phỉ Nhi mỉm cười, ngượng ngùng đưa tay ra. Chàng trai ưu nhã kia cầm tay Lâm Phỉ Nhi dẫn cô đến giữa phòng, bắt đầu khiêu vũ, đệt, hôm nay Phỉ Nhi ngụy trang thành công thật. Có kẻ bị lừa kia, từ lúc vào đại sảnh, dê ra đã cầm một ly rượu, tìm chỗ vắng người rồi vẽ mặt đáng khinh bình thẩm các thanh niên trai gái trong sảnh đường. Cậu có thù oán gì với Phỉ Nhi à? Sao lại nói người ta như thế, dù gì cũng là con gái, ép quốc mỉm cười dơ ly rượu lên với một tiểu thư xinh đẹp đứng cách đó không xa, làm tiểu thư đó đỏ mặt e thẹn. Hừ, ngoài dáng người ra thì phỉ nhi có điểm nào giống con gái chứ? Còn bạo dạng dũng mãnh hơn cả em nữa, dê ra trừng mắt lượm cô gái đó. Cô tiểu thư nọ lập tức hoảng sợ vội vàng nhìn sang chỗ khác, cậu biết điều một chút đi, ép quốc ngoài mặt vẫn cười ôn hòa, giọng lại trầm xuống, từng chữ như rít qua kẻ răng. Biết điều cái gì cơ, giờ ra tỏ ra ngây thơ ngẩn đầu lên nhìn Edward, như thể không biết mình làm sai chuyện gì. Cậu, Edward nổi gân xanh. Nhưng mỗi lần gặp dê ra, hắn đều có cảm giác chột dạ rất khó hiểu. Thế nên cuối cùng vẫn chỉ nhìn cảnh cáo một cái rồi thôi, hư. Bội tình bạc nghĩa, dê ra biểu môi, quay đầu đi. Nụ cười của ép cứng lại. Hắn tức giận quay sang lườm dê ra, mãi chẳng nói được gì. Sao? Chột dạ à, Dơ ra nhoẻn miệng cười, cố tình ghé tai Edward thì thầm, luồng hơi ấm áp phả vào tai, vành tai trắng nõn lập tức chuyển màu hồng nhạt, hình như anh hơi phấn khích thì phải. Chẳng lẽ đang nhớ lại cái gì đó, dơ ra nhìn bàn tay cầm ly rượu hơi run lên của Edward, không ngừng phả hơi thở vào tai hắn, cảm giác lần trước thế nào? Có phải đã nghiện rồi không? Rốt cuộc, Edward không cười được nữa, ánh mắt trở nên sắc bén, để ly rượu xuống bàn, nắm chặt cổ tay dơ ra kéo cậu lên tầng hai. Dơ ra cảm thấy cổ tay mình như bị kẹp chặt trong gọng kìm, không dãy ra được. Nhưng cậu cũng không muốn dãy ra, ngược lại còn hớn hở để ép kéo đi. Cả một bữa tiệc lớn, thiếu mất hai người cũng chẳng ai để ý, ngoại trừ thành viên tiểu đội giảo lan. Hạng phi nhìn ép quốc mặt xa sầm kéo dơ ra đi, đảo mắt vài vòng, rồi quay sang nhìn lôi tranh chẳng thể hòa vào không khí buổi tiệc đứng bên cạnh, cười nham hiểm. Chúng ta lên tầng đi, vậy có ổn không, lôi tranh ngơ ngác nhìn cậu, không sao đâu. Nhiều người thế này, ai để ý chứ, hạng phi mang ý đồ xấu hết lời khuyên nhủ. Lôi tranh phân vân, đúng là cậu không quen với những buổi tiệc thế này, nhưng cứ đi như vậy có vẻ không tốt, yên tâm đi. Không sao đâu mà, cậu xem, Edward với Ra cũng đi rồi, ô. Đúng nha, lôi tranh nhìn quanh quốc mà chẳng thấy bóng hai người kia đâu, nhất thời mừng rỡ, lại nghe hạng phi khuyên thêm vài câu, liền ngoan ngoãn về phòng cùng cậu cái bọn chết tiệt này. chuông nhanh gớm, Samantha mới chỉ ngẩn người một lúc mà trong đại sảnh đã chẳng còn mấy người mặc lễ phục trắng, hiển nhiên đám người kia đều chạy mất rồi. Cô vốn không thích tiệc tùng, lại vì cơ thể cường tráng nên chẳng có ai mời khiêu vũ, nhìn quanh một hồi, thấy Felix cách đó không xa đang ngồi thưởng thức món ngon, nghĩ một lúc rồi cũng qua chỗ cậu làm một bữa. Phù, mệt thật, chung thịnh trốn ra ban công, nới lỏng cổ áo. Vừa rồi phu nhân Clifford dẫn anh đi làm quen với rất nhiều khách mời trong buổi tiệc. Tuy anh không cần phải tiếp đãi gì, nhưng có rất nhiều vị khách dẫn theo con gái lớn, với những người bạn cùng lứa như thế. Arin tất nhiên phải gánh trách nhiệm tiếp chuyện họ mà với ai Arin cũng làm mặt lành, chuyện trò chẳng được mấy câu đã tẻ nhạt, nên anh lại phải thay vai. May là đời trước có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống tương tự, nên mới không làm các vị thiếu gia, tiểu thư đó xấu hổ. Nhưng, đời trước, đối tượng tiếp chuyện đều là các cây cao bóng cả trong ngành quân đội, này phải giao tiếp với nhóm thiếu nam thiếu nữ quý tộc, thật là làm khó chung thịnh. Riêng chuyện tìm đề tài đã khiến anh phải vắt óc suy nghĩ rồi, cuối cùng đành thảo luận về giải cơ giáp vừa diễn ra mới đây. Đau đầu nhất là dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng những người đó nói tới nói lui đều có ý ám chỉ anh trèo cao Arin, hoặc là anh không xứng với Arin, làm anh khó tránh khỏi khó chịu trong lòng. Cầm lấy, Arin đưa cho anh một ly đồ uống lạnh, không thích thì không cần phải nói chuyện với họ chung thịnh uống một ngụm lớn nỗi bức bối trong lòng cũng dịu đi nhiều anh cười bất đắc dĩ chuyện này chung quy phải có người phụ trách nếu ngài arin không thích thì anh phải lo thôi khác chăng chỉ là trước kia phải đối mặt với những tướng lĩnh chính khách có khả năng đến gây chuyện còn bây giờ là xử lý các thiếu nam thiếu nữ có cảm tình với arin không sao em ứng phó được chung thịnh cười với arin arin nhìn anh màu mắt trở nên đậm hơn Vương tay xoa lên má anh, vất vả cho em rồi, Chung Thịnh ngẩn ra, rồi lập tức cười đáp lại. Đời trước anh là phó quan, đây là bổn phận anh phải làm. Còn nay anh là người yêu của Arin, những chuyện thế này lại càng tự nguyện ông vào người, chỗ họ đang đứng khá vắng, lại có rèm che, cho nên không ai phát hiện ra họ. Vốn dĩ Chung Thịnh trốn ra đây để được yên tĩnh một lát, không ngờ lại có người cũng muốn đến chỗ này nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Này, cái cậu Trung Thịnh kia là gì mà dám trèo cao thiếu gia clip chứ, một cô gái vẻ ngoài kiều diễm nói với giọng khinh bỉ. Một giọng nói khác hơi the thế vang lên, phải đấy, là con trai lại không thích con gái, cứ muốn tranh giành một người đàn ông với chúng ta, hư. Chẳng hiểu Arin vừa mắc cậu ta chỗ nào, một thằng con trai người cứng đờ, lại còn là quân nhân thiếu gia Clifford đáng lẽ phải sánh đôi với những tiểu thư quý tộc được dạy dỗ nghiêm chỉnh như chúng ta mới đúng, đúng vậy, cô xem cô nữ sinh trường quân đội kia kìa, trời ạ, à, mới nhìn tôi còn không dám tin vào mắt mình, đấy mà là con gái á, xem tướng ăn của cô ta kìa, tôi muốn ngất luôn, đúng là làm xấu mặt phái nữ chúng ta, đúng là thiếu gia Clifford nên điều chỉnh lại tiêu chí chọn bạn của mình. Những học viên trường quân sự thô lỗ đó sao xứng được với thiếu gia Arin Tao nhà chứ? hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Có khi cái cậu trung thịnh kia bỏ bùa mê thuốc lú gì cho thiếu gia Clifford cũng nên. Nói hơi khó nghe chứ, không biết thiếu gia Clifford có cứng nổi với cậu ta không. Ha ha, đây đâu phải đề tài mà những tiểu thư quý tộc nhã nhặn chúng ta có thể thảo luận. Nhưng mà, giọng nói tràn ngập ước ao, nếu có thể lên giường với thiếu gia Clifford, vậy thì có chết cũng đáng. Ôi chao, cái đồ lẳng lơ này, đừng có mộng xuân nữa muốn cùng thiếu gia Clifford trải qua một đêm tình ư, không thử nghĩ xem người ta có vừa mắt cô không, giọng nữ ngọt ngào lại mang chút coi thường, hi hi, sợ gì chứ. Dẫu sao cũng chỉ là một đêm xuân, cho dù thiếu gia Clifford ngứa mắt tôi, chẳng lẽ lại từ chối món ngon dân tận miệng, hứ, giỏi thì thử đi, ưm, ừ, một tiếng trên nhẹ đột nhiên vang lên, làm các cô nàng giật nảy mình, ai, cô có giọng the thế hỏi. A, à, tiếng thở dồn cố kìm nén dường như phát ra từ sau bức màn âm thanh gợi tình đó làm hai cô nàng thích buông chuyện sáng mắt lên. Có người đang yêu đương vụn trộm, đây là dinh thự của tướng quân Clifford đó, không biết đôi uyên ương nào lớn mật lại dám yêu đương vụn trộm ở đây. Hai cô liếc nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn, ai đang ở đó? Nếu không ra, chúng tôi sẽ đi qua đấy, giọng nữ ngọt ngào vang lên, tay đã không kiềm được vén màn ra. Cúc, á, bàn tay trắng nón vừa vén màn lên đã nghe tiếng một người đàn ông bực bội mắng, vội rụt về theo phản xạ. Trong lúc hoảng hốt, chỉ kịp thấy hai người đàn ông mặc lễ phục trắng quấn riết lấy nhau, người có mái tóc vàng đang đè người kia lên tường, cắn mút cổ hắn. Tóc vàng, lễ phục trắng, gặp lại với nhau thì chỉ có công tử Clifford, nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay là phù hợp. Còn người kia cũng mặc lễ phục trắng, chắc chắn là vị hôn phu tên Trung Thịnh. Hai cô nàng nhìn thấy cảnh tượng đó đầu tiên là đỏ mặt, không ngờ hai nhân vật chính của đêm nay lại chạy ra đây yêu đương vụng trộm sau đó tái mặt vì chợt nhớ ra với khoảng cách này những gì các cô vừa nói với nhau đều lọt vào tai họ ư ừ, à tiếng trên khàn của Trung thịnh làm hai cô nàng đỏ bừng mặt muốn đi cho nhanh lại chẳng hiểu sao thấy tiên tiết còn định đứng đấy đến bao giờ giọng nói lạnh lùng của arin truyền từ sau bức màn tới hai cô liếc nhau vội vàng chạy đi anh làm gì vậy Trung thịnh đỏ ửng mặt Vừa rồi những lời hai cô gái kia nói làm anh rất khó chịu. Khi anh định ra ngoài khiến họ im miệng, Arin lại đột nhiên ghi chặt anh lên tường, rồi bắt đầu hôn môi vuốt ve. Tuy bị phát hiện có hơi xấu hổ, nhưng Trung Thịnh lại không hề kìm nén tiếng trên rỉ của mình. Cho bọn họ thấy, chỉ với em anh mới cứng được, Arin mặt xa sầm, chẳng hiểu mấy cô ngốc này ở đâu chui ra, lại dám bảo hắn không cứng được. Trung Thịnh trầm mặt nhìn Arin. Chỉ vì nguyên nhân này mà, được rồi, thỉnh thoảng ngài Arin cũng rất trẻ con. Chúng ta tiếp tục nào, Arin chuyển mắt, thè lưỡi liếm lên cổ Trung Thịnh. Đừng, chờ đã, Trung Thịnh hốt hoảng. Đùa gì vậy, chẳng lẽ ngài Arin định làm tiếp ở đây sao? Chứ không phải chỉ để đuổi hai cô gái kia đi à, đây là tiệc đính hôn của bọn họ. Nếu bị phát hiện, Trung Thịnh không thể tưởng tượng nổi đến lúc đó vẻ mặt phu nhân Clifford sẽ như thế nào nữa. Nếu Arin biết Trung Thịnh đang nghĩ gì, hắn nhất định sẽ nói với anh rằng, mẹ chắc chắn sẽ đứng xem với vẻ mặt đầy phấn khích chứ không phải mặt mày tái nhật đâu. Đừng làm ở đây, về, về phòng đi, Chung Thịnh không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của Arin, thế nên đành phải uyển chuyển đưa ra một đề nghị khác. Hửng, âm cuối của Arin cao hẳn lên, hơi rung, làm Chung Thịnh thấy bủng rủng cả người. Về phòng được không, về phòng rồi làm gì cũng được, Chung Thịnh nói với giọng khẩn cầu. Arin đắn đo giữa việc ăn tạm một miếng ở đây hay về phòng giải quyết cả bữa tiệc thịnh soạn, quả quyết tạm dừng là em nói đấy, về phòng rồi làm gì cũng được, Arin nhìn Chung Thịnh như thể chỉ muốn nuốt luôn anh vào bụng. Trái tim nhỏ bé của Trung Thịnh nhảy loạn xạ. Sao anh cứ có cảm giác lời ngại Arin nói, có ý đồ xấu, nhất định là ảo giác. Nuốt nước bọt, Trung Thịnh gật đầu, về phòng, làm gì cũng được, Arin bỗng nhoẻn miệng cười, ánh mắt lóe qua chút gì đó làm Chung Thịnh vô cùng bất an. Đi thôi, Arin kéo tay Trung Thịnh, vén màn lên đi ra ngoài, báo với mẹ một tiếng rồi rời khỏi bữa tiệc. Họ là nhân vật chính của buổi tiệc đêm nay, nhưng không nhất thiết phải có mặt từ đầu đến cuối. Những người đến đây không chỉ chúc mừng hai người đính hôn, mà phần nhiều là vì làm quen với người của gia tộc khác, bàn bạc trao đổi lợi ích với nhau. Đây là chủ đề muôn thuở trong các bữa tiệc của tầng lớp thượng lưu. Đúng là tuổi trẻ, phu nhân Clifford mỉm cười nhìn Arin mặt mày thản nhiên kéo tay chung thịnh hai tay đỏ bừng vội vàng lên tầng, lại nhớ về ngày xưa mình đã làm thế nào để có được Dung. Giờ nhớ lại, buổi sáng ngày hôm sau, bản mặt lúc nào cũng lạnh như băng của dôn rõ ràng xuất hiện vết trạng, biểu cảm đó thật sự là quá thú vị. Bà thề là đến tận bây giờ cũng chưa từng thấy dôn lại để lộ ra vẻ mặt như lúc ấy lần nào. Quay đầu lại, mỉm cười nhã nhặn, phu nhân Clifford trở về làm một quý phu nhân thanh cao, chuyện trò cùng các quan khách đủ mọi đề tài. Sau khi vào phòng ngủ, thật bất ngờ là Arin không để chung thịnh xuống giường ngay, mà bảo anh đứng cách mình một đoạn, hắn thì ngồi trên mép giường dường như đang thưởng thức dáng vẻ trung thịnh khi mặc bộ lễ phục phẳng phiêu. Arin, trung thịnh bồn chồn nới lỏng cổ áo. Arin chỉ ngồi ở đó thôi, lại làm anh thấy áp lực nặng nề. Ánh mắt của đối phương như chuẩn bị thiêu cháy anh vậy, nhưng mãi mà không có hành động gì. Âm nhạc, Arin nói, giọng khang khang. Lập tức, trong phòng ngủ vang lên một giai điệu nhẹ nhàng du dương. Arin nhìn chầm chầm trung thịnh, hai mắt sáng rực, nhấn từng chữ một nói, cởi quần táo. Trung Thịnh trố mắt ra nhìn, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Ngài Arin, ngài Arin muốn anh, múa thoát y. Arin nhoẻn miệng cười, dùng ánh mắt cho Trung Thịnh câu trả lời khẳng định. Về phòng rồi làm gì cũng được, chính em nói thế. Tức thì mặt Trung Thịnh đỏ lừ, tròn mắt nhìn Arin, không thể tin được là hắn lại đưa ra yêu cầu này. Arin nheo mắt lại, hai tay khoanh trước ngực, toàn thân tỏa ra hơi thở đầy nguy hiểm. Trung Thịnh xấu hổ lúng cuốn tay chân, cuối cùng cắn chặt răng, theo mệnh lệnh, cởi cúc áo, chậm một chút, Arin thản nhiên nói. Chung thịnh cứng người, liếc nhìn Arin, hít sâu một hơi, thông thả cởi từng cúc áo theo nhịp nhạc. Arin nhìn ánh mắt như hờn như trách của Chung thịnh mà lòng nhộn nhạo, nhưng vẫn cố kiềm nén ham muốn đè anh ra rồi xuyên thẳng vào cơ thể anh ngay lập tức, kiên nhẫn thưởng thức điệu múa chẳng mấy uyển chuyển lại tràn đầy vẻ quyến rũ đối với hắn. Lúc này, Chung thịnh vừa thẹn vừa giận, múa thoát y gì chứ? Đúng là thử thách giới hạn xấu hổ của anh mà nhưng đối mặt với mệnh lệnh của arin anh chẳng bao giờ có cái gọi là giới hạn nếu arin muốn bảo anh thủ hay tự mình mở rộng trước mặt hắn anh cũng làm chắc vậy nghĩ đến cảnh arin ra lệnh cho mình tự mở rộng cửa sau trước mặt hắn mình sẽ có phản ứng thế nào chung thịnh lại thấy mặt mình càng đỏ hơn nhưng kết luận cuối cùng vẫn là anh sẽ phục tùng mệnh lệnh dù sau đó cũng là arin chỉ cần là yêu cầu do arin đưa ra anh sẽ đồng ý vô điều kiện cho dù đó là yêu cầu làm anh xấu hổ đến mức nào chăng nữa em đang nghĩ gì đấy arin hỏi giọng khàn khàn mắt sâu thăm thẳm bàn tay còn đang lề mề cởi từng cúc áo của chung thịnh lập tức cứng đờ chẳng lẽ lại nói thật với arin nghĩ lại nếu nói ra có khi đối phương sẽ lập tức đưa ra yêu cầu như thế vậy nên chung thịnh quyết không nói ra mấy giả thiết vừa rồi mặt nghẹn đến đỏ bừng thân thể cứng đờ chung thịnh không muốn lừa arin rồi lại không muốn nói ra cái ý nghĩ hạ lưu đó. Arin nâng tay chống cằm, mắt nhìn Trung Thịnh với vẻ nghiền ngẫm. Ngay khi Trung Thịnh bị nhìn đến mức chột dạ, thậm chí đã quyết định ăn ngay nói thật, hắn lại đột nhiên buông tha, "Tiếp tục đi." Trung Thịnh thở phào nhẹ nhõm. May là ngài Arin không hỏi đến cùng, nếu không, mặt lại nóng bừng, Trung Thịnh vội vàng dời sự chú ý sang mấy cái cúc áo. Arin nhìn Trung Thịnh lắc lư thân hình một cách hơi vụng về theo điệu nhạc, môi không giấu được ý cười những màn múa thoát y hắn từng xem dù là nam hay nữ đều rất khêu gợi tràn đầy ham muốn trắng trợn động tác lả lơi quyến rũ đường cong mềm mại gương mặt kiều diễm sự quyến rũ được thể hiện trên từng chi tiết của người múa nhưng chung thịnh thì khác dường như chung thịnh chưa bao giờ để lộ nét quyến rũ của mình trước người khác vẻ mặt rất nghiêm túc ánh mắt sắc bén có vẻ chẳng hề giải phóng chút nội tiết tố nào một phó quan nghiêm túc đây là ấn tượng chung của mọi người về chung thịnh giờ nghĩ lại arin cũng muốn bật cười rõ ràng chung thịnh chẳng khác mấy so với đời trước vậy mà nay hắn gần như không có sức kháng cự trước chung thịnh chỉ một mạng múa thoát y vụng về cũng đủ khơi gợi ham muốn cùng sự hưng phấn trong hắn tình yêu đúng là thứ làm người ta ngây ngất có lẽ trước đây mẹ cũng bị bố mê hoặc cho nên mới bám riết lấy bố cuối cùng ông được băng nam về nhà nhìn chung thịnh dùng động tác cứng còng cởi kiếm bên hông arin bật cười thử nghĩ xem Trung Thịnh phải yêu mình đến nhường nào mới có thể kìm nén 10 năm rồng, làm bạn bên mình với thân phận phó quan. Tâm trạng vui đến lạ. Arin thầm quyết tâm, sau này sẽ cố kiềm chế không bắt nạt Trung Thịnh, nếu không kiềm chế được thì quên đi vậy. Đột nhiên nghe được tiếng cười của Arin, Trung Thịnh giật mình, cứng người đứng đó vì nghĩ mình nhảy tệ quá. Từ lâu anh đã biết mình chẳng phải dạng thiếu niên mềm mại, múa thoát y gì chứ, chỉ giống thằng hề thôi. Sao lại ngừng, chẳng biết từ bao giờ, Arin đã đến bên Chung Thịnh, nhẹ nhàng ông lấy anh, dùng hạ thân căn phòng cọ vào người anh một cách mờ ám. Chung Thịnh không dám nhìn thẳng vào Arin. Không một từ ngữ nào có thể hình dung sự quẩn bách của anh lúc này. Cởi tiếp đi, Arin ngửa đầu hôn lên cổ Chung Thịnh, để lại trên đó một dấu hôn hồng nhạt. Chung Thịnh cứng cả người. Bây giờ anh bị Arin ôm trọn vào lòng, gần như không thể nhúc nhích, vậy thì cởi kiểu gì? Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Arin, Trung Thịnh cảm giác mặt mình càng đỏ hơn, gần như thẹn quá thành giận. Được rồi, không cản trở em nữa, làm tiếp đi, Arin lùi lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Trung Thịnh. Trung Thịnh nhìn Arin chỉ cách mình có một bước chân, lại nhìn áo sơ mi và quần dài trên người. Mặc kệ, đằng nào mình cũng chẳng nhảy được, cởi luôn cho rồi. Bực mình cởi phăng cái áo sơ mi, ném quần dài đi, chẳng cần đến 10 giây, Trung Thịnh đã cởi sạch. Arin nhướng mày, nhìn chung thịnh khỏa thân đứng trước mặt mình, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Sau khi cởi quần áo, trong chung thịnh rất tuyệt, làn da màu lúa mạch, đường cong rõ nét, cơ bụng săn chắc, bắp đùi thon dài, những múi cơ hiện rõ trên từng bộ phận, toàn thân tỏa ra nét quyến rũ đầy nam tính. Arin thích chung thịnh khỏa thân, thích những múi cơ quyến rũ của anh, càng thích cửa sau căng chặt ướt trượt. Nhưng vừa rồi... Hắn đột nhiên nảy ra một ý, ý nghĩ đó như một con mèo nhỏ cào nhẹ móng vuốt lên lòng hắn, khiến hắn cứ muốn thử cho bằng được. Mặc quần áo vào, giọng Arin rất khàn, như thể đây là một quyết định vô cùng gian nan. Chung Thịnh sửng sốt, không hiểu sao Arin lại đưa ra mệnh lệnh như vậy. Anh có thể cảm nhận được Arin đang rất hưng phấn, từ phía anh có thể nhìn thấy phía dưới bộ âu phục trắng là phần hạ thân căng cứng. Mặc quần áo vào. Mệnh lệnh này hình như có hơi khác thường. Mặc lễ phục vào cho anh xem, chỉ mặc áo khoác ngoài thôi, không cần quần lót và áo sơ mi. Arin cố kiềm chế bàn tay muốn vuốt lên làn da có tính đàn hồi cực tốt của Trung Thịnh, sợ mình sờ lên rồi sẽ không nhìn được đè anh ra ngay lập tức. Trung Thịnh có vẻ khó hiểu, nhưng vẫn nghe lệnh, chỉ mặc áo khoác ngoài. Đáng đo nhìn thanh kiếm, rồi lại nhìn Arin, có cần đeo cái này không? Arin hít sâu một hơi, phần thân dưới nóng rực ngày càng khó nhìn. Nhưng với khả năng tự chủ của hắn thì còn chịu đựng được, hắn vương lưỡi liếm cánh môi khô. Đúng như những gì hắn nghĩ, Trung Thịnh mặc quân phục sẽ tỏa ra hơi thở cấm dục rất hấp dẫn. Đời trước, hắn biết có người nói rằng hắn có vẻ đẹp của sự cấm dục. Lúc ấy hắn hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của từ này. Nhưng nhìn Trung Thịnh bây giờ, hắn đã hiểu rồi. Có những người trời sinh ra để mặc quân phục, mà Trung Thịnh thì càng thích hợp để mặc quân phục rồi bị hắn đè dưới thân. Đôi mắt ngày càng trở nên sâu thẳm. Arin cảm nhận một cách rõ rệt rằng mình sắp mất kiểm soát. Đời trước mặt quân phục mười mấy năm trời, vậy mà hắn không biết mình lại là người mê quân phục, giờ nghĩ lại vẫn thấy khó tin. Trung thịnh quyến rũ thế này, thế quái nào mà mình hoàn toàn không để ý đến anh những mười năm trời. Lại đây, A-rin không dám tin cái giọng khản đặc này là của mình. Cái giọng tràn đầy ham muốn ấy vậy mà lại phát ra từ miệng mình, tim Trung thịnh đập rộn ràng. Hai gò má đã đỏ bừng từ lâu. Ánh mắt A-rin quá trắng trợn, mang tính công kích rõ rệt làm chân anh như muốn nhũng ra, đi vài bước cũng khó khăn. Lê từng bước lại gần Arin. Arin lại lùi một bước đến bên giường, nhìn Trung Thịnh mặc lễ phục trắng từ từ đi tới. Lễ phục phẳng phiêu ôm lấy cơ thể Trung Thịnh, vẽ ra từng đường công hoàng mỹ, phần hạ phúc phòng lên thấy rõ lại làm anh có vẻ sắc tình. Em thật hưng phấn là câu trần thuật, không phải nghi vấn. Trung Thịnh xấu hổ vô cùng. Không có quần lót nên trạng thái của cái thứ kia chẳng thể giấu được ai anh cũng rất hưng phấn giọng arin nghe rất bình tĩnh nhưng ánh mắt hắn thì không bình tĩnh chút nào chung thịnh lại gần arin đưa tay vuốt lên gò má arin mặt arin rất nóng phần thân dưới cũng căng phòng phát hiện này làm chung thịnh thấy khá hơn anh và arin là người yêu hai bên luôn hấp dẫn lẫn nhau một cái xoay người arin bất chợt đè chung thịnh dưới thân chung thịnh chẳng hề phản kháng để mặc đối phương từ trên cao nhìn xuống mình chung thịnh nói em yêu anh, đôi mắt màu lam của Arin rất nghiêm túc. Arin, em yêu anh, Trung Thịnh tiếp tục vuốt ve hắn, miệng nói lời yêu không một chút chần chừ. Em thuộc về anh, Arin nhẹ nhàng cởi một cúc áo, để lộ vùng ngực màu lúa mạch. Phải, em thuộc về anh, Trung Thịnh chậm rãi lặp lại, bàn tay không hề ngừng, lần lượt cởi từng cúc áo trên bộ lễ phục của Arin. Arin mỉm cười hài lòng, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên dây ngực Trung Thịnh. Một hàng cúc chỉ cần không đến 5 giây là có thể cởi hết. Arin lại cố tình kéo dài thời gian, tốn gần 3 phút mới xong. Trái lại, chung thịnh dứt khoát hơn nhiều, nửa người trên của Arin đã được cởi sạch, để lộ làn da trơn nhẵn. Chung thịnh rướng người lên, muốn Arin giúp mình cởi lễ phục ra. Nhưng Arin lại đè bả vai anh lại, cứ để lễ phục treo lửng lơ trên khuỷu tay, chẳng những không cởi được, mà còn cản trở hành động của anh. Hành động này của Arin làm mặt chung thịnh nóng rực. Mê quân phục gì đó, anh cũng không phải thiếu niên ngây thơ mà không biết gì. Chẳng qua trước giờ ngài Arin chưa từng để lộ sở thích này, chẳng lẽ hôm nay đột nhiên nổi hứng, không tập trung thì phải bị phạt, Arin cười như không cười nhìn Trung Thịnh, Trung Thịnh lập tức trùng mình. Với anh, cái từ phạt này tương đương với việc một ngày không xuống được giường, ở trường thì thôi đi, bây giờ đang ở trang viên nhà Clifford. Có đánh chết anh cũng không dám đối mặt với ánh mắt tràn ngập ý cười của phu nhân Clifford, Arin, Trung Thịnh nâng chân lên, quặp lấy eo arin dùng nửa người dưới cọ lên phần hạ thân đã cứng như thép của arin arin nheo mắt lại hít sâu một hơi nhìn chầm chầm chung thịnh một lúc rồi cúi đầu cắn lên ngực anh chung thịnh thầm thở vào một hơi cuối cùng cũng qua cửa ư ừ, phần mẫn cảm ở ngực bị răng nanh cắn miết cảm giác nhoi nhói đó làm chung thịnh không kìm được tiếng trên rỉ bàn tay mang lớp chai mỏng vuốt dọc theo vùng eo thon dấy lên từng cơn tê dại quần áo mới cởi một nửa vướng ở phần khuỷu tay quần âu lững lơ mắt ở phần đầu gối, vướng dày ống nên không cởi hết được. Rõ ràng không phải toàn thân trần trụi, vậy mà bộ dạng nửa kín nửa hở này làm Chung Thịnh cứ thấy xấu hổ không thôi. Thật, thật đáng. Trung Thịnh che mặt nghĩ vậy, anh chưa từng nghĩ rằng quần áo cởi một nửa lại khiến mình thẹn thùng còn hơn cả khi khỏa thân. Toàn thân mềm nhũng, không có chút sức lực nào kháng cự lại bàn tay linh hoạt của Arin. Trung Thịnh thấy mình như đang lơ lửng trên tầng mây, lúc lên lúc xuống theo nhịp nắm vuốt phần hạ thân có thoải mái không arin hỏi khẽ chung thịnh đã sướng đến nỗi nói không ra lời chỉ có thể mơ màng gật đầu vài cái thật ra trong phòng anh có một thứ rất đặc biệt anh chưa dùng bao giờ nhưng có lẽ hôm nay nên thử xem sao giọng arin nghe loáng thoáng khi xa khi gần chung thịnh nghe được lời hắn nói nhưng trí óc chìm ngập trong những cơn khoái cảm dồn dập đã chẳng thể lý giải hàm nghĩa câu nói đó mở trần theo tiếng nói nhẹ nhàng của arin Trung Thịnh đột nhiên thét lên, toàn thân căng chặt, ửng lên màu đỏ hồng, dòng dịch trắng sữa phục ra, vương vải trên bụng. Hai mắt Trung Thịnh phủ đầy hơi nước, nhìn cảnh vật cũng lờ mờ. Nơi bí ẩn đằng sau bị xâm nhập, nhưng lúc này anh không để ý đến nó, mà chỉ biết sững ra nhìn trần nhà. Phòng Arin được bố trí ngăn nắp gọn gàng, lấy xanh lam làm tông màu chính, trần nhà bằng kim loại sáng bóng chậm rãi mở ra trước mắt Trung Thịnh, để lộ một tấm gương lớn. Trung Thịnh ngơ ngẩn nhìn tấm gương trên trần nhà, phản chiếu hình bóng anh đang nằm trên giường lớn. Mặt ửng hồng, nhúm màu. Hai tay vướng lễ phục buông lỏng bên đầu. Trên làn da màu lúa mạch điểm suyết những dấu hôn đo đỏ. Dịch trắng sữa chảy lên láng trên cơ bụng săn chắc, hai chân thon dài dơ cao, quần âu mắt ở cẳng chân chẳng những không có tác dụng che đậy, mà còn làm bật lên cái vẻ dục anh để lộ trong vô thức, dây ống đen bóng vốn có vẻ trang nghiêm, nay lại bị bầu không khí nóng bỏng biến đổi thành thứ sắc thái cấm dục là kỳ arin với mái tóc vàng ống đang cúi đầu mở rộng phần cửa sau nhỏ hẹp tấm gương này quá sáng đến nỗi chung thịnh có thể nhìn rất rõ hai ngón tay mảnh khảnh đang ra vào nhanh chóng thế nào không chung thịnh không chịu nổi che kín mặt anh không biết lúc mình chìm đắm trong dục vọng lại toát ra dáng vẻ như thế thật đáng xấu hổ thật đáng anh sao anh lại để lộ ra dáng vẻ dục như thế bình thường lúc làm tình với arin Trung Thịnh không nhìn thấy bộ dạng mình thế nào, nhưng khi thực sự nhìn thấy tất cả thông qua tấm gương lớn kia, Trung Thịnh chỉ thấy xấu hổ đến độ không biết giấu mặt vào đâu, hai chân bất giác kẹp chặt. Trung Thịnh có cảm giác toàn bộ các thớ cơ trên người mình đều căng hết lên rồi, thả lỏng, Arin nói với vẻ bất mãn. Trung Thịnh vừa bắn một lần, nhưng hắn vẫn còn nghẹn đây này. Trung Thịnh đột nhiên có cứng người làm cửa sau vừa mới nới ra một chút lại thích chặt vào. Arin, đ đóng gương đi chung thịnh che mặt cầu xin không nhìn thấy còn có thể giả vờ như không biết giờ thấy rõ thế này anh sợ mình sẽ chết vì ngượng mất thả lỏng arin nheo mắt lại nói với giọng ra lệnh hắn thích dáng vẻ thẹn thùng của chung thịnh toàn thân một màu đỏ rực trong vô cùng ngon miệng làm thằng nhỏ của hắn càng căng cứng đến phát đau chung thịnh cố đè nén ý muốn chạy trốn từ từ mở rộng hai chân nhưng vướng quần nên không thể đạt đến yêu cầu của arin Adrian rút ngón tay bị kẹp chặt ra đột nhiên nắm chặt eo chung thịnh dùng sức lật người anh lại để anh nằm sấp xuống giường à còn chưa kịp thoải mái vì ở tư thế này sẽ không nhìn thấy mình trong gương chung thịnh đã cảm nhận được một thứ thô to cứng nóng thúc mạnh vào trong cơ thể mình ư ừ, hai cánh tay bủn rủn của chung thịnh chẳng thể chống đỡ được sức nặng cơ thể nửa người trên của anh nằm rạp trên giường cảm giác tê dại truyền từ cửa sau dọc theo sóng lưng lên thẳng não bộ Trung Thịnh bật ra tiếng trên rỉ, cơ thể lại căng chặt, em kẹp chặt quá, anh không động đậy được, Arin cúi người, cắn nhẹ lên vành tay Trung Thịnh, lòng ngực dán sát vào lưng Trung Thịnh, lớp vải hơi cứng của lễ phục vướng giữa hai cơ thể lại tạo cảm giác ma sát với hiệu quả rất kỳ lạ. Trung Thịnh đỏ ngầu hai mắt, cửa sau căng chặt đã chẳng chịu sự khống chế của anh. Va chạm kịch liệt, cú thúc mạnh vào điểm mẫn cảm trong cơ thể, tất cả đều khiến anh mất khả năng làm chủ cơ thể mình. Trung Thịnh, bảo bối, thả lỏng nào, để anh yêu em, giọng Arin nghe rất khoan khoái, có chút gì đó như trêu chọc. Trung Thịnh cắn chặt môi, bắt buộc mình thả lỏng cửa sau, ưm, vừa nới ra một chút, phân thân thô dài liền rút ra ngoài. Trung Thịnh còn chưa kịp cảm thấy trống rỗng đã lại bị nó lấp đầy lần thứ hai, vách thịt căng chặt như run rẩy siết lấy phân thân xâm nhập vào trong. Vì lần va chạm thứ hai này mà tình hình mới tốt lên một chút đã lập tức trở nên tồi tệ, em yêu, em cũng không muốn hai ta cứ dặn có thế này mãi chứ, Chung Thịnh nghĩ mình sắp thẹn quá thành giận rồi. Nếu không phải Arin cứ thỏa sức đâm thẳng vào chỗ đó như thế, thì anh cũng đâu ra nông nổi này, hai chân mềm nhũng, còn đang run run. Chung Thịnh cố gắng thả lỏng cơ thể mà không được, Arin ung dung cảm nhận phần cửa sau đang thích chặt lấy mình từ từ thả lỏng, dù chưa đủ để hắn thuận lợi ra vào cũng không sốt ruột. Hậu đình căng chặt, còn bên trong lại như có vô vàng cái miệng nhỏ đang ra sức hút lấy phân thân của hắn. Cảm giác sung sướng này chẳng kém gì lúc trút ra thúc vào kịch liệt, thế nên hắn rất thích ý hưởng thụ loại khoái cảm này, nhân thể nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng của Trung Thịnh. Trung Thịnh có một gương mặt rất nam tính, đôi mắt nghiêm nghị, mang vẻ lạnh lùng cứng cỏi như sắt thép. Có lẽ không ai tưởng tượng ra được, lúc này Trung Thịnh cuốn hút đến mức nào, thật quyến rũ, thật ngon miệng. Mỗi lần thân thiết với Trung Thịnh, arin đều có cảm giác mình đang thưởng thức món ngon tuyệt nhất trần đời muốn nhìn lâu thêm một chút muốn ăn nhiều thêm một chút tìm ra càng nhiều nét cuốn hút ở anh chỉ để cho mình mình thưởng thức arin liếm môi cảm giác cổ họng hơi khô thật kỳ lạ đời trước hắn chưa từng nghĩ mình là người thích ngay cả khi có vị hôn thê cũng chưa quan hệ với đối phương lần nào elena từng ám chỉ với hắn nhiều lần nhưng chung quy hắn vẫn chẳng có chút hứng thú vậy mà đời này khi chính thức cùng chung thịnh làm người yêu của nhau dường như hắn vô cùng thích thú với cơ thể anh, có cơ hội là phải kéo anh lên giường, nhìn anh lộ ra đủ sắc thái tình cảm là lại không kiềm chế nổi cơn hưng phấn. Ví dụ như, lúc này, bảo bối, anh bắt đầu cử động đây, cửa sau không còn chặt như trước nữa, đương nhiên hắn phải tranh thủ thời cơ, nắm chặt eo chung thịnh, thúc thật mạnh vào sâu bên trong. Mông chung thịnh rất vĩnh sờ lên thích vô cùng. Arin thích xoa nắng hai cánh mông anh, thỉnh thoảng lại vỗ vài cái theo nhịp va chạm. Arin cố tình tránh điểm mẫn cảm của Trung Thịnh, cứ lẫn vẫn quanh đó, như vậy vừa có thể làm Trung Thịnh cảm nhận được khoái cảm ở mức tối đa, vừa không vì kích thích mạnh mà thích chặt lấy hắn. Trung Thịnh dán mặt vào đệm, miệng hơi hé chảy ra từng dòng nước trong suốt, thấm ướt ga giường màu trắng tinh. Mắt anh khi tỏ khi mờ, mặt đỏ bừng, tiếng va chạm ở đằng sau không ngừng truyền vào trong tai. Anh không dám ngẩng đầu xem trong gương đang phản chiếu cảnh tượng hạ lưu đến mức nào nữa. A, à, ha, hậu huyệt trung lên từng đợt khoái cảm mãnh liệt làm chung thịnh gần như mất hết lý trí miệng không ngừng bật ra những tiếng trên tình ái mà lúc tỉnh táo sẽ không bao giờ phát ra dưới sự khống chế của arin anh hoàn toàn mất kiểm soát arin 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 chung thịnh dường như không biết mình đang nói gì chỉ mơ màng thì thào gọi tên arin arin vuốt lưng chung thịnh như vỗ về an ủi đẩy nhanh tốc độ ư á em sắp ưm, chung thịnh ngẩng phát đầu lên phần cổ và tấm lưng dài tạo thành một đường công duyên dáng ngay sau đó, như một sợi dây căng hết cỡ rồi đứt phật, cả người đổ ụp xuống giường. A, à, Arin ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lam vốn trong veo cũng bắt đầu mơ màng. Hậu huyệt thiết chặt mang đến khoái cảm quá lớn. Hắn thúc mạnh thêm vài cái rồi bắn thẳng vào trong cơ thể Chung Thịnh. Thật thoải mái, Arin cảm thán, rút phân thân ra khỏi cơ thể Chung Thịnh, hôn liếm phần sau gáy anh. Chung Thịnh thở hổn hển, dường như chưa dứt khỏi cao trào. Chung Thịnh, Arin nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Chung Thịnh đến khi màu dần rút đi, trở về màu đen trong sáng, hắn dịu dàng nói, anh yêu em. Chung Thịnh chớp mắt mấy cái, nhoảng miệng cười, nhẫm người hôn lên môi Arin, em cũng yêu anh. Nụ cười của Arin rực rỡ như pháo hoa nở bung trên bầu trời. Hắn hôn môi Chung Thịnh, hôn lên khắp khuôn mặt anh. Hai người cuốn quýt nhau trên giường một lúc lâu, đến khi cảm giác dính nhớp nhắc nhở bọn họ tình trạng hiện tại, mới lưu luyến rời khỏi giường. Bộ lễ phục trên người Chung Thịnh nhàu nhĩ trong đến thảm, dính đầy dịch trắng chung thịnh không dám nghĩ phải làm sao mới khôi phục được như ban đầu mỗi lần nhìn bộ lễ phục ấy anh lại liên tưởng đến chuyện vừa rồi mặt lập tức đỏ bừng kéo lê hai cẳng chân bụng rủn đi đến nhà tắm arin chu đáo xả nước ấm để chung thịnh ngâm cho thoải mái còn hắn thì tự giác đi tắm vòi sen nhìn chung thịnh mệt mỏi rã rời ngâm mình trong bồn tắm có dấu hiệu buồn ngủ arin đi đến đỡ anh về lại giường đệm chăn vừa mới đổi thoải mái vô cùng Trung thịnh gần như đầu vừa chạm gối là ngủ ngay. Arin thấy lòng tràn đầy hạnh phúc, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gương mặt say ngủ của Trung thịnh, rồi cũng sốc chăn lên chui vào. Arin vừa nằm xuống, Trung thịnh liền nhích lại gần, đưa tay ông lấy eo hắn, kéo hắn vào lòng. Hai người ôm chặt nhau, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tiểu đội giảo lan ai nấy đều sản khoái tinh thần, dường như đều có một giấc ngủ ngon, ngoại trừ. Dê ra, cậu làm sao thế? Lâm Phỉ Nhi nhìn dê ra hai mắt thâm quần với vẻ thương hại. Tên này lúc nào cũng tràn trề sức sống, hay nên nói là, sức sống dư thừa đến độ ngày nào trông cũng như uống thuốc kích thích. Nhưng hôm nay lại quể oải, lại nói, trông có vẻ giống lần mắt thâm quần lần trước lắm nha. Không. Còn nghiêm trọng hơn cả lần đó, âm thầm liếc nhìn Edward, Lâm Phỉ Nhi kinh ngạc phát hiện ra, trái ngược hẳn với lần trước, lần này Edward không còn trong trạng thái áp suất thấp nữa, mà mặt mày tươi vui nụ cười ôn hòa thường ngày nay cũng chói lóa chân thật hơn nhiều, đậu má. Rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Lâm Phỉ Nhi cứ đảo mắt nhìn dê ra và ép quốc, chung quy cho rằng quan hệ của hai người này ngày càng kỳ lạ. Phỉ Nhi, đang làm gì thế, Samantha ngáp dài, đẩy đẩy Lâm Phỉ Nhi. Vũ hội đêm qua chán chết đi được, nếu không có nhiều món ngon bù lại, chắc cô sẽ nghĩ chẳng thà ngủ một giấc còn hơn. Cậu không thấy dê ra với Edward có gì đó rất lạ à, Lâm Phỉ Nhi hỏi nhỏ cô cũng không biết tại sao lại phải nói thầm, nhưng nhìn dê ra thế này, cô sợ không cẩn thận lại kích thích cậu ta, khiến dê ra tiêu tụy đến mức này chắc phải là đã kích gì to lớn lắm. Mà cô thì chưa từng nghĩ Edward lại có lực sát thương lớn đến thế, lạ, Samantha nhìn thoáng qua dê ra với Edward, lắc đầu, không thấy, lâm phỉ nhi chán nản, ra đa hóng chuyện của cậu kém nhảy rồi, ừ, chắc thế, Samantha lại ngáp một cái. Lạ thật, rõ ràng hôm qua ngủ ngon lắm mà, sao hôm nay cứ thấy buồn ngủ thế nhỉ? Lâm Phỉ Nhi bất đắc dĩ trừng cô một cái. Đối tượng buôn chuyện của cô bình thường chỉ có Samantha và Zera. Nay Zera trở thành nhân vật chính của câu chuyện, làm sao cô thảo luận với cậu ta được nữa? Chung thịnh với Arin thì chẳng bao giờ tham dự vào mấy đề tài thế này. Lôi tranh thỉnh thoảng có tham gia nhưng bây giờ đang ngọt ngào với hàng phi, thân mật đến độ chói mù mắt cô, đặc biệt là gáy lôi tranh, có dấu hôn rất rõ ràng. Hạng Phi chết tiệt, hai người thắm thiết cho lắm vào, rồi sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Lâm Phỉ Nhi bực bội nghĩ vậy, tích tích tích, quan não của Samantha đột nhiên reo lên. Lâm Phỉ Nhi chưa kịp tiếp tục đề tài đã thấy cô nàng vui vẻ chạy ra ban công nói chuyện. Các người là đồ trọng sắc khinh hữu, Lâm Phỉ Nhi tức nổ phổi, mắng. Khốn kiếp, cô nhất định phải kiếm một anh người yêu. Lâm Phỉ Nhi thở dài thường thường, biểu môi. Người độc thân thật đáng thương, trước mặt một đám người có đôi có cặp lại càng đáng thương hơn. Hừ, cô đây tốt xấu gì cũng là thiếu nữ đài cát, lại có chút danh tiếng ở trường đệ nhất, sao ngay cả một chàng trai đến theo đuổi cũng không có. Lâm Phỉ Nhi ủ rũ, ngẩng mặt 45 độ nhìn trời ưu thương. Đến bao giờ ông trời mới ban cho con một anh chàng đẹp trai? Tích tích tích, hửng. Wilson. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Trên màn hình là một chàng trai thanh tú nói với vẻ hồi hộp, cuối tuần này, tớ muốn, tớ muốn mời cậu đi xem phim, xem phim. Lâm Phỉ Nhi cao mày, tôi nhớ kỳ thi lần trước thể thuật của cậu còn chưa đạt cấp 7 đúng không? Cậu có biết là ngay cả tôi cũng đã đạt thể thuật cấp 8 rồi không? Cậu mà cứ lãng phí thời gian như thế là bị tôi bỏ xa đấy. Đi tập nhiều hơn đi, ngắt liên lạc, Lâm Phỉ Nhi tiếp tục nhìn trời, anh đẹp trai bao giờ mới xuất hiện? Bởi vậy mới nói, Lâm Phỉ Nhi không có ai theo đuổi cũng chẳng trách ai được, dê ra ngoài người trên lan can, vẻ mặt tiêu tụy ngơ ngác nhìn bầu trời. Cậu nghĩ kiểu gì cũng không hiểu, rõ ràng hôm qua cậu chuẩn bị rất chu đáo, thuốc cũng dùng rồi, vậy mà tại sao vẫn bị đè, chuyện này không khoa học. Thế giới quan sắp sụp đổ. Ca, lần đầu tiên thôi thì bảo là cả hai đều say nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng lần thứ hai, rõ ràng là ép thuốc say, ấy thế mà còn lợi hại hơn cả lúc tỉnh, để cho cậu không nhúc nhích được, ăn cậu hết lần này đến lần khác hôm qua cậu đã định đè lại đối phương, mà loại thuốc đó uống vào là cả người không còn sức cơ mà. Thế quái nào mà ép thuốc uống ly rượu kia xong chẳng bị làm sao, còn cậu thì người mềm như bún, suýt bị ép thuốc làm đến chết trên giường. Hức hức hức, giờ ra ta đây là một thanh niên tài giỏi, khôi ngô tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, chẳng lẽ suốt đời đều bị đè. Giờ ra nghĩ đến đó mà khóc thầm trong lòng, đang thả hồn đi đâu thế, ép thuốc lặng lặng đứng sau giờ ra, khiến cậu giật mình đứng bật dậy. Dơ ra chạy sang bên cạnh theo phản xạ. Giờ cứ thấy Edward là cậu lại chột dạ, được rồi, cậu thừa nhận là mình bị sắc đẹp mê hoặc trước, cố tình tiếp cận Edward, nhưng cậu đâu có biết Edward ngày thường tao nhã nối tiếng dịu dàng trong mắt đám con gái lúc lên giường lại điên cuồng như thế. Khụ khụ, thật ra cậu càng muốn dùng từ giả man, như trừ lần đầu tiên, sau đó Edward không làm cậu bị thương thêm lần nào. Còn lần đầu tiên, say rượu mà nóng vội kích động là điều khó tránh cái này thì cậu hiểu. Dê ra bất giác tránh đôi mắt như hổ rình mồi, của Edward, hết nhìn trái lại ngó phải, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Edward nheo mắt lại, nụ cười nhạt đi mấy phần. Hắn tiến lên một bước, vừa hay dồn dơ ra vào trong góc, một tay nâng cầm cậu lên, buộc cậu phải nhìn vào mình. Em đang tránh tôi, đâu có, dê ra đáp, tầm mắt mơ hồ không rõ. Hửng, giọng Edward nghe hơi lạnh lùng, khác hẳn sự ôn hòa thường ngày. Bây giờ dê ra chỉ muốn khóc thôi. Sao Edward đối xử với ai cũng dịu dàng, trước mặt cậu lại khủng bố thế này hả trời, không thích tôi, Edward dùng ngón tay miết cánh môi dưới của Gerard, ra Gera vội lắc đầu ngoài ngoại. Đừng đùa, đêm qua lúc ở trên giường Edward cũng hỏi như thế. Cậu chỉ trả lời chậm một chút thôi, thế mà bị bắt bắn ba lần trong thời gian ngắn, đệt. Ba lần đấy, suýt thì tinh tẩn nhân vong rồi. Mà anh ta đúng là điên cuồng như giả thú, toàn thân cậu không có chỗ nào lành lặng cả cơ thể phủ kín dấu hôn. Cái chỗ đằng sau bị sử dụng quá độ đau nhức đến nỗi cậu muốn chết quách cho rồi. Nếu không nhờ Edward có lòng tốt tắm rửa cho cậu, có khi bây giờ cậu còn chưa xuống giường nổi. Huống hồ, khụ khụ, dẫu sao cậu cũng là người dám làm dám chịu. Nếu không thích Edward, cậu đã chẳng rủ anh đi quán bar. Chỉ là chuyện xảy ra vào tối ngày hôm đó không như những gì cậu dự đoán thôi. Vậy tức là em thích tôi, Edward lại gần thêm một bước gần như dán sát vào dê ra ra thấy lo sợ dù rằng cậu muốn lột bỏ lớp mặt nạ của ép nhưng cậu hoàn toàn không ngờ rằng đằng sau lớp mặt nạ đó là một kẻ cuồng cố chấp đáng sợ nhất là bây giờ cái tên cuồng cố chấp đó nhìn trúng mình lại còn là mình chủ động quyến rũ anh ta trời đất ơi cậu muốn đi tự tử dê ra nuốt nước miếng ực một cái vội vàng gật đầu cậu không dám khiêu chiến giới hạn của ép cuồng cố chấp thật sự rất đáng sợ Ngoan Quốc mỉm cười dịu dàng. Nếu có ai khác nhìn thấy sẽ nghĩ nụ cười này ấm áp tựa gió xuân. Dê ra biết đây là biểu cảm thật của Quốc Anh ấy thực sự đang vui. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện niềm vui này đánh đổi bằng việc cậu bị làm đến thừa sống thiếu chết, là cậu lại chẳng thấy vui nổi. Nhớ kỹ, là em chủ động dụ dỗ tôi. Quốc cuối người, hôn nhẹ lên mặt Dê ra. Vẻ mặt của Dê ra khá là rối rắm. Cậu đang nghĩ nếu cậu nói hối hận thì liệu Edward có bóp chết cậu không? Sau khi cân nhắc mức độ nguy hiểm của việc làm này, trực giác mách bảo cậu rằng ngoan ngoãn nghe lời thì khả năng sống sót sẽ cao hơn hẳn. Thôi thôi, kệ đi vậy, chỉ là có một anh người yêu cùng cố chấp thôi mà, có gì to tác đâu. Dù sao Edward cũng chưa từng làm cậu bị thương, mặt mũi thì quá hợp gu của cậu. Ở bên anh có vẻ không có gì là không ổn, Dê ra luôn nghĩ rất lạc quan tuy tính cách thật sự của Edward có hơi khác so với dự đoán của cậu, nhưng vậy mới là cuộc sống, phải có nhiều điều bất ngờ mới vui. rất thuận tay, cậu xếp chuyện này vào dạng bất ngờ đó, ngoảnh đi một cái là quên luôn. nếu không so đo chuyện tính tình cố chấp, thì Edward quả thật là mẫu người yêu lý tưởng, tính cách dịu dàng ôn hòa, lúc bình thường, mặt mũi điển trai, gia thế phi phàm, ôi đệt, đúng là bạn trai hoàn hảo, chẳng kém gì Arin. mặc dù vị trí trên dưới của hai người làm dê ra hơi buồn bực nhưng may là có các phương diện khác bù vào. Nghĩ thông suốt rồi, dê ra thấy thoải mái hơn hẳn. ép để ý thấy đôi lông mày cau chặt có vẻ rối rắm của dê ra đang từ từ giãn ra, tuy không biết tại sao cậu lại đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng tình huống này thực sự làm hắn rất vui. Cuối cùng hắn cũng tìm được một đôi mắt chỉ hướng về mình. Từ giờ trở đi, hắn sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội làm tổn thương đôi mắt ấy, cho dù là mẹ hắn cũng không được. Hề hề, dê ra chợt có cảm giác mình chiếm được món hời, càng nhìn Edward càng thấy vừa ý, cười ngây ngô một hồi, cậu đột nhiên quàng tay qua cổ Edward, hôn lên môi anh. Edward có hơi ngạc nhiên vì sự nhiệt tình đột ngột của Zera, nhưng món ngon chủ động dâng lên tận miệng, đương nhiên là hắn không từ chối rồi. Đơ mà, mù mắt tôi rồi, Samantha đang đứng ở một ban công khác tâm sự với bạn trai, từ phía cô vừa hay có thể nhìn thấy đôi cậu nam nam kia đang ôm hôn thắm thiết. Lúc Zera chủ động đòi ở cùng phòng với Edward đã nghi nghi rồi, nhưng tận mắt nhìn thấy hai người hôn nhau kịch liệt là chuyện hoàn toàn khác, thật sự khiến người ta phải giật mình kinh ngạc. Samantha ngắt liên lạc, vội vàng đi tìm Lâm Phỉ Nhi để buông chuyện. Cô nghĩ mình đã biết tại sao hôm nay trong dê ra lại tiêu tụy như vậy rồi. Đậu má, rõ ràng là do miệt mài quá độ, phục. Cậu nói gì cơ, lúc Samantha đến tìm, Lâm Phỉ Nhi đang uống nước, nghe tin này xong liền phun cả ngụm nước ra ngoài. Lâm Phỉ Nhi xấu hổ lau nước dính bên miệng, nhìn nó xung quanh, may là không có ai để ý, không thì ngượng chết. Dê ra với Edward là một đôi thật hả, cô không kìm nổi phải xác nhận lại lần nữa. Hôn cũng hôn rồi, còn thế nào nữa, Samantha liếc mắt khinh bỉ. Lâm Phỉ Nhi trầm mặt hồi lâu, rồi đột nhiên rít lên, đơ mơ. Nhất định tôi phải tìm người yêu đi tự sát, Samantha chán nản dây tráng, mặc kệ cô. Thời gian ở trang viên Clifford qua thật nhanh, nhoáng cái đã hết năm ngày nghỉ. Trong năm ngày này, Ngoài Hạng Phi vẫn chỉ tạm ngồi vững trên lưng ngựa, mọi người đều học được cách cưỡi ngựa rồi. Trung Thịnh và Adrien, Hạng Phi và Lôi Tranh, Edward và jera tình yêu của ba cặp đôi này cũng càng thêm sâu sắc. Lâm Phỉ Nhi rất ngạc nhiên, vì Edward ít cười hơn trước, nhưng khi mỉm cười lại có cảm giác chân thành hơn. Chắc chắn là chúng ta đến đây hưởng tuần trăng mật, Lâm Phỉ Nhi rầu rĩ nghĩ. Sau lần đến trang viên Clifford này, Trung Thịnh trở thành vị hôn phu của Adrien. Giờ ra với Edward chỉ thiếu mỗi cái là chưa thân mật công khai, quan hệ của hạng phi với lôi tranh càng trở nên hòa hợp, ngay cả Samantha cũng suốt ngày chuyện trò tâm sự với bạn trai. Trong tiểu đội giảo lan, chỉ còn mỗi cô là độc thân. Cảm giác này thật là, vô cùng khó chịu, à không, nói đến độc thân thì ngoài cô ra còn có tên kỹ sư cơ giáp Felix kia nữa, nhưng tên này là fan cuồng của tướng quân Clifford. Ngày nào cũng bám theo quản gia hỏi thăm tin tức và những chuyện thường ngày liên quan đến tướng quân Clifford. Tất nhiên là quản gia Vidic sẽ không để lộ chuyện riêng tư gì của tướng quân, nhưng vẫn rất thích ý khoe một chút về các chiến công của tướng quân, hoặc là cho Felix chiêm ngưỡng bộ huy chương của tướng quân. Sắp về trường rồi. À, hình như giải thi đấu cơ giáp sắp kết thúc rồi thì phải, lôi tranh ngáp một cái, nói bằng giọng ngái ngủ. Tất cả là tại Hạng Phi, hôm qua đã bảo thôi rồi mà tên khốn này cứ làm tiếp cho bằng được, hại cậu bây giờ mệt mỏi rã rời. Ờ, những người khác không khỏi ngại ngùng. Sống trong trang viên clip Clifford thư giãn thoải mái quá, làm họ quên cả giải đấu. Nói ra cũng thật xấu hổ, lúc trước thì nhiệt tình bao nhiêu, khi xác định không tham gia nữa thì quên luôn chẳng thèm để ý. Hình như, kết thúc rồi thì phải, Hạng Phi nói không chắc lắm. Mấy ngày nay cậu ban ngày bám theo lôi tranh đòi học cưỡi ngựa, buổi tối cuốn quyết người ta trên giường, nên không để ý đến những thứ khác. Từ, kết thúc rồi, may là phó quan vạn năng trung thịnh vẫn rất chu đáo, hoàn thành xuất sắc cương vị, dù chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào với Arin cũng không quên thu thập tin tức. Thế a? À? Ai thắng? Dê ra hào hứng hỏi. Sau khi nghĩ thông suốt, dê ra lại khôi phục vẻ ngốc nghếch lo cho ngày trước, nhưng chưa dám thân mật công khai trước mặt mọi người, để tránh bị ngứa mắt. Lâm Phỉ Nhi độc thân không đáng sợ, nhưng tên Arin lòng dạ hẹp hòi thì cậu không thể chọc vào. Chẳng may cậu ta thấy mình với Edward thân thiết quá, vượt mặt cậu ta với Trung Thịnh, sau này trả thù chắc chắn sẽ không nương tay. Là tiểu đội đến từ học viện sĩ quan chỉ huy trực thuộc liên bang, tên là Quốc Vương. Si, kiêu căng gớm, dê ra biểu môi khinh thường. Quốc Vương, chế độ quân chủ đã bị loại bỏ bao nhiêu năm nay, vậy mà họ vẫn lấy cái tên này, đúng là bó tay. Đội của trưởng quan từ Thua Á, Lâm Phỉ Nhi Hiếu Kỳ xem như là vậy họ bỏ cuộc ở vòng bán kết chung thịnh đáp bỏ cuộc mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên ừ chung thịnh gật đầu tiểu đội đế quốc tây lan bỏ cuộc cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng gây xôn xao dư luận không kém gì lúc bọn họ rút khỏi cuộc thi tại sao lâm phỉ nhi thấy khó hiểu nếu đế quốc tây lan đã cử phái đoàn sang đây thì tất nhiên là rất tin tưởng vào năng lực của những người được gửi đến nếu giành được vị trí cao trong giải đấu lần này đây sẽ là cơ hội tốt để quảng bá quyền uy của đế quốc Elan, họ không có lý do gì để bỏ cuộc. Không rõ, Trung Thịnh lắc đầu. Những tin tức sàng lọc được từ trên mạng có hạn, bây giờ anh lại không có đường dây tin tức nào cả, muốn tìm hiểu một vài chuyện bí ẩn là điều rất khó khăn. Hình như là trưởng quan từ gặp chuyện gì đó vào hôm thi đấu, sau đó nhị hoàng tử cũng không tham gia, tiểu đội bọn họ thiếu mất hai thành viên nên đành bỏ quyền thi đấu. Edward đột nhiên nói, Trung Thịnh hơi ngạc nhiên nhìn Edward anh vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ cảnh giác đối với Edward, thậm chí, trong tiểu đội giảo lan, anh đề phòng người này nhất. Dù gì thân phận của anh ta cũng khá phức tạp, tin tức mà Edward vừa nói bảo là bí mật thì không chính xác, nhưng cũng không phải thứ dễ dàng tìm hiểu được. Bây giờ anh ta nói ra tin này xem như là tỏ thái độ với Arin sao, gia tộc Clifford và gia tộc Haydek không phải đồng minh của nhau, cũng chẳng phải kẻ thù. Hành động này của ép liệu có được xem là điềm báo anh ta sẽ đứng về phía Arin không? Nói thật, Trung Thịnh không có thành kiến gì với ép nhưng lại có thành kiến với gia tộc của anh ta, đặc biệt là Elena, cứ nghĩ lại chuyện đời trước là anh không tài nào thoải mái được. Đương nhiên, anh sẽ không thừa nhận rằng mình đang ghen. Đây hoàn toàn là vì bí ẩn về cái chết của Arin đời trước chưa được giải đáp, và bất kể kẻ chủ mưu là ai thì Elena chắc chắn vẫn có liên quan. Xét từ góc độ nào, Trung Thịnh đều không muốn tiếp xúc với người của gia tộc đét. ở đời này, có lẽ vì sự tồn tại của anh gây ra hiệu ứng cánh bướm, cho nên rất nhiều việc đã thay đổi. Nhưng sự thay đổi đó liệu có làm kẻ chủ mưu hãm hại Arin đời trước biến mất không? Trung Thịnh không xác định được. Nếu được, việc anh muốn làm nhất bây giờ là tìm thời cơ trực tiếp xử lý luôn Elena. Ai biết được kẻ chủ mưu vụ ám sát đó có quan hệ gì với Elena? Anh mà đủ khả năng thì chỉ muốn tiêu diệt hết gia tộc đét không để bất cứ chuyện gì ngoại ý muốn xảy ra. Nhưng, vấn đề ở đây là Edward Haydek đã thành công hòa nhập vào tiểu đội giảo lan. Theo như anh quan sát, Edward thích đeo mặt nạ ngụy trang, tính cách thật có hơi u ám, nhưng không tạo thành nguy hiểm gì đối với Arin. Hơn nữa, quan hệ giữa Edward và Arin đời trước dù nhạc vẫn không phải đối thủ. Cho nên có một người như hắn xen vào giữa làm anh rất khó ra tay. Bây giờ còn chưa xác định được ai là kẻ chủ mưu giết hại Arin, không có bất kỳ bằng chứng nào mà ra tay với đồng đội của mình thì Trung Thịnh không làm được. Trung Thịnh thở dài ngao ngán, nhìn hai bàn tay mình. Hai tay thon dài, vết chai do điều khiển cơ giáp cũng không mấy rõ ràng. Bây giờ anh chỉ là một học viên trường quân đội, không còn là phó quan của Arin, có rất nhiều chuyện không thể làm được. Bỗng nhiên, một bàn tay trắng nõn nắm lấy tay anh, mười ngón đan vào nhau thật chặt. Trung Thịnh giật mình, mặt thoáng ửng hồng, giả vờ giả việc nhìn ngó xung quanh. Những người khác ngồi trên xe huyền phù dường như đều bận biểu làm gì đó, không để ý đến phía này. Trung thịnh đỏ cả tay, bất giác siết chặt nắm tay, giữ thật chắc bàn tay ấy, cầm tay nhau đi đến cuối đời. Trong đầu Trung thịnh hiện lên dòng chữ này, rất rõ rệt. ngẩng đầu nhìn ánh mắt như đang cười của Arin, Trung thịnh lại xấu hổ quay mặt đi. Thể hiện tình yêu một cách thẳng thắn trực tiếp thế này, chắc chắn là sáng nay ngại Arin rời giường không đúng cách. Lâm Phỉ Nhi cắn ngón tay ngồi thu lưu trong góc xe, Căm phẫn nhìn đôi tình nhân đằng trước, lẩm bẩm mắng, cậu nam nam, Samantha bỏ tạp chí trong tay xuống, liếc nhìn Lâm Phỉ Nhi, có giỏi thì nói câu đó trước mặt Arindi, Lâm Phỉ Nhi á khẩu. Đúng là cô không dám, nếu không đã chẳng trốn trong góc nói xấu người ta. Cô đảo mắt, nói nhỏ, tớ dám nói câu này trước mặt dê ra, Samantha nhìn cô với vẻ thương hại, bây giờ đến tên ngố ấy cũng có người bảo bọc rồi. Trong ép phút bình thường ôn hòa thế thôi chiếu mức độ âm hiểm không kém gì Arin đâu, Lâm Phỉ Nhi buồn bực cao tường. Hức hức hức, người độc thân ở trong cái tiểu đội này thật sự là quá bi đát mà. Cái đám khốn kiếp kia lúc nào cũng thân mật thắm thiết như muốn chói mù mắt cô ấy. Ca, đàn ông tốt ở đâu, mau đến với em đi. Một lần nữa trở lại ký túc xá, Trung Thịnh bỗng muốn thở dài một hơi. Chỉ đi có năm ngày, mà những chuyện xảy ra trong năm ngày này khiến anh đến bây giờ vẫn không tin nổi không nói đến mấy chuyện trên giường làm người ta đỏ mặt tim đập nhanh nhân thể kiểm chứng độ cách âm của phòng ngủ trong trang viên, chuyện làm anh khó tin nhất đó là trở thành vị hôn phu của Arin, đúng là kỳ tích. Phu nhân Clifford hành động quá nhanh. Khi anh còn chưa kịp phản ứng lại, danh hiệu này đã đính chắc lên đầu anh rồi, nhớ đời trước. Elena mang danh vị hôn thề đến 10 năm trời cũng không được chuyện chính thức. Còn anh thì đã bị phu nhân tướng quân bắt đi thảo luận chuyện tổ chức hôn lễ và địa điểm nghỉ tuần trăng mặt đến mấy lần. Nếu Arin không giải cứu kịp thời, anh lo mình không lay chuyển được phu nhân mất. Có khi trong mấy ngày nghỉ ngắn ngủi đó, phu nhân tổ chức hôn lễ cho anh với Arin luôn cũng nên, giờ nghĩ lại vẫn thấy lạnh cả người. Anh và Arin mới xác định quan hệ được nửa năm, sao mà phu nhân làm như chỉ muốn đóng gói Arin đem đi bán đấu giá ngay lập tức vậy, đời trước lúc gặp phu nhân, anh thấy bà là người rất đoan trang điềm tĩnh, thái độ đối với Elena lúc nào cũng là ôn hòa có thừa, nhiệt tình chẳng đủ. Khi ấy anh còn tưởng các quý phu nhân tầng lớp thượng lưu đều như vậy, nay xem ra, ấn tượng về gia tộc Clifford phải đổi mới toàn bộ rồi. Trung thịnh, giọng Arin nghe rất thân mật, trung thịnh đỏ bừng mặt. Không biết có phải ảo giác của anh không, sau kỳ nghĩ này, hay nên nói là từ khi mang danh vị hôn phu của Arin, anh cứ thấy Arin ngày càng thân thiết với anh hơn thường xuyên thích sờ soạn hôn hít cứ như muốn xác nhận rằng anh sẽ không chạy trốn vậy chung thịnh có cảm giác vị trưởng quan lãnh đạm gần như không có biểu cảm nào rõ rệt đời trước như một giấc mơ mờ ảo đến nỗi người ta phải giật mình chỉ khi ở cùng những người khác arin tỏ ra lạnh lùng mới khiến chung thịnh ý thức rõ arin lãnh đạm đời trước không phải ảo tưởng của anh chẳng qua là trước mặt anh arin sẽ biểu hiện ra một mặt hoàn toàn khác khi tiếp xúc với mọi người chung thịnh arin ông chặt eo chung thịnh trao cho anh một nụ hôn, không có, chỉ tràn đầy ấm áp yêu thương. Có lẽ là ánh mắt chung thịnh phản ánh quá rõ thắc mắc của anh, Arin nhẹ nhàng vuốt má anh, nói, khi bố và mẹ ở một mình, bố sẽ trở nên rất khác biệt. Quen là tốt rồi, thế hóa ra tuyệt kỹ biến đổi sắc mặt này là kỹ năng di truyền của gia tộc Clifford nhà anh à. Trung Thịnh bỗng nghĩ vậy, hai người thay sang quần áo huấn luyện, cùng nhau đến sàn tập, cả hai đều biết rõ, thi đấu cơ giáp trên mạng chiến đấu không có bất kỳ tác dụng nào với mình. Mặt hạn chế của họ bây giờ không phải kỹ thuật, mà là thể chất. Huấn luyện thể năng bao giờ cũng là hạng mục khổ nhất, mệt nhất, đạt hiệu quả chậm nhất. Nhưng cả hai đều ăn ý không nghĩ một buổi tập nào. Đời trước, thể thuật của Trung Thịnh đạt cấp 16, còn Arin là cấp 18. Bây giờ bảo họ đạt đến trạng thái tốt nhất như đời trước trong thời gian ngắn thì hơi khó, nhưng nếu lên được cấp 12 thì về cơ bản điều khiển cơ giáp thực chiến sẽ không có vấn đề gì. Tối thiểu, nếu tận hiên nhiên khiêu chiến, Arin vẫn đấu lại được. À, nói đến Tần Hiên Nhiên thì phải nói đến kết quả thi đấu. Sau khi đánh cho dở ra một trận tơi bời, Tần Hiên Nhiên còn chẳng kịp khiêu chiến Arin đã bị các chị gái lôi đi, ngoài ra còn có ẩn nghe nói là bị ép kết hôn. Tích tích tích, học viên Arin 10 giờ sáng mai hãy dẫn theo tất cả thành viên tiểu đội giảo lan đến tập hợp trước cửa phòng hiệu trưởng. Trường quân sự đệ nhất thông báo, Arin nhìn chầm chầm tin nhắn hiện trên quan não, nhèo mắt lại. Tại sao tiểu đội giảo lan bọn họ lại bị gọi đến phòng hiệu trưởng? Bây giờ đang là giai đoạn chuẩn bị thi cuối kỳ, gần như học viên nào cũng liều mạng luyện tập mong đạt thành tích cao. Nếu không có chuyện gì, chắc hiệu trưởng sẽ không quấy rầy việc ôn tập của học viên, chung quy cứ có dự cảm xấu cho dù là tốt hay xấu, Arin đều không có tư cách từ chối lệnh triệu tập của hiệu trưởng. Hắn gửi tin tức đến các thành viên trong đội, sáng hôm sau, lúc 9 giờ 45 phút, toàn bộ thành viên tiểu đội giảo lan có mặt trước cửa phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng đang liên lạc với người khác, các cậu chờ một lát, phó quan của hiệu trưởng cười ôn hòa nói, vâng, Arin nghiêm túc đáp lời, những người khác đều ngoan ngoãn ngồi im trên sofa, lưng thẳng tắp, tư thế nghiêm chỉnh. Đúng 10 giờ, cửa phòng hiệu trưởng mở ra. Nhóm Arin nối đuôi nhau bước vào theo sự dẫn dắt của phó quan. Ngồi đi, hiệu trưởng phó cười tủng tỉm nhìn họ, vẻ mặt hòa ái. Cả nhóm ngồi trên sofa, mặt mày nghiêm túc nhìn hiệu trưởng. Ha ha, không cần căng thẳng như vậy, dường như nhìn ra được cảm xúc của họ, hiệu trưởng phó lên tiếng làm dịu bầu không khí, dạo này vẫn ổn chứ. Cảm ơn hiệu trưởng đã quan tâm, chúng em đều ổn cả, Arin không biết ý đồ trong câu hỏi này, cho nên trả lời theo khuôn phép. Ừ, Phó ngạn Triều gật đầu, sau đó sầm mặt, nhìn tôi thì không ổn chút nào. Arin hơi nhướng mày, trung thịnh không tỏ thái độ gì. Những người khác trong đội thì thầm giật mình. Trong vẻ mặt Phó ngạn Triều có hơi đáng sợ, gần đây tôi cứ bị đám bạn già khinh bỉ, nói là trường đệ nhất chúng ta cũng chỉ đến thế, ngay đến giải thi đấu cơ giáp còn chẳng lọt được vào vòng chung kết, buồn cười hơn là năng lực kém hơn người ta thì thôi, đằng này lại có đội cố tình rút lui vì e ngại, đúng là làm mất mặt trường chúng ta. Aaron giật mình, rũ mắt, không nói gì cả. Trung Thịnh cũng giả vờ như không tồn tại, những người khác hết nhìn xung quanh rồi lại làm như đang ngắm đồ đạc trong phòng hiệu trưởng, không một ai nói gì. Phó ngạn triều mắng thầm, cái đám nhóc này, lại dám không tiếp lời, hại cả tràn răng dậy đằng sau của ông không nói ra được. Ông nheo mắt nhìn Edward. Edward bị ánh mắt phó ngạn triều bức bách, đành cười gượng, ho khan hai tiếng, vậy hiệu trưởng thấy chúng em nên làm gì ạ? À? phó ngạn triều hư lạnh một tiếng danh dự của trường đệ nhất chúng ta sao có thể để họ khinh rẻ như vậy được thế nên tôi đã liên hệ với hiệu trưởng học viện sĩ quan chỉ huy trực thuộc liên bang chúng ta sẽ phái một đội sang bên đó trao đổi học tập một tháng để hai bên giao lưu với nhau ép hút giật giật khóe mắt không nói gì nữa chung thịnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của phó ngạn triều trầm mặc không nói nhìn khí thế của hiệu trưởng thì đâu phải đi trao đổi giao lưu rõ ràng là muốn làm người ta bẻ mặt hiển nhiên là hiệu trưởng bị chọc cho rất tức giận. Nghĩ lại cũng phải, tiểu đội giảo lan của họ là một trong những ứng cử viên sáng giá có khả năng giành giải quán quân, lại bỗng dưng bỏ quyền thi đấu. Còn các đội khác của trường đệ nhất thì thực lực không bằng người ta, người thì gặp chuyện xui xẻo, cuối cùng không có đội nào lọt được vào vòng chung kết, bảo sao hiệu trưởng lại giận. Nếu nói các đội khác mất cơ hội tranh giải quán quân vì đủ các loại nguyên nhân khách quan, thì tiểu đội giảo lan của họ hoàn toàn là vì nguyên nhân chủ quan so ra, bị hiệu trưởng giận nhiều hơn cũng phải. Nhưng, nếu là đi để làm người ta bẻ mặt thì chẳng phải chọn học viên năm ba năm bốn sẽ đảm bảo hơn sao? Trung Thịnh thấy khó hiểu. Sau khi trao đổi ánh mắt với Arin, Trung Thịnh chợt ngộ ra. Tiểu đội giảo lan của họ ngoài việc là một đội ngũ tương đối xuất sắc ra, còn có một đặc điểm là có đến bảy thành viên là tân sinh. Nói cách khác, lần trao đổi này, nếu họ thắng đối phương thì tất nhiên là tốt, thua cũng chẳng xấu mặt nào, người khác chỉ nghĩ bọn họ mới vào trường chưa lâu còn thiếu kinh nghiệm. Tóm lại, dù kết quả thế nào thì đều không làm giảm danh tiếng của trường đệ nhất. Hiểu rõ chuyện này rồi, Trung Thịnh trọng liếc hiệu trưởng phó, đúng là cáo già. Chẳng trách đời trước lúc ở trong quân đội anh lại nghe người ta bảo hiệu trưởng trường quân đội đệ nhất nổi tiếng là lão cáo già. Đúng là gian xảo, khụ khụ. Sao im lặng thế, phó ngạn triều thấy mình nói xong mà mãi chẳng có ai phản ứng, có hơi xấu hổ tuân lệnh hiệu trưởng arin lập tức đứng dậy hành lễ theo kiểu quân đội những người khác cũng đồng loạt đứng lên làm động tác y hệt phó ngạn triều có hơi ngạc nhiên vốn ông còn tưởng mấy đứa nhóc này sẽ không chịu đi nên chuẩn bị sẵn cả bài diễn thuyết để khuyên nhủ bọn họ nào ngờ chưa mở lời thì chúng nó đã đồng ý rồi arin bình tĩnh nhìn phó ngạn triều ánh mắt phẳng lặng không hề dao động hắn không có ý kiến gì về việc sang trường khác trao đổi hơn nữa Hắn biết cho dù mình có ý kiến thì trước mặt phó ngạn triều cũng sẽ thành không có ý kiến, lại nói, bây giờ vẻ ngoài của hắn là 18 tuổi, nhưng linh hồn đã không còn là của cậu thanh niên bồng bột thời kỳ phản nghịch nữa rồi. Vào quân đội thì phải chấp hành kỷ luật nghiêm minh, đi trao đổi học tập cũng chẳng phải nhiệm vụ gian khổ gì, không việc gì phải từ chối. Ừ, tốt lắm. Ha ha, tôi tin rằng các em sẽ trở thành những quân nhân sáng giá của liên bang sau này. Rất tốt các em về thu dọn hành lý đi, ba ngày sau từ bảo quốc sẽ đưa các em đến tinh cầu Bích Lan. Xin cáo lui, Arin giơ tay chào, xoay người dẫn thành viên trong đội rời khỏi phòng hiệu trưởng. Chờ cả nhóm đi hết, phó quan mới đi tới rót thêm trà cho hiệu trưởng. Ai, phó ngàn triều ngồi trên ghế thở dài. Phó quan ngạc nhiên ngẩng đầu, chẳng phải các em ấy đã đồng ý rất dứt khoát đó sao? Sao ngài lại thở dài, phó ngàn triều nhíu mày, chính là vì đồng ý rất dứt khoát cho nên vốn định khuyên nhủ chúng nó một hồi mà không có cơ hội nói. Phó quan bật cười, hiệu trưởng, ngài đúng là không nghe lệnh cấp trên thì ngài vắt óc tìm đủ loại lý do để dạy bảo, lúc học sinh nghe lời thì ngài lại chê quá ngoan, phó ngàn triều cũng phi cười. Thằng nhóc Arin này trông chẳng có vẻ gì là một thanh niên chưa đầy 20 tuổi, từ thái độ đến khí chất đều điềm tĩnh đến mức đáng ngạc nhiên. Chẳng lẽ ông phải nói là không hổ danh con trai do tướng quân Clifford bồi dưỡng sao? tuổi còn trẻ mà đã có phong độ của một đại tướng, hay, đúng là ông già rồi. Tương lai của liên bang phải trông chờ vào những người trẻ tuổi như chúng thôi, phó ngạn triều lắc đầu, cầm tách nhấp một ngụm trà, nhìn khung cảnh xa xa ngoài cửa sổ. Ba ngày sau, Lâm Phỉ Nhi nhìn vũ trụ tối đen ngoài cửa sổ, cảm thán, ai, không ngờ vừa về chưa lâu đã lại phải đi rồi, bây giờ họ đang ngồi trong sảnh đường của tàu vũ trụ, bốn phía đặt những dãy ghế sofa dài, ở giữa có rất nhiều bàn nhỏ ở một góc đại sảnh có một quầy ba, rất nhiều hành khách rảnh rỗi đến đó giết thời gian. Ừ, mới về chưa được ba tháng đã đi, Samantha bất mãn than thở. Bây giờ cô đang ở vào thời kỳ yêu đương cùng nhiệt, đột nhiên phải rời xa người yêu, tâm trạng khó chịu cũng dễ hiểu. Dê ra sáng tới, cười hì hì nói, được rồi, dù sao cũng là cơ hội hiếm có. Thử nghĩ xem, là học viện sĩ quan chỉ huy đấy, vừa nghĩ đến chuyện chúng ta qua đó để làm họ bẻ mặt là tớ lại hưng phấn rồi, đủ rồi lại nhảy suốt ba ngày mà không chán hả, Lâm Phỉ Nhi trừng mắt, dùng ngón tay chọt chọt vào trán dê ra. Bỗng dưng, cảm giác có người nhìn chầm chập vào mình, Lâm Phỉ Nhi sợn cả người, quay đầu lại thì thấy Edward đang mỉm cười nhìn mình. Đệt, tính độc chiếm của đàn anh Edward còn kinh khủng hơn cả Arin. Đơ mờ, đúng là vô lý, tên ngớ ngẩn này thì có gì tốt chứ? Lâm Phỉ Nhi âm thầm kéo giãn cự ly với tên ngốc dê ra, quả nhiên ánh mắt kia liền biến mất nhìn dê ra vẫn còn đang bốc phét với Samantha sẽ làm người ta bẻ mặt thế nào, Lâm Phỉ Nhi thầm thương thay cậu ta. Tên ngốc này ở cùng ép thật sự không nguy hiểm đến tính mạng sao, không biết có phải ảo giác không, cô cứ thấy đàn anh ép bây giờ thỉnh thoảng lại tỏa ra loại hơi thở cực kỳ khủng bố, làm cô không dám tới gần. Sao thế, Arin và Trung Thịnh ngồi cách nhóm dê ra một khoảng. Hắn đang đọc sách thì đột nhiên cảm nhận được Trung Thịnh có gì đó khác thường. Không có gì, Trung Thịnh lắc đầu, cầm cốc rượu trên bàn lên uống một ngụm. Anh cũng không biết vì sao, từ khi lên thuyền, anh cứ có cảm giác bất an. Cái cảm giác này quá mơ hồ, làm anh không biết phải giải thích thế nào. Arin nhíu mày, không nói gì, lại dời mắt sang quyển sách đang đọc. Trung Thịnh nhìn xung quanh. Trong đại sảnh, người đến người đi rất náo nhiệt. Tụi dê ra đang tụ tập với nhau bàn tán cái gì đó. Phía quầy ba có rất nhiều khách đang đánh bài, cười đùa vui vẻ, mọi chuyện đều rất bình thường nhưng anh cứ có cảm giác hình như có người đang nhìn trộm mình. Từ buổi sáng khi tàu khởi hành cho đến tối, không xảy ra chuyện gì bất thường, ngoại trừ một vị khách say rượu được bạn dìu về phòng. Có thể nói, cả ngày hôm nay trôi qua một cách êm đẹp, tâm trạng vốn thấp thỏm bất an, lúc nhìn sang nửa bên mặt trầm tĩnh của Arin, cũng lắng dịu đi nhiều. Chung Thịnh nghĩ có lẽ mình lo lắng nhiều quá, biết đâu là do hôm qua ngủ không ngon. Hành trình đến tinh cầu Bích Lan của họ kéo dài chừng một tháng. Suốt 10 ngày nay, trên tàu không xảy ra bất cứ chuyện gì đáng chú ý, từ bảo quốc có gương mặt gần giống từ vệ quốc, vừa nhìn đã biết là có quan hệ họ hàng. Nhưng so với trưởng quan từ vô sĩ đáng khinh, trưởng quan từ bảo quốc hòa ái hơn hẳn, cũng rất quan tâm đến họ. Chán quá, giờ ra bất mãn nằm ngã người ra sofa, bực bội nhìn vũ trụ bao la ngoài cửa sổ. Đây là con tàu chuyên chở hành khách đi đường dài. Trên tàu có rất nhiều trò vui chơi giải trí nhưng không trang bị dụng cụ huấn luyện cơ giáp. Giờ ra không có hứng với mấy trò chơi kia, hai ngày trước còn đi dạo xung quanh tàu, nhưng qua 10 ngày, trừ những khu vực đặc biệt cấm khách ra vào, cậu đã đi hết con tàu này rồi, chán sắp chết rồi. Ừ, chán thật, Lâm Phỉ Nhi ngồi bên cạnh cũng than thở. Bọn hạng phi với Trung Thịnh còn có thể tình tứ thân thiết với người yêu dết thời gian, chứ người độc thân như cô thật sự là không có việc gì để làm. Vương nghĩ đến chuyện phải trải qua hành trình nhàm chán thế này hơn nửa tháng nữa là tớ lại muốn chết quách đi cho rồi dê ra rầu rỉ lẩm bẩm nếu xảy ra chuyện gì đó thì tốt câm miệng cái đồ mồm quạ đen lâm phỉ nhi đập một phát vào gáy dê ra cái tên ngốc này ăn nói linh ta linh tinh giữa vũ trụ mênh mông thế này nếu gặp chuyện không may thật thì chỉ có nước chết cả lũ chưa kịp thu tay về ánh mắt mang tính uy hiếp mãnh liệt kèm theo cảm giác quen thuộc lại dán lên lưng cô lâm phỉ nhi quay đầu theo phản xạ thuốc mỉm cười gật đầu với cô, Lâm Phỉ Nhi, đậu má, tức muốn lật bàn. Rút cuộc tên ngốc dơ ra này có gì tốt chứ, ấy vậy mà thuốc lại vì cậu ta mà uy hiếp mình, im lặng rụt tay về, Lâm Phỉ Nhi khóc thầm, thời buổi bây giờ thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung còn chẳng có giá bằng hạng ngu ngơ ngốc nghếch, đúng thật là, đáng lòng, Quỳnh. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, trong đại sảnh, rất nhiều người mất thăng bằng vì chấn động của vụ nổ, ngã nhào ra đất đèn chùm treo trên trần nhà cũng lắc lư, tưởng như sắp rơi xuống, làm những người đứng dưới sợ khiếp vía, vội vàng tránh ra, tiếng ly tách vỡ vụn, tiếng kêu thét sợ hãi của hành khách. Toàn bộ đại sảnh trở nên hỗn loạn, Trung Thịnh và Arin đồng thời vọt tới bên cửa sổ, nhìn vùng lửa đỏ bùng lên cách đó không xa, sắc mặt xa sầm. có chuyện gì vậy, dê ra ngơ ngác hỏi. Vụ chấn động vừa rồi làm cậu ngã khỏi ghế sofa, đập người xuống đất, tạm thời chưa biết, nhưng tình hình không mấy khả quan, Arin nhìn bảo vệ của con tàu bắt đầu giao chiến kịch liệt, sắc mặt vô cùng khó coi. Các hành khách xin chú ý, các hành khách xin chú ý, tàu chúng ta gặp phải cướp vũ trụ. Hiện nay bảo vệ đang giao chiến với lũ cướp, xin các hành khách ổn định tại chỗ, xin nhắc lại, nếu không có việc gì cấp bách, xin tá. Giọng nói dịu dàng của cô phát thanh viên biến thành tiếng thét kinh hoàng, sau đó, từ radio truyền đến một giọng nam trầm khàn, tất cả nghe đây, bọn tao là băng cướp huyết dạ con tàu này đã bị bọn tao khống chế, không muốn chết thì ở yên một chỗ, à, cướp vũ trụ, sao có thể như vậy? Trời ơi, là bọn cướp vũ trụ, không, mẹ ơi! Mẹ, cả con tàu trở nên hỗn loạn. Hành khách hoảng sợ kêu gào, hoang mang lo lắng, phần lớn trong số họ đều là người dân bình thường, không có khả năng phản kháng, gặp phải chuyện thế này cũng chỉ biết lo sợ chứ không thể làm gì khác, cướp, dơ ra trận tròn mắt, liên bang mà cũng có cướp á sự tồn tại của cướp vũ trụ không phải điều gì bí mật, nhưng Edward nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt bên ngoài cửa sổ, trong mắt thoáng hiện vẻ bất an. Nhưng gì cơ, dê ra truy hỏi. Nhưng, bình thường bọn cướp đều hoạt động ở bên ngoài ranh giới hành tinh. Vị trí hiện tại của chúng ta tuy không thuộc phạm vi canh phòng của quân đội nhưng cũng cách không xa, tại sao bọn chúng lại mạo hiểm đến cướp bóc, chung thịnh nhíu mày, trầm ngâm nói. Những người khác đều trầm mặt nguyên nhân khiến bọn cướp xuất hiện ở đây quả thật rất đáng để suy xét sâu xa mong rằng các vị sẽ đưa ra được lựa chọn sáng suốt không nên có bất cứ hành vi phản kháng nào nhớ cho kỹ bọn này chỉ cần tài sản nhưng nếu tồn tại bất cứ yếu cố uy hiếp nào bọn này sẽ thẳng thừng loại bỏ giọng người đàn ông truyền qua radio mang theo sự uy hiếp và sát khí rõ rệt bất cứ ai nghe thấy đều cảm nhận được sự quyết đoán trong đó làm sao đây samantha nhíu mày hỏi cứ thế ngồi chờ chết à Chờ một lát đã, Arin nhìn hai bên cửa đại sảnh xuất hiện mấy gã cao to vạm vỡ vác súng la dè, đẩy mắt loáng qua tia sáng sắc lạnh. Các hành khách trong đại sảnh đa phần đều túng tụng lại với nhau, nên nhóm Arin không gây sự chú ý. Sau khi Arin bảo chờ đợi, tất cả đều kìm nén cõi lòng sốt ruột, quan sát hoàn cảnh xung quanh, chuẩn bị hành động khi thời cơ đến. Nương theo sự che chắn của đám người, Arin lặng lẽ di chuyển về phía quầy ba. Gần đó có mấy nhân viên phục vụ nam mặc đồng phục của tàu. Họ chính là mục tiêu của hắn. Anh là phó thuyền trưởng của con tàu này." Arin hạ giọng hỏi người đàn ông bên cạnh. Người nọ nhướng mày, liếc nhìn họ, không nói gì. "Tôi chỉ muốn hỏi anh, trên tàu có cơ giáp không?" Người nọ nghe thế thì giật mình, quan sát hắn một lượt, vẫn không nói gì. Arin nhíu mày mất kiên nhẫn. Chung Thịnh theo sát sau hắn lập tức vọt đến sau lưng người đàn ông, kề dao găm vào hông hắn. "Tôi ghét lãng phí thời gian." Người nọ mặt cứng đờ, không tin nổi. Nhưng con dao ngày càng cứa sát cơ thể làm vẻ mặt hắn lại biến đổi. Muốn làm gì? Hắn nghiến răng hỏi, có hay không? Tôi không biết cậu đang nói gì, hắn mạnh miệng. Adrian vẫn bình tĩnh, hai chiếc cúc trên cổ áo của anh đã chứng minh thân phận phó thuyền trưởng. Nếu tôi nhớ không nhầm, những con tàu vũ trụ kiểu này đều trang bị ít nhất 10 chiếc cơ giáp để phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn, mà anh chắc chắn phải biết đến sự tồn tại của chúng, cho nên, ánh mắt hắn sắc bén hẳn lên, cơ giáp ở đâu? Lời nói của Adrian khiến người đàn ông nọ mặt biến sắc. Hắn không hiểu tại sao chuyện có thể coi là bí mật nội bộ của công ty thế này lại để một thằng nhóc biết được. "Cậu, hắn nhìn Adrian với vẻ hoài nghi, "chung quy không chịu nói vị trí của cơ giáp, chúng tôi chỉ cần biết cơ giáp ở đâu. Nếu có cơ hội, có thể sẽ liều một phen." Người đàn ông nọ chậm rãi lắc đầu, vô dụng, có tác dụng hay không là do chúng tôi quyết định. Anh chỉ cần nói vị trí của chúng là được." Adrian vẫn điềm tĩnh truy hỏi. Người đàn ông mở miệng, rồi lại nghĩ đám nhóc này không thể đột phá phòng tuyến của bọn cướp, có nói cho chúng biết vị trí của cơ giáp cũng chẳng thể làm gì. Trong kho hàng bên dưới phòng chứa khoang thuyền cứu hộ. Nhưng đừng trông mong là mấy chiếc cơ giáp đó được trang bị thứ gì tiên tiến, toàn là hàng sản xuất từ năm năm trước rồi. đã biết, cảm ơn. Arin gật đầu, bảo Chung Thịnh thu dao găm lại, rồi lẳng lặng quay về chỗ của bọn dê ra. Phó truyền trưởng nhìn bóng hai người biến mất trong đám đông đôi mày vốn cau chặt từ từ giãn ra. Các cậu làm gì thế, vừa rồi Arin không nói gì đã lẫn đi, làm dê ra vô cùng khó chịu. Cướp vũ trụ là những kẻ không có thân phận, Arin hoàn toàn không để ý đến cậu, bắt đầu nói sang chủ đề khác. Hiện nay các tinh cầu đều có hệ thống kiểm soát rất chặt chẽ về vấn đề thân phận, cho dù có làm giấy chứng nhận giả ở chợ đen cũng không thể thành công vượt qua vòng xét duyệt của công ty vận tải quá 50 người. Nói vậy tức là, nếu có thể giải quyết hết 50 tên cướp trên con tàu này, chúng ta có thể đào tẩu, Edward sáng mắt lên, chỉ là khả năng thôi, với lại, phải nhanh, Arin nhìn hắn, bên ngoài đang chiến đấu kịch liệt, theo như tôi đoán thì bảo vệ của tàu đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, có lẽ chưa đầy nửa tiếng nữa sẽ bị xử lý toàn bộ. Hệ thống bảo vệ tàu được trang bị đầy đủ tiên tiến hơn tàu của bọn cướp, nhưng hạn chế lớn về mặt chiến thuật khiến họ không thể đấu ngang cơ với bọn cướp, chỗ này cách quân khu gần nhất cũng phải đến 2 giờ lộ trình, nếu vừa bị bọn cướp tấn công thuyền trưởng liền gửi tin cầu cứu ngay, thì chưa đầy hai tiếng nữa sẽ có chiến hạm của quân bộ đến đây, ý cậu là chúng ta phải cầm cự trong vòng hai tiếng. Không khả thi lắm, lôi tranh cao mày hỏi, ừ, không phải không khả thi lắm, mà là hoàn toàn bất khả thi, Arin bình thản nói, vậy cậu còn nêu ra làm quái gì, dê ra lừa mắt khinh thường. Arin tiếp tục làm lơ cậu, tôi vừa lấy được tin tức từ chỗ phó thuyền trưởng, trên con tàu này có 10 chiếc cơ giáp, tuy là hàng sản xuất từ 5 năm trước, nhưng nếu biết tận dụng thì chắc là có thể giải quyết hết đám cướp trên tàu. Sau đó thì sao? Samantha vội hỏi. Sau đó tiến hành chiến lược di dời, chiến lược di dời. Là cái gì? Hạng Phi nhìn Arin với vẻ khó hiểu. Arin quay mặt đi, dường như không muốn trả lời vấn đề này. chung Thịnh đáp thay hắn, chính là chạy trốn, nghĩ một lát lại bổ sung thêm, cũng có thể hiểu là rút lui. Mọi người, chạy trốn thì nói thẳng ra là chạy trốn đi, lại còn bày đặt cái gì mà chiến lược di dời. Nghe có Mỹ miêu mấy thì cũng vẫn là chạy trốn, Arin mặt không biến sắc, không chạy trốn thì có thể làm gì. Nếu cho tôi năm chiến hạm bảo vệ, tôi có thể đánh thắng bọn cướp, ba chiếc cũng đủ duy trì thế cân bằng, ít nhất là cầm cự được đến khi quân cứu viện đến. Nhưng bây giờ, chúng ta mới chỉ là học viên trường quân sự chưa tốt nghiệp, trang thiết bị sử dụng được cũng chỉ có 10 chiếc cơ giáp bình thường, các cậu tưởng tôi là thánh à ngẩng đầu nhìn bọn họ, Arin buồn bực phát hiện ra ai nấy đều mang vẻ mặt như thể đang nói, cậu yêu nghiệt đến thế cơ mà, chẳng lẽ lại không phải thánh. Arin giật giật khóe mắt, quyết định sau này bảo chung Thịnh cách xa đám này ra, thật là không đáng tin. Khụ khụ, ép quốc xấu hổ ho khan hai tiếng, cắt ngang màn khôi hài này, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Trước hết phải giải quyết đám người ở hai bên lối ra vào. Lôi tranh, hạng phi, Samantha, sang bên trái, ngoài hai tên cầm súng laser, nhớ phải để ý tên mặc quần áo màu xanh lam bên cạnh. Samantha liếc nhìn người nọ, hỏi, hắn có vấn đề gì à? Nét mặt hắn không bình thường, không hề có sự kinh hoảng. Khả năng cao hắn là gián điệp bọn cướp cài vào trong đám hành khách hạng phi trả lời thay Arin. Từ, không chỉ có hắn. Phỉ nhi, cậu di chuyển đến góc bên kia, nhìn thấy nhóm nhân viên mặc đồng phục ở đó chứ? Cẩn thận tên tóc dài trong số đó nếu lúc bọn này hành động hắn có biểu hiện gì bất thường thì phải xử lý ngay, ok, những người còn lại theo tôi sang lối ra vào bên phải. Chỗ đó có bốn người, cộng thêm hai gã đang ẩn nấp. Hai tên đó giao cho tôi, số còn lại các cậu giải quyết, bây giờ hãy quan sát đồng hồ thật cẩn thật, đúng năm phút sau đồng thời hành động, vâng, thưa trưởng quan, mọi người đáp khẽ. Đây là để thể hiện sự kính trọng đối với trưởng quan Arin, thành viên tiểu đội giảo lan từ từ tiếp cận mục tiêu, hành động thật tự nhiên và kín đáo. Khoảng 2 phút sau, tất cả đã vào vị trí, thành công tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ. Lâm Phỉ Nhi thì mặc dày mày dạng giả vờ làm một thiếu nữ đang trong cơn khủng hoảng, chỉ hận không thể nép sát vào tên nhân viên kia mong được an ủi. Có cần diễn xuất khoa trương đến thế không hả trời, dê ra đen mặt nhìn Lâm Phỉ Nhi giả vờ yếu đuối. Cậu rất muốn biết, nếu tên cao to vạm vỡ bên cạnh cô mà biết cô gái trông rất, nhu nhược này có thể thuộc đạt cấp 8, thì liệu có bị dọa khiếp vía không? liên quan gì đến em? Hửm. Hay là có nguyên nhân đặc thù nào khiến em để ý đến cô ấy, giọng nói ôn hòa của ép vang lên bên tai dê ra, làm cậu dựng tóc gáy. A ha ha, đừng đùa, em chỉ đang cảm thán kỹ thuật diễn xuất của phỉ nhi thôi mà, dê ra vội giải thích. Trong nửa tháng này, cậu đã có những trải nghiệm vô cùng sâu sắc về máu hoàng thư của ép Nhìn con gái chảy nước miếng. Buổi tối lên giường giải quyết. Nhìn con trai chảy nước miếng buổi tối lên giường giải quyết. Nhìn trẻ con chảy nước miếng. Buổi tối lên giường giải quyết, lật bàn. Đấy là vì tôi thấy thằng bé đó quá đáng yêu. Cậu có phải sô ta đâu, thế mà ép cũng lấy chuyện đó ra làm cớ để đè cậu, đúng là vô sĩ hơn cậu gấp trăm lần. Khụ khụ, đừng nháo, chuyện chính quan trọng hơn, thấy ánh mắt ép ngày càng trở nên nguy hiểm, dê ra vội vàng nhắc anh nên giải quyết đám cướp trước đã, đến khi anh thu lại tầm mắt, cậu mới thở vào nhẹ nhõm. Edward quay đi, bên môi thấp thoáng nụ cười. Xem ra dạo này tạo áp lực cho dê ra lớn quá. Chẳng lẽ em ấy nghĩ mình sẽ làm ra hành vi không thích hợp trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này sao? Hành động, giọng nói hạ xuống mức âm lượng thấp nhất trở thành tín hiệu cho một trận chém giết. Gần như cùng lúc, ở cả hai cánh cửa vào đại sảnh xuất hiện vài bóng người lao về phía những tên cướp cầm vũ khí. Nguy hiểm, một tên cướp hô lên, nhưng không thể cứu vãn tình hình chỉ vài đòn tấn công đơn giản dứt khoát mấy tên cướp đã bị thành viên tiểu đội giảo lan giải quyết trong chỗ tối hai tên cướp cải trang thành con tin cũng nhanh chóng bị arin xử lý á à, một tiếng thét chói tai vang lên xung quanh quầy ba trở nên rối loạn chung thịnh nhìn tình hình bên đó mà nóng ruột phỉ nhi đang ở chỗ đó đã xong giọng thanh thanh của lâm phỉ nhi truyền ra nghe thế mọi người mới yên tâm arin đi tới hỏi có chuyện gì vậy lâm phỉ nhi nhún vai hất cầm chỉ gã nhân viên đã bất tỉnh và cô nàng ngã ngồi trên mặt đất, cô ta thấy tên này rút vũ khí ra liền hét lên, Arin nhìn liếc qua rồi dời mắt đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hầu hết mọi người trong đại sảnh đều chưa kịp phản ứng gì, đến khi xác định được mấy tên cướp có vũ khí đã bị xử lý, thì đồng loạt hoang hô. Các cậu, phó thuyền trưởng kinh ngạc nhìn Arin, dường như không thể tin nổi chuyện đám nhóc này vừa làm. Hay, không biết nghĩ tới cái gì, hắn lại thở dài, các cậu quá manh động cho dù giải quyết được đám cướp này, thì e chúng ta vẫn không có cách nào đoạt lại quyền khống chế con tàu. Mưu sự tại nhân, Arin để lại câu đó rồi xoay người dẫn bọn Trung Thịnh chạy vào hành lang dẫn đến khu vực để khoan thuyền cứu hộ. Trước khi đi, Trung Thịnh quay đầu lại dặn, làm phiền mọi người phong tỏa hai lối vào đại sảnh, chỉ ít đừng để ai trở thành con tin của bọn cướp, tôi biết rồi, phó thuyền trưởng gật đầu. Hắn không thể cầm vũ khí đối kháng trực diện với bọn cướp, nhưng vẫn có thể chỉ dẫn mọi người bố trí vài biện pháp phòng thủ xung quanh lối vào. Hơn nữa, chặn lối vào đại sảnh cũng tương đương với việc thêm cho mình một hàng rào phòng ngự, sẽ giúp những người trong đại sảnh an toàn hơn. Chờ tiểu đội dảo lan đi hết, phó thuyền trưởng dẫn mấy người đi tìm đồ vật để chặn cửa vào đại sảnh. Tuy không biết có tác dụng gì nhiều không, nhưng bây giờ họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào lũ trẻ ấy. Dê ra, có thể xâm nhập vào hệ thống của con tàu không? Arin vừa đi vừa hỏi. Không chắc. Tuy đây là tàu dân dụng, nhưng e là bọn cướp đã khống chế kết nối mạng rồi, phải tốn kha khá thời gian mới xâm nhập được. Tóm lại cứ thử đi. Được, may là số lượng cướp không nhiều, cho nên chúng chỉ kiểm soát ở một vài vị trí quan trọng, những chỗ còn lại hầu như không ai để ý đến, vì e ngại trận chiến kịch liệt bên ngoài, hầu hết hành khách đều ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Chừng 10 phút sau, cuối cùng dưa ra cũng xâm nhập được vào hệ thống. Có sơ đồ con tàu họ nhanh chóng tìm được vị trí của khoang thuyền cứu hộ nhanh lên không còn thời gian đâu arin nhìn đồng hồ nét mặt trông có vẻ nôn nóng hắn là một tướng lĩnh vĩ đại nhưng không phải thần thánh hắn có thể cố gắng hết sức cứu vớt tính mạng của những người này nhưng không thể đảo lộn càng khôn có lẽ mọi người không hiểu được tại sao hắn lại sốt ruột đến thế kể cả các hành khách trên tàu cũng chỉ nghĩ rằng bọn cướp lấy tiền xong sẽ thả họ đi nhưng arin thì khác từ lúc chúng nói ra cái tên băng cướp huyết dạ hắn đã biết nếu không phản kháng thì cái chờ đợi họ chỉ có một con đường chết có lẽ lúc này băng cướp huyết dạ mới chỉ vừa thành lập không khiến quân đội bận tâm nhưng trong trí nhớ của hắn huyết dạ là băng cướp khét tiếng nhất trong số các băng cướp vũ trụ nguyên nhân rất đơn giản nơi từng bị huyết dạ cướp bóc không bao giờ còn ai sống sót bọn chúng là một lũ điên không cần biết băng cướp huyết dạ bây giờ có hành động như thế hay không Arin tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng mình ra để đặt cược vào lòng thương hại của một lũ cướp. Vì sự an toàn của mình, của Trung Thịnh, và của các đồng đội, hắn nhất định phải phản kháng. Arin, đừng cuốn, chúng ta vẫn còn cơ hội. Trung Thịnh nắm chặt tay Arin. Arin nhắm mắt lại, thở ra một hơi, từ, là anh quá sốt ruột. Trung Thịnh cầm chắc tay hắn, mỉm cười an ủi. Là người chết đi sống lại, đương nhiên anh cũng biết đến băng cướp huyết dạ khét tiếng đời trước càng hiểu sở dĩ Arin nôn nóng như thế là vì bây giờ ngài không phải một vị tướng quân quyền cao chức trọng, mà chỉ là một học viên trẻ tuổi, không có quyền lực làm nền tảng, những việc mà hắn có thể làm quá ít. Giống như bây giờ, nhìn bảo vệ của con tàu ngày càng yếu thế trước sự tấn công dồn dập của bọn cướp, hắn vẫn không thể giành quyền chỉ huy khỏi tay trưởng đội bảo vệ, dù hắn dám chắc mình có thể cầm cự đến khi quân cứu viện tới, sẽ không ai tin vào một thằng nhóc mới chỉ 18 tuổi dù người đứng sau hắn là tướng quân Clifford đến rồi ngay sau cánh cửa này giờ ra nhanh chóng tìm đường tắt thông qua sơ đồ chỉ vào cánh cửa hợp kim cách đó không xa mọi người chuẩn bị tinh thần chắc chắn khoang thuyền cứu hộ đã bị bọn cướp khống chế rất có thể lát nữa sẽ có một trận chiến kịch liệt yên tâm đi đến lúc đó tớ sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng tài bắn súng phi phàm của mình giờ ra giờ cây súng vừa cướp được từ bọn cướp vũ trụ ra vẻ đắc ý đây không phải trò chơi chỉ một chút bất cẩn là chúng ta sẽ toi mạng, Arin nhìn Dơ Ra bằng ánh mắt lạnh thấu xương, làm cậu rùng mình. Những người khác nhìn nhau, thấy lòng nặng trĩu. Tớ, tớ biết rồi, dường như Dơ Ra bị Arin dọa, nói lắp ba lắp bắp, nhìn này, gần đây có thiết bị theo dõi, Dơ Ra liên tục xâm nhập vào hệ thống, bắt đầu tra tìm các thiết bị theo dõi trên tàu. Thấy rồi. Có một cái, Dơ Ra vội vàng phóng to hình ảnh trên quang não vừa hay chiếc camera này đang chiếu cảnh trên hành lang dẫn đến chỗ khoang thuyền cứu hộ. Trong góc chồng chất mấy thi thể, nhìn quần áo có thể đoán được họ là nhân viên trên tàu, cũng có một vài hành khách. Hai bên cánh cửa hợp kim dẫn lối vào hành lang đều có một tên cướp canh giữ, nhìn vẻ mặt chúng có vẻ không mấy căng thẳng, chuẩn bị. Dê ra phụ trách mở cửa. Sau khi cửa mở ra, tôi với Trung Thịnh sẽ lên trước, tại sao, Samantha bất mãn, câm miệng cô muốn cãi lệnh, Chung Thịnh đột nhiên lạnh giọng. Samantha siết chặt nắm tay, nhưng không nói gì nữa, ai cũng biết người vọt vào đầu tiên là người nguy hiểm nhất. Nếu là những trận chiến bình thường, thì người đi tiên phong chắc chắn sẽ là Samantha, nhưng, đúng như Arin nói, đây không phải trò chơi, mỗi người chỉ có một mạng sống, đã mất là không còn cơ hội nào nữa. Trong số họ, chỉ có Arin và Trung Thịnh là người từng xông pha chém giết trên chiến trường, cũng là lựa chọn tốt nhất cho nhiệm vụ này. Đương nhiên, trong mắt các đội viên khác, họ biết Trung Thịnh và Arin là tiểu đội trưởng cho nên phải gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất, thế nên mới đảm nhận nhiệm vụ này, nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến họ vô cùng khó chịu. Tại sao? Tại sao mình vẫn chưa đủ mạnh, chưa thể gánh vác trách nhiệm mà mình nên gánh vác? Phải, ai cũng biết Arin và Trung Thịnh rất giỏi, nhưng đó không phải lý do để họ gánh lấy trách nhiệm nặng nề nhất. Họ là một tiểu đội, khi đối mặt với nguy hiểm cũng vẫn là một tiểu đội. Nếu lần nào nguy hiểm cũng để hai người xông pha, thì những người còn lại tồn tại để làm gì? Cùng lúc đó, các thành viên tiểu đội giảo lan đều cảm thấy rất ức chế, bởi họ còn chưa đủ tư cách để gánh vác trách nhiệm của mình. Arin nâng tay lên, rồi phải mạnh xuống, dê ra lập tức mở cửa. Hai tên cướp canh giữ bên cửa ngạc nhiên khi thấy cửa mở ra, nhưng vẫn phản ứng rất nhanh. Tia sáng của súng la dè chớp nhoáng chói mắt. Arin nhảy bật một bước xa tránh né, xoay người dơ súng bắn thẳng vào đầu hai tên cướp máu tươi, ốc trắng văng tung tóe lên tường và sàn nhà lát kim loại, còn dính một chút lên mặt Lâm Phỉ Nhi lúc đó đứng cạnh cánh cửa. Ngay khi Arin nhảy ra, Trung Thịnh liền xông thẳng vào hành lang, nhờ các vật trang trí che chắn, thành công giết chết hai tên cướp canh ở một cánh cửa khác. Quẹ, Lâm Phỉ Nhi không kìm được bật ra tiếng nôn khang, vội vàng dùng tay áo lau mặt, cả hành lang nồng nặc mùi máu tươi. Sắc mặt của hầu hết thành viên trong đội đều rất khó coi. Bọn họ tưởng rằng khi ở thành phố Bơ mình đã thực sự vượt qua cảm giác bài xích với cảnh tượng máu me, nhưng khi thực sự tiếp xúc ở khoảng cách gần, họ mới biết sự phản cảm trào lên từ tận đáy lòng này không dễ biến mất như thế. Khác hoàn toàn khi chơi game, máu tươi và ốc trắng đều rất chân thật, bắn tung tóe từ cơ thể con người phục ra ngoài. Chúng là dấu hiệu cho một sinh mạng vừa mất đi, dù họ biết đó là bọn cướp vũ trụ giết người không ghê tay, nhưng, dê ra mặt trắng bệt nhìn chầm chầm thi thể mất đầu nằm dưới sàn, mãi chưa bình tĩnh lại được. Ed hút hít mắt, nhẹ nhàng kéo đầu dê ra vào lòng mình. Hắn đã từng giết người. Chỉ là hắn không ngờ dê ra lại có phản ứng mạnh với chuyện này như vậy. Các cậu có ba phút để khôi phục, Arin nói với giọng bình thản. Nếu ba phút sau vẫn chưa thể bình thường trở lại, thì tốt nhất là về đại sảnh rồi ở yên đó chờ người khác cứu viện. Cứu viện. Mọi người ngẩn phát đầu lên, nhìn chầm chầm Arin. Dường như không thể tin được hắn lại thốt ra từ này, họ đã trải qua bao phen giao tranh, thậm chí gần như trở thành cấp dưới trực thuộc của Arin, vậy mà hắn lại bảo bọn họ bỏ cuộc. Bảo bọn họ chờ người khác cứu viện, Chung Thịnh đột nhiên bước lên, chặn ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, giết người là vấn đề muôn thuở trên chiến trường, mọi người phải mau chóng thích ứng. Tình huống hôm nay quá đột ngột, nếu có cơ hội, tôi cũng muốn mọi người có thêm thời gian thích nghi. Nhưng đừng quên tình cảnh của chúng ta bây giờ. Aaron không muốn mọi người bị đuổi học lại càng lo nếu các cậu không thích ứng được thì e là sẽ chết trong trận chiến này thay vì thế chi bằng để mọi người bỏ cuộc về chờ trong đại sảnh những người khác cúi đầu nhìn thi thể nằm trên sàn ánh mắt trở nên kiên cường hơn oẹ tớ đây hoàn toàn là phản ứng sinh lý không sao tớ có thể vượt qua lâm phỉ nhi lau nước bọt bên khóe môi vừa rồi cô là người phản ứng mạnh nhất cho nên bây giờ lên tiếng đầu tiên bọn này cũng không sao hết, Samantha và lôi tranh nói liền sau đó. Trong nét mặt đã thoải mái hơn hẳn lúc nãy. Khụ khụ, anh đừng cản em quan sát thi thể. Thật ra em chỉ định lại gần thêm một chút để xem thành phần của ốc thôi, dê ra trông vẫn hơi tái, nhưng kiên quyết đẩy bàn tay che mắt mình của ép Phúc ra. Tớ, tớ, tớ rất ổn, hạng phi vỗ ngực, làm bộ thở dài, thật ra là vì tớ bị bộ dạng của lâm phỉ nhi dọa sợ. Mọi người, thật vô liêm sỉ, còn nửa phút, Arin lạnh lùng nói, những người khác chuyển mắt sang nhìn Trung Thịnh. Trung Thịnh lập tức nhìn lên trên, ngài Arin đã nói là ba phút thì nhất định sẽ chờ đến đúng ba phút. Khôi phục trước thời gian gì chứ, anh không biết gì hết. Mọi người bày tỏ cực độ khinh bỉ trước hành vi của Trung Thịnh, rồi cùng chờ thêm nửa phút nữa. Khi vẻ mặt họ đã dần trở lại bình thường, Arin mới mở cửa kho đặt thuyền cứu hộ. Trong kho chất đầy thuyền cứu hộ, mỗi khoang chứa được khoảng 20 người loại thuyền cứu hộ này không thể di chuyển lâu trong vũ trụ cho nên arin không bao giờ nghĩ đến chuyện dùng thứ này để chạy thoát khỏi chiến trường tìm xung quanh xem chắc phải có cửa dẫn đến một kho khác mọi người nghe thế bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhà kho này quá rộng họ mất những năm phút mới tìm thấy cửa kim loại dưới một khoang thuyền cứu hộ sau tiếng reo phấn khích của lâm phỉ nhi đậu má tên quản lý chết tiệt nào để thuyền cứu hộ đè ngay trên cửa thế này samantha nhìn cánh cửa bị đè nặng dưới thuyền cứu hộ có cảm giác muốn phát điên. Họ vốn có thể nhập lệnh vào hệ thống để mở cửa, nhưng giờ bên trên còn vướng một khoang thuyền, vậy phải làm sao mới lấy được cơ giáp đây? Trung Thịnh, lên mở nó ra, Arin chẳng hề sốt ruột, trực tiếp hạ lệnh. Trung Thịnh nhanh chóng trèo vào khoang thuyền, không biết nhấn vào nút gì mà thuyền cứu hộ từ từ hoạt động. Sau đó, Trung Thịnh nhảy xuống dưới. Trung Thịnh, cậu biết lái thuyền cứu hộ à? Về ra ngơ ngác hỏi. Trung Thịnh nhìn cậu, lắc đầu. Thế sao nó lại hoạt động, Dê ra tiếp tục ngơ ngác hỏi, trung thịnh nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. Thằng nhỏ này, không biết có phải bị chuyện lúc nãy dọa cho ngu người luôn rồi không? Tôi chỉ bấm nút xác nhận khoang thuyền đã hết chỗ, cho nên hệ thống liền chuẩn bị bắn khoang thuyền này ra ngoài. Dê ra, ô oh ồ. Oh. Thì ra có thể làm như vậy, hút bất đắc dĩ nhìn Dê ra. Công dụng của thuyền cứu hộ là sơ tán hành khách khỏi tàu, thuyền đầy người rồi thì đương nhiên là phải bắn ra khỏi tàu bằng tốc độ nhanh nhất rồi nếu không chẳng may tàu nổ thì còn cứu được ai nữa. Chẳng lẽ đây không phải là thường thức sao? Dê ra trích gào trong lòng, ông đây đã ngồi tàu gặp nạn bao giờ đâu, làm sao mà biết được? Dê ra, đừng ngẩn ngơ, thử xem có mở cửa được không, không còn thuyền cứu hộ cản trở, cánh cửa kim loại dưới sàn nhà lộ hẳn trước mắt mọi người, hả? Ừ, dê ra vội vàng thao tác trên quan não. Chừng nửa phút sau, cậu lắc đầu tiếc nuối nói với Arin, không được mức độ xâm nhập vào hệ thống của tớ quá thấp, không thể biết được lệnh mở cửa, vậy thì hết cách rồi, Arin than nhẹ. Tất cả lùi lại, Chung Thịnh đột nhiên hô lên, rồi cầm cây súng laser Arin đưa qua. Hai cây súng cùng bắn thẳng vào cửa kim loại. Mọi người giật mình kinh ngạc, đệt. Mở cửa bằng bạo lực A, à. Arin liếc nhìn họ, đúng thế. Tiếp tục lùi lại, Chung Thịnh vừa bắn vừa từ từ lùi về đằng sau. Arin cũng từ từ kéo giãn khoảng cách với cánh cửa nọ những người khác không biết tại sao phải làm thế nhưng hai người kia đã hành động họ tất nhiên không thể đứng yên tại chỗ keng 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 trên ván cửa bằng kim loại cứng liên tục xuất hiện vết cháy xém không biết nó được làm từ vật liệu gì mà ngay cả súng laser cũng không thể bắn xuyên qua có thể bắn thủng được à dê ra dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chung thịnh cậu mới chỉ thấy cánh cửa kia lõm xuống một chút thôi nhưng với tốc độ này thì khéo phải hơn ba tiếng nữa mới xong nhìn đi, ép hút ghé tai cậu nói nhỏ. Hắn cũng nghĩ làm vậy không có tác dụng, nhưng người như Arin sẽ làm chuyện vô ích sao? Đáp án đương nhiên là không, cho nên, việc Trung Thịnh đang làm nhìn thì tưởng như vô dụng, nhưng chắc chắn sẽ có hiệu quả đặc biệt. Quả nhiên, sau khi bắn cho cánh cửa thủng một lỗ rộng tầm cái đĩa, Trung Thịnh ngừng bắn, mọi người mau trốn ra sau các khoang thuyền cứu hộ khác, nhanh, rồi anh lấy súng laser của lôi tranh ném vào cái lỗ trên cửa. Sau khi mọi người trốn kỹ, anh chọn một vị trí thích hợp, từ đằng xa bắn thêm một phát nữa. Win, chính giữa hộp năng lượng của súng laser, súng laser nổ tung, chấn động mạnh đến nỗi các khoang thuyền cứu hộ trong kho đều hơi lệch khỏi vị trí. Sức ép không khí làm nhiều người đứng không vững. Hết chương 180, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.